vạn đạo kiếm mang hội tụ, hóa thành một kiếm cương tuyệt thế, bao quanh vô tận khí tức luân hồi, từ trên trời giáng xuống, thô to đến 300 mét, xuyên qua càn khôn, mở ra vạn đạo. Lui! Huyền Đàm và các yêu thú nhao nhao bạo khởi, tháo chạy về bốn phương tám hướng. Nhưng, bọn hắn có thể lui, lại quên Huyền Liệt đã nửa sống nửa chết. Huyền Liệt thật vất vả chạy thoát, đang tính dưỡng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng vừa mới chống thân thể lên đã bị kiếm cương từ trên trời giáng xuống xuyên qua, gắt gao ổn định ở vũng bùn trong phế tích. Kiếm cương bạo động, mãnh liệt cuốn một cái, linh hồn mệt mỏi bên trong phát ra gào thét đau đớn, tiếp đó im bặt mà dừng. Huyền Liệt nhiều lần trở về từ cõi chết cuối cùng vẫn khó thoát kết quả tử vong. Kiếm cương sụp đổ, quét ngang mười phương thiên địa, chém chết vô hạn luân hồi. Số lượng lớn hải thú vội vàng không kịp chuẩn bị bị kiếm cương đánh trúng, cơ thể phòng ngự cường hãn vậy mà khó đón đỡ, trong nháy mắt bị gạt bỏ linh hồn. Linh hồn bị chém chết, luân hồi đứt đoạn. Sụp đổ thiên vũ cường quang lượn lờ, một đạo tiếp lấy một thân ảnh từ trong bóng tối xông ra, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên thân Huyền Liệt bị oanh sát. Một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài rối tung, huyết y rách dưới theo gió phiêu giật. Rõ ràng là thiên hậu. Một người sắc mặt tái nhợt, thẳng tắp như kiếm, cẩm y tu thân, khí độ phi phàm. Là cổ thần. Một người khác thì là dáng người mập mạp ngồi trên hoàng nê đài, cổ tác nhân. Ở thời điểm thiên hậu tiếp nhận thái tổ nổi giận cuồng kích, cổ thần kịp lúc xuất hiện, ngạnh kháng mấy đạo trọng kích, triệt tiêu bộ phận năng lượng, tránh cho thiên hậu chết thảm. Mà chân chính cứu vớt bọn họ cũng mang về nơi này thì là cổ tác nhân sau khi chạy đến. Xác thực mà nói, là tôn cổ đế, một thân ảnh uyển chuyển vẫn luôn ẩn núp bên trong sinh mệnh thần điện hiện tại đang phiêu đãng trong hư vô quan sát. Nàng mang theo cổ tác nhân thành thần trở về, cũng tìm được cổ thần cùng thiên hậu song song hôn mê. Ngươi là ai? Huyền Đàm chú ý tới mập mạp trên hoàng nê đài, vậy mà làm cho vô hạn sơn hà của hắn cộng minh, trong không gian ý thức xuất hiện vô số bóng người, xuất hiện cửu u thâm không minh mông. Xin chào. Cổ tác nhân cũng chú ý tới Huyền Đàm, cười ha hả lên tiếng chào. Thiên hậu. Huyền Vũ Thái Tổ quay người, nhìn kịch biến xa hơn 1000 dặm bên ngoài, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng đã nhận ra khí tức quen thuộc. Thiên hậu trở về. Thiên hậu. Thật sự là thiên hậu. Bọn người Khương Quỳ liên tiếp bừng tỉnh, xuyên thấu qua vòng xoáy hải triều cuồn cuộn ngắm nhìn thân ảnh xa xa, bọn hắn kích động lại hoảng hốt, thậm chí hoài nghi có phải ảo giác trước khi chết hay không. Là thiên hậu. Tần Vị Ương phát ra tiếng tê khiếu sắc nhọn, kích phát ra thần uy sau cùng, ngạnh kháng hải triều đang nghiền ép. Chịu đựng. Tất cả các cường giả vạn thế gần như tuyệt vọng đều giống như giành lấy cuộc sống mới, bộc phát ra vô tận tín niệm cùng năng lượng. Thiên hậu ngóng nhìn hơn 1000 dặm bên ngoài, ánh mắt run lên, bí lực vô lượng toàn thân bộc phát, kim quang ngập trời, quay quanh ra đằng xà hư ảnh, như tuyệt thế tiêu thương chỉ phương xa phía xa. Ầm ầm tiếng vang, đằng xà nhanh chóng vượt qua không gian, vượt qua vũng bùn phế tích, đuổi giết Huyền Vũ Thái Tổ. Sao ngươi có thể không chết? Sao ngươi có thể không chết? Huyền Vũ Thái Tổ buông ra hải triều đang nghiền ép, nện bước chân nặng nề oanh oanh liệt liệt vọt tới hướng thiên hậu. Hải triều chút xuống, tuôn ra lao nhanh, từng người trong nước xoáy liên tiếp thoát khốn, nhưng cơ hồ không có một người nào, thành hình, thân thể vỡ vụn, huyết thủy chảy ngang, mặc dù thoát khốn, nương theo đau đớn cùng đột nhiên mà buông lỏng, để rất nhiều người bọn hắn hôn mê tại chỗ. Thủy tổ chủ nhân, xuất ra tư thái tổ tiên của ngươi đã tranh hùng cùng Huyền Vũ, côn bằng. Tiếp tục, đánh. Huyền Đàm liếc mắt về phía thủy tổ chủ nhân xa xa, đón nhận hải triều cuồng dã lao nhanh mà đến đụng tới, khống chế hải triều. Cuồng dã bước lên, đuổi giết tên mập mạp nhân tộc kia, truyền thừa sẽ thuộc về nó. Thủy tổ chủ nhân thẹn quá hóa giận, gào lớn một tiếng, đong đưa thân thể, đón tiểu tử tóc trắng đang giết tới. Thủy tổ chủ nhân, ta tên cổ thần, còn nhớ rõ không? Cổ thần tế lên hoàng nê đài, kiếm mang thông thiên, bao quanh khí tức luân hồi kinh khủng đuổi giết thủy tổ ngư. Là ngươi, ngươi vậy mà kết minh cùng vạn thế thần triều, không biết sống chết. Thủy tổ chủ nhân gào thét. Nhấc lên hải triều, nghênh kích cổ thần. Hải thú bọn chúng không sợ nhất chính là tấn công tính cường giả, hải triều tựa như là tấm chắn tuyệt thế, có thể chống cự thế công, thậm chí ngăn cách thế công. Phía dưới thánh vương, toàn bộ lui ra. Bên trong hải triều, Tần Vị Ương ngạnh kháng lấy hải triều, bạo kích mặt đất, nhấc lên nham thạch lồng giam tráng kiệt, khốn trụ bán thánh hôn mê hoặc trọng thương, thánh linh đều cưỡng ép kéo vào địa tầng, di chuyển hướng về bốn phương tám hướng. Chu Thiên Thần Kiếm
phối hợp ta, giết. Tần Vị Ương nâng đao xuất chiến, cũng xông về thủy tổ chủ nhân phía xa xa. Toàn thân thiên hậu tản mát kim quang kích phát huy lực côn bằng cuồng dã nghịch hành bên trong hải triều, đuổi giết Huyền Vũ Thái Tổ. Bí lực vô lượng cuồn cuộn, hai tay hoành kích, bên trái kim ô quay quanh, hóa thành mặt trời tuyệt thế, phía bên phải ngọc thỏ nhảy lên, hiện ra ánh trăng thái âm. Thiên luân khẽ động như long ngâm cửu thiên, một mảnh chói mắt, chiếu phá vạn vật. Nguyệt luân khẽ động, giống như phượng gáy cửu u, thanh huy như nước, đầy tràn thiên địa. Nhật nguyệt giữa trời, âm dương lưu chuyển. Thiên hậu kích phát chiến ý vô tận triển khai chính diện chém giết cùng Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ hét lớn nghênh chiến, trung dung cùng thập tam hải minh mông bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Mặc dù nhận lấy thiên phạt trọng thương, thực lực tổn hại cực lớn, nhưng trung quy vẫn là siêu cấp chiến thú đến gần vô hạn bán đế. So với Khương Phàm đang mở ra cuộc săn giết tại Tây Bắc Bộ, hỗn chiến tại Minh Tôn Sơn mới thật sự là ý nghĩa chiến tranh. Có thực lực nghiền ép, có chiến thuật đối kháng. Có phục binh trùng kích, có viện binh tiếp viện. Có ý chí cùng tín niệm va chạm, cũng có điên cuồng cùng huyết tính phản kích. Theo thiên hậu trở về, cường giả vạn thế có thể trở về từ cõi chết, số lượng lớn người trọng thương được Tần Vị Ương di chuyển. Nhưng, kiên trì lưu lại vẫn thương thế quá nặng, kịch liệt chống lại từ từ biến thành vùng vẫy dẫy chết. Tuy nhiên, thánh chiến mặc dù chật vật, chiến trường thần cấp lại rõ ràng chiếm ưu thế. Huyền Đàm đối chiến cổ tác nhân, lại bị Ngu Chính Uyên liều chết quấy nhiễu. Thủy tổ chủ nhân nghênh chiến cổ thần, lại gặp Tần Vị Ương cùng Chu Thiên Thần kiếm trợ giúp. Thiên hậu mặc dù giết không chết Huyền Vũ Thái Tổ, nhưng Huyền Vũ Thái Tổ một lát cũng không xông phá thiên hậu chặn đánh. Mấu chốt chiến tranh rất nhanh rơi xuống trên chiến trường Huyền Đàm cùng thủy tổ chủ nhân. Chỉ cần nơi đó bất kỳ bên nào tan tác, thế tất ảnh hưởng toàn cục. Nhưng, một tiếng nổ mạnh một ngạt không hề tầm thường đột nhiên truyền đến từ phía chân trời xa xôi, theo thanh âm lan tràn, địa tầng đều nổi lên gợn sóng, như là đại địa mẫu khí đau nhức ngâm nga, truyền khắp mênh mông sơn hà. Thiên hậu lập tức làm ra phán đoán, là phương hướng Chu Thiên Thần Điện. Có cường tộc tập kích Chu Thiên Thần Điện. Thiên hậu cưỡng ép rời khỏi Huyền Vũ Thái Tổ tiến công, ngắm nhìn phương Nam. Trước khi rời khỏi nơi đó, bọn hắn đầu tiên xác định xung quanh 10 vạn dặm không có bóng dáng đế tộc khác. Nếu như chỉ là hoàng tộc cùng hoàng đạo bình thường cũng không dám tùy tiện mạo phạm Chu Thiên Thần Điện, xem như khởi xướng tiến công, cũng không thể nào chiếm lĩnh nơi đó. Nhưng đột nhiên xuất hiện ba động làm cho thiên hậu cảnh giác. Bên ngoài Chu Thiên Thần Điện có cửu thiên pháp trận, xem như thần linh khởi xướng tấn công mạnh, năng lượng thanh thế đều sẽ nhận kiềm chế, tuyệt đối sẽ không cách hơn 3 vạn dặm mà ảnh hưởng đến nơi này. Chẳng lẽ là Thái Sơ đế tộc giết tới rồi? Cổ thần rõ ràng nói Thái Sơ đã cùng Bắc Thái liên minh. Nam Bộ trừ Long tộc cùng Thủy Tổ Ngư gia, không có cường tộc khác có thể uy hiếp được Chu Thiên Thần Điện. Long tộc bị thế giới mới kéo lấy, Thủy Tổ Ngư lại đang âu cơ nơi này. Sẽ là ai? Chẳng lẽ? Triệu Thanh Duẫn, Triệu Thanh Duẫn mang theo Xích Thiên cùng Thái Uyên Cường giả tới. Thiên hậu đột nhiên đứng trước lựa chọn gian nan, cục diện nơi này vừa mới ổn định, nếu như cưỡng ép rút lui, không thể nghi ngờ là từ bỏ cơ hội cực tốt. Nếu như tiếp tục kiên trì, Chu Thiên Thần Điện nơi đó làm sao bây giờ? Chu Thiên Thần Tôn rõ ràng đã chết, Tần Thế Võ Tế hiến Chu Thiên Thần Kiếm, nàng sao có thể để Chu Thiên Thần Điện lại gặp bất chắc? Dạ An Nhiên, Khương Quỳ, toàn thể không võ, xuôi nam về Chu Thiên Thần Điện. Nếu như thần điện đã phá, tận hết khả năng cứu người. Nếu như còn đang kiên trì, nghĩ biện pháp tập kích quấy nhiễu. Thiên hậu hạ đạt chỉ lệnh, an bài bọn người Khương Quỳ đi trước điều tra tình huống. Chiến trường thần cấp bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần có thể tiểu sát một tên liền có thể nhanh chóng giải quyết toàn bộ, triệt để trọng thương Huyền Vũ đế tộc. Nếu không coi như giết tới Chu Thiên Thần Điện, Huyền Vũ đế tộc vẫn sẽ theo sát đi tới. Dạ An Nhiên nhớ mong tiểu kim hầu sinh tử, nhưng vẫn dứt khoát rời khỏi chiến trường, cưỡi vạn độc huyết long phóng lên tận trời. Chịu đựng. Khương Quỳ lớn tiếng gáy to, mắt thấy Khương Bá đã chiến tử, chỉ sợ thời điểm trở về, Khương Diễm, Khương Qua cùng Triệu Thời Việt cũng không có ở đấy. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Minh vệ các lại không võ lui ra chiến trường, cố nén suy yếu cùng đau đớn, cuốn lên không gian chiều cường. Nhanh chóng xuôi nam. Thủy tổ ngư cùng đám hải thú đều không có ngăn cản, thậm chí ước gì đám gia hỏa kia rời khỏi. Bọn chúng thoáng thở ra một hơi, nhào tới thánh vương thánh hoàng khác. Tần Thế Võ, cổ thần, thay đổi chiến thuật, rời khỏi thủy tổ ngư, phối hợp cổ tác nhân.
Thiên hậu đơn giản quét mắt chiến trường liền quả quyết thét lên ra lệnh, lập tức tiếp tục cuồng chiến thái tổ, tận hết khả năng tiêu hao tinh lực của nó. Không cần phải để ý đến ta, nhanh đi. Tần Vị Ương cưỡi thạch hổ, điên cuồng chặn đánh thủy tổ chủ nhân. Tần Thế Võ, cổ thần, bằng vào kiếm khí bén nhọn, tránh thoát thủy tổ chủ nhân trói buộc, đuổi giết Huyền Đàm. Huyền Đàm không chỉ à đối mặt với cổ tác nhân dây dưa, trong thân thể càng có Ngưu Chính Nguyên đang bộc phát, mà trước đó đã bị thương nặng, trong thân thể xuất hiện lỗ đen. Tần Thế Võ cùng cổ thần cường thế tiếp viện, tương đương với 4 vị thần tôn vây bắt. Mặc cho phòng ngự mạnh hơn, dưới trọng thương gánh không được loại vây giết trình độ này. Phối hợp ta, trong vòng 3 phút, giết hắn. Cổ thần hô to, kiếm khí ngập trời, ngưng tụ kiếm cương trùng thiên, kiếm cương hừng hực, lại vần quanh khí lạnh âm trầm, như là trao đổi cửu u thâm không. Luân hồi kiếm đạo, chém chết luân hồi. Phòng ngự của Huyền Đàm rất mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng cổ thần kiếm chạm chính là linh hồn. Cổ tác nhân khống chế hoàng nê đài, vậy mà mở rộng cửu u thâm không cho cổ thần. Thâm không minh mông, vô biên vô ngần, mấy triệu minh hoa trong bóng tối phiêu đãng, ước vạn vong hồn vượt qua. Cửu u vừa mở, kiếm cương cổ thần tăng vọt uy thế, như là hắc ám thâm không đều muốn sụp đổ ở trước mặt hắn. Cổ tác nhân cùng cổ thần, quả thực là tuyệt phối. Ngưu Chính Nguyên, đã nghe chưa? Phối hợp chúng ta. Chu Thiên Thần kiếm bạo khởi vô biên kiếm khí, như từng cái ngân hà vần quanh, giống như vạn đạo cự long thông thiên, kiếm chiều chém chết hải triều, vỡ vụn đạo ngấn, lấy vô địch sát huy bổ về phía Huyền Đàm. Ngưu Chính Nguyên trong thân thể Huyền Đàm tiếp tục ngưng tụ hỗn độn chiến giới, mặc dù mức tiêu hao này với hắn mà nói cực kỳ đau đớn, nhưng chết còn không sợ, còn sợ đau đớn. Cho dù chết, hỗn độn chiến khu của hắn kéo chết đế mạch, cũng coi là chính danh cho tiên tổ. Ầm ầm, khí tức hỗn độn bạo động, một viên tiếp lấy một viên hỗn độn chiến giới hiện lên, được 8 cánh tay Ngưu Chính Nguyên khống chế kịch liệt nhấc lên, bên trong sơn hà kéo dài tới, càn khôn định hình. Huyền Đàm rốt cuộc cũng sợ. Kiếm khí lạnh thấu xương, sâu thẳm cửu u, bộc phát thần kiếm, sụp đổ nội hải. Chẳng lẽ muốn vận dụng vô hạn sơn hà rồi? Nhưng, vô hạn sơn hà chỉ là phòng ngự, sau khi vận dụng thì sao đây? Đúng vào lúc này, Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên ngừng lại thế công, phát ra một tiếng hò hét. Ngưng chiến, giao dịch, muộn, giết hắn. Thiên hậu lại không ngừng tấn công, lớn tiếng gào thét. Ta nói, giao dịch. Hư vô chiến khu bên trong Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên cuồn cuộn ra hắc ám triều cường, bên trong chính là Thái Âm Ngọc Thố cùng Đông Hoàng Càn. Chỉ là, bọn hắn đều bị tươi sống làm vỡ nát. Rách mướp, không có đầu không có tứ chi, bạch cốt âm u treo chút thịt nhão, ngay cả linh hồn đều rất suy yếu. Ngay sau đó hắc triều cuồn cuộn, bên trong nổi lơ lửng thiên phạt thần kiếm, mà bên cạnh thiên phạt thần kiếm còn có một sợi hỏa diễm không có dập tắt. Ngừng! Thiên hậu rốt cuộc cũng hạ lệnh. Quả thực là đã ngừng lại luân hồi kiếm cương đang muốn bộc phát. Ta không cùng ngươi nói nhảm, nên đưa cho ngươi thì cho ngươi hết, toàn thể các ngươi rời khỏi chiến trường. Nếu như không đồng ý, ta sống luyện bọn hắn, tiếp tục cùng các ngươi chém giết. Huyền Vũ Thái Tổ chưa bao giờ chủ động thỉnh cầu ngưng chiến, nhưng thật không thể nào lại hy sinh tiếp. Huyền Đàm là hy vọng của bọn hắn, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Mà Huyền Đàm vừa chết, tiếp theo chính là thủy tổ chủ nhân. Tiếp đó chính là một loạt bi kịch. Thiên hậu cau mày, cực độ không muốn từ bỏ. Nhưng, nhìn thân thể Đông Hoàng Toại, Thái Âm Ngọc Thố nát nát tàn phế, nhất là thiên phạt thần kiếm quấn quanh hỏa diễm, cưỡng bức đè lại chiến ý sôi trào. Bọn người Tần Vị Ương nhao nhao dừng lại, tức giận cùng sát ý đã để bọn hắn đỏ trong mắt, ai cũng không nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Bọn hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, càng phải báo thù cho đồng bạn đã chết đi. Nhưng, trong thân thể ta, còn có 3 cái. Huyền Đàm cũng không thể không thỏa hiệp, trong thân thể trừ hỗn độn chiến thần, còn có 2 gia hỏa đã đập nát. Thiên hậu hít một hơi thật sâu, lắc lắc thở ra. Đổi. Thiên hậu. Đám người theo bản năng la lên, nhưng lại lập tức im lặng. Mặc dù tức giận cùng không cam lòng, nhưng, bọn hắn như thế nào nhẫn tâm từ bỏ bọn người kiều vô hối. Tần Vị Ương đều gắt gao cắn chặt răng hàm, khuôn mặt tái nhợt nổi lên gân xanh. Cơ hội cực tốt, lại kiên trì một chút thì có thể hoàn toàn khống chế chiến trường. Mà, nếu như rút lui, Huyền Mang bị hóa đá lúc nào cũng có thể bị Huyền Vũ Thái Tổ cứu vớt tới, 100.000 tinh binh của nàng chẳng phải là chết vô ích. Nhưng, Thiên Hậu nhìn Thái Tổ hô to. Trước khi ta thay đổi chủ ý, đổi, là toàn bộ. Ầm ầm,
Chiều cường lao nhanh, cuốn lên thân thể tàn phế của Ngô Chính Nguyên, Thiên Phạt Thần Kiếm, cùng Thái Âm Ngọc Thố, Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Lý Dần cùng Hỗn Độn Linh Hầu và linh hồn của bọn họ đưa đến phía trước. Thiên Hậu phất tay ra hiệu, bọn người cổ thần liên tiếp buông huyền đàm ra. Huyền đàm, thủy tổ ngư, số lượng lớn hải thú nhanh chóng tụ tập đến sau lưng Thái Tổ. Bọn hắn cũng rất tức giận, rất không cam tâm, nhưng Thiên Hậu đột nhiên trở về, trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi chiến cuộc. Mặc dù Thánh Hoàng bọn họ hẳn là có thể dần dần đột phá, gấp rút tiếp viện bọn người huyền đàm, nhưng... Huyền đàm có thể kiên trì đến bọn hắn đột phá sao? Đi! Ánh mắt Thiên Hậu lạnh lùng đảo qua đám hải thú trước mặt, mang theo bọn người Khương Diễm dứt khoát xuôi nam, dập tắt lửa Chu Thiên Thần Điện. Nhưng, Thiên Hậu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vừa mới bạo tạc là chiến tranh bắt đầu, càng là chiến tranh kết thúc. Trong âm thanh bạo tạc kinh thiên động địa kia, Chu Thiên Thần Điện. Hủy diệt! Long tộc kéo lấy thế giới mới vượt qua Tây Nam, tiến đụng vào trung vực Nam Bộ. Trên đường đi hơn 300.000 dặm. Mấy vạn dặm địa tầng bên ngoài thế giới mới bị triệt để vỡ nát, chỉ để lại vạn dặm cấm khu. Cự long quay quanh, thiên long xé rách, chân long bạo kích. Dưới sự chỉ dẫn của cổ long đạo ngấn ở trên trời, bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất, giết tới Chu Thiên Thần Điện. Bên trong cấm khu, hồng hoang thiên long, bọn người Hàn Ngạo đều đoán được mục đích long tộc, nhưng muốn giết ra ngoài đã không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể ký thác Chu Thiên Thần Điện có thể chống đỡ được đợt bạo kích đầu tiên. Nhìn lại tình huống chiến đấu bọn người Thiên Hậu bên ngoài, chuẩn bị phản kích. Nhưng, bọn người Hồng Hoang Thiên Long không nghĩ tới, lúc này Chu Thiên Thần Điện đã không có thần linh bảo vệ. Bọn người Thiên Hậu càng không ở nơi này. Long tộc không nghĩ tới phòng ngự Chu Thiên Thần Điện sẽ yếu kém như thế, bởi vì nhận định bên trong có thần linh cùng số lượng lớn cường giả trấn thủ, cho nên ngay khi bọn hắn áp sát Chu Thiên Thần Điện, tốc độ tăng vọt, vạn giảm cấm khu kéo tới 10 vạn mét không trung trở lên. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, long khí che mất thế giới mới. Giống như một viên thiên thạch kinh khủng, phá tan mây mù, lấy vô địch tốc độ đánh tới. Ngay sau đó, 7 tôn thần linh cự long, gần 20 vị thánh hoàng, số lượng lớn thánh vương toàn thể bộc phát, phóng xuất ra kinh khủng long uy, theo thế giới mới đánh về phía Chu Thiên Thần Điện. Bên trong Chu Thiên Thần Điện cũng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ phải gánh chịu đến bạo kích khủng bố như thế. Dù sao... Thế giới mới không phải ở Tây Nam Bộ sao? Nương theo bạo kích kinh thiên động địa. Thế giới mới từ 10 vạn mét không trung nhanh chóng rơi xuống, năng lượng cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời, phía sau đi theo là bạo kích kinh khủng của long tộc. Ầm ầm tiếng vang. Cửu thiên đại trận, man hoang đại trận, chu thiên đại trận trong lúc mãnh liệt lắc lư bị vô tình nghiền ép. Cực hạn bạo kích, dẫn phát sụp đổ thảm liệt. Tế đàn các nơi thủ vững pháp trận toàn bộ nổ tung. Tất cả trưởng lão đệ tử cùng các cường giả tan xương nát thịt. Không. Bọn người Hồng Hoang Thiên Long thê lương gào thét, nát. Một chút liền nát. Không không không. Điều đó không thể nào. Thần bên trong đâu? Bọn người Thiên Hậu đâu? Thế giới mới vỡ nát pháp trận, toàn diện oanh kích tất cả cung điện cùng sơn lĩnh Chu Thiên Thần Điện, tiếp đó va chạm mặt đất, vỡ vụn địa tầng. Nương theo tiếng vang chấn thiên động địa cùng tiếng kêu gào thảm thiết quỷ dị. Thế giới mới vượt qua 37 vạn dặm lấy tốc độ khủng khiếp cùng uy thế toàn bộ khảm nạm vào trong địa tầng, cơ hồ hoàn toàn vùi lấp vào trong. Địa tầng nứt gãy, vết nứt cuồng dã lan tràn, trực tiếp đến dãy núi rừng rậm, nhấc lên chồng chất địa chấn chiều dâng. Tốc độ quá nhanh. Tất cả cường giả cùng mãnh thú bên trong Chu Thiên Thần Điện thậm chí đều không có phản ứng liền bị vô tình nghiền ép. Phía dưới va chạm chiều dâng như vậy còn được. Theo thế giới mới va chạm, theo địa tầng sụp đổ. Mười mấy vạn sinh linh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, máu tươi nhuộm đỏ địa tầng, thẩm thấu mạch nước ngầm, tiếng kêu đau đớn thảm thiết nương theo linh hồn kêu rên vĩnh viễn quanh quẩn tại dưới mặt đất thâm thúy. Ngọa tào, tổ tông ngươi! Hai mắt Hồng Hoang Thiên Long sung huyết, khiêng hồng mông thiên bia bạo kích bình chướng, bầu trời, thế giới mới. Càn khôn sơ khai, hồng mông phán đạo. Bên trong hồng mông mê quang sôi trào hiện lên vạn sợi xiềng xích, tràn ngập pháp tắc trật tự. Hồng Hoang Thiên Long người khoác hồng mông, dưới cực hạn bộc phát, nhất cử vỡ nát bình chướng bầu trời. Ha ha, đi ra. Vây khốn hắn cho ta. Đỉnh phong Long thần ngao lê mãnh liệt nhấc lên, Long uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời để vạn thú thần phục, vạn linh triều bái. Thân rồng hơn 10 vạn dặm kim quang lượn lờ, cuồng kích bầu trời, đuổi giết Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long giao cho Thiên Long tộc chúng ta xử trí. Long thần mạnh nhất cửu thủ Thiên Long Ngao Tấn, 9 cái đầu tề khiếu, giống động thiên địa,
sóng âm như lôi đình cuồng kích, giống như thiên hải lật đổ, mang theo sự tức giận. Các ngươi không thể đi xuống ngoan thủ, ép không được hắn. Con hồng hoang này Thiên Long giao cho ta, ta dùng uy danh cự long tộc đảm bảo, lưu tính mạng hắn. Tử kim cự long giống động thiên địa, long khí cuồn cuộn, sôi trào ngập trời, cường thế diễn biến ra tuyệt thế long đao. Long đao dài đến 5 vạn mét, giống như đại long lao nhanh, mở ra bầu trời, nghịch loạn luân hồi, bổ về phía hồng hoang Thiên Long vừa phá tan thế giới mới. Ngươi là long tộc phản nghịch, nhận ra cái này. Đây là đao thẩm phán của long tộc. Hống hống hống. Hồng hoang Thiên Long cuồng nộ, hai cánh chấn kích, giống như hồng mông thiên lôi đi nhanh, xé rách không gian, thể hiện ra tốc độ tuyệt thế siêu tuyệt vạn linh. Rầm rầm. Thẳng đến sau khư hồng hoang Thiên Long bay qua mấy giây, giữa thiên địa phía sau bị mở ra không gian mới phá thành mảnh nhỏ, lộ ra hư không thâm thúy. Ầm ầm. Tuyệt thế long đao bạo động bầu trời, cuồng dã phách trảm, nhưng hồng hoang Thiên Long nhanh chóng tránh khỏi. Lập tức bỗng nhiên lao xuống, hai cánh như đao, trong chốc lát va chạm cự long, nhanh chóng quay cuồng, giống như một cối xay thịt di động, từ phía sau lưng cự long tàn nhẫn xẹt qua, lưu lại vết thương ròng rã hơn 3 vạn mét. Vảy rồng bay lên, huyết nhục vẩy ra. Ngao Lê bỗng nhiên ngẩng đầu, đau đớn kêu gào. Giống. Hồng hoang Thiên Long lên cơn giận dữ, vỗ cánh điên cuồng gào thét, sừng rồng xuyên trời trên trán bộc phát ra hồng mông ánh sáng. Ánh sáng vạn đạo lộng lẫy không gì sánh được, để mặt trời thất sắc, để không gian sụp đổ. Hồng mông thiên bia nhận kích phát, nở rộ lên cuồn cuộn quang hà, vô tận sáng chói, toàn cảnh là chói lọi, như là ẩn chứa chúng sinh đại đạo, muốn tái hiện thiên địa pháp tắc, khai phách càn khôn áo nghĩa. Ngao Lê bất chấp đau đớn, đang muốn tiến công thì phát giác được một cỗ khí tức quỷ bí. Nhất là Thiên Long tộc bọn họ, ngóng nhìn Tôn Thiên Long kia như thấy được đế tổ thức tỉnh. Giống. Hống hống hống. Ngao Lê bừng tỉnh, cũng phát ra gào thét cuồng nộ, long tinh trong cơ thể thức tỉnh, vô hình sát niệm như thủy triều cuồn cuộn, ba động đáng sợ như thiên địa sụp đổ, long tinh mang theo khí tức tuyệt vọng cùng tức giận tức đuổi giết hồng hoang Thiên Long. Long tinh cao hơn 100 mét, nhìn như đẹp đẽ, nhưng đong đưa năng lượng lại làm cho thiên địa run rẩy, cơ hồ muốn vượt qua thần linh đỉnh phong. Ầm ầm. Long tinh cùng sừng rồng giữa trời va chạm, trong nháy mắt truyền ra tiếng giòn vang răng rắc. Vô cùng một ngạt, quỷ dị không gì sánh được, giống như thế giới này bị xô ra vết nứt. Nếu bàn về thực lực, hồng hoang Thiên Long thật đúng là kém Ngao Lê rất nhiều, nhưng hồng mông thiên bia toàn diện duy trì để sừng rồng bộc phát uy lực và năng lượng đủ để đối kháng chính diện cự long long tinh. Trong chốc lát sôi trào, cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa, gần như tai nạn, cuồn cuộn giữa bầu trời phế tích, giống như muốn ép nơi này về hỗn độn. Tất cả long tộc đều bị vô tình tung bay ra ngoài. Ngay cả thế giới mới một bên đều đang răng rắc giòn vang nhấc lên vài trăm mét. Hống hống hống. Đại tặc bạo tẩu, huyết mạch toàn thân sôi trào đến cực hạn. Hồng mông thiên bia cắm ở trên lưng phát ra ánh sáng vạn đạo, hồng mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian giam cầm. Ầm ầm. Đại tặc bỗng nhiên lao xuống, móng vuốt cứng cỏi, xé rách thiên địa, cuồng bạo lao thẳng đến Ngao Lê. Ngao Lê bị giam cầm, nhưng toàn thân sôi trào long huyết. Thân rồng khổng lồ hơn 10 vạn mét mãnh liệt quay cuồng. Tộc đại thần thông càn khôn nghịch chuyển. Tiểu tử, thời điểm ta ngạo thị thiên hạ, người vẫn còn là đầu cá sấu đây. Ngao Lê bộc phát tiếng gầm rú nổi giận, mãnh liệt quay cuồng nhấc lên chiều dâng vô tận tử kim, như lũ quét vạn dặm cuốn tới, giống như biển lớn vô tận ngập trời, vô biên vô tận bạo động chiều dâng hoắc loạn thiên địa. Đây là phá diệt hết thảy cấm chế, hoắc loạn tất cả chiến kỹ chân áp long tộc. Càng là truyền thừa cường đại chống cự lại chu tước liệt ngục thuật. Nhưng, hồng hoang Thiên Long vẫn giết tới, không nhìn lấy chiều dâng đang nghịch loạn, rắn rắn chắc chắc oanh đến trên đầu của nó. Máu tươi vẩy ra, cự long cúi đầu. Long quỳ đại đạo, hồng mông luyện càn khôn. Đại tặc cuồng loạn gầm thét, hồng mông thiên bia trên lưng bỗng nhiên chìm xuống, cắm vào giữa nội tạng, không có hồng mông chiều dâng tận cùng khuấy động toàn thân, da thịt cứng cỏi của hắn kịch liệt cuồn cuộn, giống như muốn nổ tung. Nhưng cảnh giới cường hãn tiếp tục tăng vọt, chân chính đạt tới thần linh đỉnh phong. Hồng mông ánh sáng như sóng chiều bộc phát, không còn là một sợi, mà là cuồn cuộn mãnh liệt. Âm vang bộc phát uy thế như muốn để sơn hà tề động, nhật nguyệt cùng run, chư thiên dao động, vô tận hồng mông ánh sáng mơ hồ không gian, chôn vùi đại đạo. Đầu như núi cao của Ngao Lê vậy mà nhanh chóng hòa tan, đầu tiên là vảy rồng, lại là huyết nhục, sau đó là xương cốt. Tốc độ quá nhanh.
Tất cả cường giả cùng mãnh thú bên trong Chu Thiên Thần Điện thậm chí đều không có phản ứng liền bị vô tình nghiền ép. Phía dưới va chạm chiều dâng như vậy còn được tuyệt thế long uy giúp đỡ, bất luận cường giả gì phòng ngự và chống cự đều như châu chấu đá xe. Theo thế giới mới va chạm, theo địa tầng sụp đổ, mười mấy vạn sinh linh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, máu tươi nhuộm đỏ địa tầng, thẩm thấu mạch nước ngầm, tiếng kêu đau đớn thảm thiết nương theo linh hồn kêu rên vĩnh viễn quanh quẩn tại dưới mặt đất thâm thúy. Ngọa tào, tổ tông ngươi. Hai mắt hồng hoang thiên long sung huyết, khiêng hồng mông thiên bia bạo kích bình chướng, bầu trời, thế giới mới. Càn khôn sơ khai, hồng mông phán đạo. Bên trong hồng mông mê quang sôi trào hiện lên vạn sợi xiềng xích, tràn ngập pháp tắc trật tự. Hồng hoang thiên long người khoác hồng mông, dưới cực hạn bộc phát, nhất cử vỡ nát bình chướng bầu trời. Ha ha, đi ra. Vây khốn hắn cho ta. Đỉnh phong long thần ngao lê mãnh liệt nhấc lên, long uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời để vạn thú thần phục, vạn linh triều bái. Thân rồng hơn 10 vạn dặm kim quang lượn lờ, cuồng kích bầu trời, đuổi giết hồng hoang thiên long. Hồng hoang thiên long giao cho thiên long tộc chúng ta xử trí. Long thần mạnh nhất cửu thủ thiên long ngao tấn, 9 cái đầu tề khiếu, giống động thiên địa, sóng âm như lôi đình cuồng kích, giống như thiên hải lật đổ, mang theo sự tức giận. Các ngươi không thể đi xuống ngoan thủ, ép không được hắn. Con hồng hoang này thiên long giao cho ta, ta dùng uy danh cự long tộc đảm bảo, lưu tính mạng hắn. Tử kim cự long giống động thiên địa, long khí cuồn cuộn, sôi trào ngập trời, cường thế diễn biến ra tuyệt thế long đao. Long đao dài đến 5 vạn mét. Giống như đại long lao nhanh, mở ra bầu trời, nghịch loạn luân hồi, bổ về phía hồng hoang thiên long vừa phá tan thế giới mới. Ngươi là long tộc phản nghịch, nhận ra cái này. Đây là đao thẩm phán của long tộc. Hống hống hống. Hồng hoang thiên long cuồng nộ, hai cánh chấn kích, giống như hồng mông thiên lôi đi nhanh, xé rách không gian, thể hiện ra tốc độ tuyệt thế siêu tuyệt vạn linh. Rầm rầm. Thẳng đến sau khư hồng hoang thiên long bay qua mấy giây. Giữa thiên địa phía sau bị mở ra không gian mới phá thành mảnh nhỏ, lộ ra hư không thâm thúy. Ầm ầm, tuyệt thế long đao bạo động bầu trời, cuồng dã phách trảm, nhưng hồng hoang thiên long nhanh chóng tránh khỏi, lập tức bỗng nhiên lao xuống, hai cánh như đao, trong chốc lát va chạm cự long, nhanh chóng quay cuồng, giống như một cối xay thịt di động, từ phía sau lưng cự long tàn nhẫn xẹt qua, lưu lại vết thương ròng rã hơn 3 vạn mét. Vảy rồng bay lên, huyết nhục vẩy ra. Ngao lê bỗng nhiên ngẩng đầu, đau đớn kêu gào. Giống. Hồng hoang thiên long lên cơn giận dữ, vỗ cánh điên cuồng gào thét, sừng rồng xuyên trời trên trán bộc phát ra hồng mông ánh sáng. Ánh sáng vạn đạo lộng lẫy không gì sánh được, để mặt trời thất sắc, để không gian sụp đổ. Hồng mông thiên bia nhận kích phát, nở rộ lên cuồn cuộn quang hà, vô tận sáng chói, toàn cảnh là chói lọi, như là ẩn chứa chúng sinh đại đạo, muốn tái hiện thiên địa pháp tắc, khai phách càn khôn áo nghĩa. Ngao lê bất chấp đau đớn, đang muốn tiến công thì phát giác được một cỗ khí tức quỷ bí. Nhất là thiên long tộc bọn họ, ngóng nhìn tôn thiên long kia như thấy được đế tổ thức tỉnh. Giống, hống hống hống. Ngao lê bừng tỉnh, cũng phát ra gào thét cuồng nộ, long tinh trong cơ thể thức tỉnh, vô hình sát niệm như thủy triều cuồn cuộn, ba động đáng sợ như thiên địa sụp đổ, long tinh mang theo khí tức tuyệt vọng cùng tức giận tức đuổi giết hồng hoang thiên long. Long tinh cao hơn 100 mét, nhìn như đẹp đẽ. Nhưng đong đưa năng lượng lại làm cho thiên địa run rẩy, cơ hồ muốn vượt qua thần linh đỉnh phong. Ầm ầm, long tinh cùng sừng rồng giữa trời va chạm, trong nháy mắt truyền ra tiếng giòn vang răng rắc, vô cùng một ngạt, quỷ dị không gì sánh được, giống như thế giới này bị xô ra vết nứt. Nếu bàn về thực lực, hồng hoang thiên long thật đúng là kém ngao lê rất nhiều, nhưng hồng mông thiên bia toàn diện duy trì để sừng rồng bộc phát uy lực và năng lượng đủ để đối kháng chính diện cự long long tinh. Trong chốc lát sôi trào, cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa, gần như tai nạn, cuồn cuộn giữa bầu trời phế tích, giống như muốn ép nơi này về hỗn độn. Tất cả long tộc đều bị vô tình tung bay ra ngoài, ngay cả thế giới mới một bên đều đang răng rắc giòn vang nhấc lên vài trăm mét. Hống hống hống. Đại tặc bạo tẩu, huyết mạch toàn thân sôi trào đến cực hạn. Hồng mông thiên bia cắm ở trên lưng phát ra ánh sáng vạn đạo, hồng mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian giam cầm. Ầm ầm. Đại tặc bỗng nhiên lao xuống, móng vuốt cứng cỏi, xé rách thiên địa, cuồng bạo lao thẳng đến ngao lê. Ngao lê bị giam cầm, nhưng toàn thân sôi trào long huyết, thân rồng khổng lồ hơn 10 vạn mét mãnh liệt quay cuồng. Tộc đại thần thông càn khôn nghịch chuyển. Tiểu tử, thời điểm ta ngạo thị thiên hạ, người vẫn còn là đầu cá sấu đây. Ngao lê bộc phát tiếng gầm rú nổi giận,
mãnh liệt quay cuồng nhấc lên chiều dâng vô tận tử kim, như lũ quét vạn dặm cuốn tới, giống như biển lớn vô tận ngập trời, vô biên vô tận bạo động chiều dâng hoắc loạn thiên địa. Đây là phá diệt hết thảy cấm chế, hoắc loạn tất cả chiến kỹ chân áp long tộc, càng là truyền thừa cường đại chống cự lại chu tước liệt ngục thuật. Nhưng, hồng hoang thiên long vẫn giết tới, không nhìn lấy chiều dâng đang nghịch loạn, rắn rắn chắc chắc oanh đến trên đầu của nó. Máu tươi vẩy ra, cự long cúi đầu. Long quỳ đại đạo, hồng mông luyện càn khôn. Đại tặc cuồng loạn gầm thét, hồng mông thiên bia trên lưng bỗng nhiên chìm xuống, cắm vào giữa nội tạng, không có hồng mông chiều dâng tận cùng khuấy động toàn thân, da thịt cứng cỏi của hắn kịch liệt cuồn cuộn, giống như muốn nổ tung, nhưng cảnh giới cường hãn tiếp tục tăng vọt, chân chính đạt tới thần linh đỉnh phong. Hồng mông ánh sáng như sóng chiều bộc phát, không còn là một sợi, mà là cuồn cuộn mãnh liệt. Âm vang bộc phát uy thế như muốn để sơn hà tề động, nhật nguyệt cùng run, chư thiên dao động, vô tận hồng mông ánh sáng mơ hồ không gian, chôn vùi đại đạo. Đầu như núi cao của ngao lê vậy mà nhanh chóng hòa tan, đầu tiên là vảy rồng, lại là huyết nhục, sau đó là xương cốt. Giống. Ngao lê điên cuồng nhấc lên, đau đớn kêu thảm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tân tấn long thần của cự long tộc, ngao tiêu khống chế hoàng nê đài giết tới, thân rồng 10 vạn mét đong đưa mãnh liệt. Đuôi rồng như đại long sơn mạch hoành hành, càn quét không gian, hoành hành trong hư không, cuồng bạo đánh vào bên trên sóng chiều hồng mông. Vừa mới xông vào sóng chiều hồng mông không bao xa, đuôi rồng đã bắt đầu nhanh chóng hòa tan, cơ hồ muốn bị luyện tươi sống. Cũng may trước khi hoàn toàn biến mất, xương rồng đã rắn chắc đánh vào trên thân đại tặc, vô tình đánh bay nó ra ngoài. Cứ như vậy, chỉ vài phút giao phong ngắn ngủi, đầu của ngao lê cùng cái đuôi của ngao tiêu đều biến thành bạch cốt âm u. Long tộc xung quanh đều quá sợ hãi. Con hồng hoang thiên long lại vũ dũng đến trình độ như vậy. Thứ phía xuyên qua sau lưng nó là cái gì? Hống hống hống. Đại tặc cuồng tính không thấy, giết đỏ cả mắt, tiếp tục kích phát hồng mông thiên bia, ánh sáng mãnh liệt, bàng bạc như biển, lộng lẫy lại thần bí, như là diễn biến thiên đạo pháp tắc, nó vỗ cánh, nó bước lên, nó gào thét. Đều như là khai thiên tích địa, kinh hồn nhiếp phách. Hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ngao lê cũng triệt để nổi giận, nó sôi trào lên long khí vô biên, chính diện chém giết đại tặc. Giống. Tiếng long ngâm to rõ, long khí sôi trào, trong thế giới mới, Hàn Ngạo hóa thân thành bạo phong cự long, lấy đại long đao nhấc lên cương khí trong bóng tối vô tận, theo sát giết ra thế giới mới. Khương Bân hóa thân thành tử kim thiên long, liên hợp với chiến thương thần hoàng, như long hoàng tương hợp, phóng lên tận trời. Liều mạng. Chu Thanh Thọ theo sát phía sau Hàn Ngạo và Khương Bân, trải rộng ra tinh hà vô tận, lộng giữa bầu trời. Hình ảnh hai tôn đại long hoành hành tại tinh không giống như là từ hồng hoang mà đến, mang theo sát ý vô biên, dứt khoát tuyệt nhiên nhào về phía đại quân long tộc ở phía ngoài. Oanh! Kim quang hừng hực nở rộ ra từ bình chướng phá toái, nhìn như lộng lẫy, lại tràn ngập lệ khí vô biên. Đằng xa dài đến hơn nghìn thước giống như là trụ trời thẳng tắp, cường thế giết ra. Thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, đằng xà nhất mạch, tái hiện yêu thần. Theo sát phía sau, đằng xà, đào ngột, thái thản cự viên, bích ngọc long tượng, thôn thiên tước, vân vân. Chen chúc mà ra, đón long tộc giết tới. Pháp trận đã phá, không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể phản kích. Giới chủ, yêu đồng, lần lượt đi ra khỏi thế giới mới. Các ngươi đang tìm ta nhỉ? Giới chủ chỉ tới phía long tộc ở xa xa. Thân thể tiểu xảo lại hô lên thanh thế vạn thú gào thét. Ai đến chịu chết? Lần này đánh xong, nếu như ngươi còn sống, ta thực hiện lời hứa. Yêu đồng đi bộ nhàn nhã, chân đạp hư không, cứ như vậy, lạnh nhạt đi tới phía long mãng đầy trời. Đây là một trận chiến tranh hoàn toàn không đối xứng. Đại tặc điên cuồng bạo tẩu, cưỡng ép kéo hai tôn cự long lại, nhưng vẫn có năm tôn long thần. Hai tôn thiên long nhào về phía đằng xa. Một tôn thiên long cùng luân hồi long hoàng lao thẳng đến giới chủ thế giới mới. Một vị tân tấn cự long long thần khác là ngao tranh thì xông về phía yêu đồng. Long tộc cường hãn không thể nghi ngờ, huống chi lại còn là song thần liên thủ, bọn hắn tự tin có thể tùy tiện ngược sát bốn tôn thần của thế giới mới này. Điên cuồng va chạm, không chút huyền niệm tạo thành áp chế tuyệt đối. Nhưng, chiến trường kịch liệt rất nhanh đã xảy ra hiện vấn đề. Cự long long thần ngao tranh phát hiện hài tử kia có vấn đề, đi lên chính là tấn công mãnh liệt, đè ép tiểu hài nhi tử không trung oanh xuống đất. Sau đó, không để ý, nuốt lấy. Theo lý thuyết nuốt là nuốt,
Sau khi cảnh giới đạt tới thần linh cảnh, cơ thể cự long bất luận là bên trong hay là bên ngoài đều vô cùng cứng cỏi. Nếu như muốn phá hư từ bên trong, 10 phần sai. Nhưng, giống, Ngao Tranh đột nhiên đau đớn kêu gào đến cực điểm, cơ thể hơn 10 vạn mét mãnh liệt bay lên trong phế tích, lực lượng khổng lồ tùy tiện một kích đã có thể đánh vỡ nát mặt đất, lật tung không gian. Hống hống hống, Ngao Tranh khẩn cấp điều động long khí chảy ngược TNG người, muốn oanh sát tiểu hài nhi từ bên trong. Nhưng, yêu đồng lại ở tại bên trong từ từ biến thành một viên đan dược mượt mà, tỏa ra ánh sáng giống như noãn ngọc, cũng tràn ngập thuần hương thấm vào ruột gan, giống như một viên nội đan một mực đính vào trong thân thể. Mặc kệ Ngao Tranh chặn đánh như thế nào, luyện hóa hay xua đuổi như thế nào, đan dược vẫn đều từ từ tới gần vị trí trái tim. Càng quỷ dị hơn chính là, đan dược lại còn đang hấp thu năng lượng ở bên trong. Bao gồm năng lượng, long khí, cùng khí tức huyết nhục. Đây là muốn làm gì? Tiểu gia hỏa này muốn ăn nó. Một viên thuốc ăn cự long. Kêu to cái gì, đánh xong thì sẽ đến trợ giúp. Cửu thủ thiên long cùng luân hồi long hoàng quát tháo Ngao Tranh đang bay lên ở nơi xa. Nó đang ăn ta, nó đang ăn ta. Ngao Tranh đau đớn nhấc lên, sợ hãi giận dữ hô. Một loại vô lực cùng đau đớn trước nay chưa từng có để nó khó mà giữ vững lý trí. Long tinh của ngươi đâu? Ngươi biến cơ thể mình thành chiến trường, cái này không hiểu sao. Cửu thủ thiên long gào thét, tiếp tục tấn công giới chủ. Tiểu tử, ngươi chạy lộn chỗ rồi. Ngao Tranh nhanh chóng cuộn nằm đến trong phế tích, vảy rồng cứng cỏi, phun trào long uy, tổ kiến long hoàng trung bảo vệ mình, sau đó tập trung toàn bộ tinh lực, biến nội bộ thành chiến trường. Long tinh thức tỉnh, rời khỏi trái tim, cộng minh cùng long hồn, đuổi giết đan dược. Vị trí này không tệ. Đan dược dâng lên mê quang, nghênh kích long tinh, đồng thời không ngừng liên tục phóng thích khí tức đan dược. Khi bọn người Đông Hoàng Lăng Tuyệt vượt qua vũ trụ, nhanh chóng tới gần Chu Thiên Thần Điện, cách rất xa đã liền cảm nhận được vấn đề. Không chỉ có bầu trời nơi xa tại oanh động, mà hư không đều nổi lên gợn sóng, để bọn hắn tiến lên ở hư không cũng giống như đang vượt qua hải triều mãnh liệt, tốc độ càng ngày càng chậm. Là long tộc, bọn người Dạ An Nhiên không thể không rời khỏi hư không, nhìn về phương xa. Mặc dù rất xa, nhưng cũng đã có thể nghe được tiếng long ngâm to rõ mà dày đặc. Long tộc làm sao lại giết tới đấy? Bây giờ chỉ vừa mới một tháng, đã giết tới nơi này. Mà, từ Tây Nam đến nơi đây cũng cần thời gian. Chẳng lẽ long tộc chỉ dùng 10 ngày nửa tháng mà đạp bằng thế giới mới? Không đúng. Nếu long tộc giết tới, Chu Thiên Thần Điện căn bản không có sức hoàn thủ, nơi đó làm sao còn đang chiến đấu? Tiếp tục đi đi. Dạ An Nhiên quả quyết hạ lệnh, mặc kệ nơi đó nguy hiểm cỡ nào, nếu là chiến đấu, khẳng định là đang chống cự, mà còn là tuyệt vọng chống cự. Đuổi tới nơi đó trước lại nói, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng thì phát huy bấy nhiêu tác dụng, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Là long tộc. Không lâu sau đó, bọn người thiên hậu lo lắng đi đường lần lượt dừng lại. Mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng, tiếng long ngâm dày đặc mà to rõ để sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Thật vất vả mới rời khỏi huyền vũ, long tộc lại ngăn ở trước mặt. Thế giới mới đâu? Ngay cả nửa tháng đều không có ngăn lại sao? Không đúng, long tộc đang đánh cùng ai? Đằng xà, nhanh! Thiên hậu lớn tiếng hét lên, khuôn mặt xinh đẹp đều bóp méo. Dựa theo kế hoạch đã định, chiến trường nơi này vốn phải là đại thắng, kết quả đầu tiên là Huyền Vũ Thái Tổ xuất hiện, sau đó lại là long tộc giá lâm, ngoài ý muốn tiếp lấy ngoài ý muốn. Đằng xà với cảnh giới Thánh Hoàng trở thiên hậu, Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, dẫn đầu xuất kích. Chu Thiên Thần Kiếm dẫn đầu bộc phát, ở phía trước mở ra hư không, dẫn đường cho đằng xà. Tổ Kỳ Lân nhìn xuống suy yếu đau đớn, lo lắng theo ở phía sau. Bọn hắn không biết cụ thể nơi đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là vô cùng nguy cơ. Tại thời điểm bọn người Dạ An Nhiên, thiên hậu lần lượt phóng tới Chu Thiên Thần Điện, mấy con thủy tổ ngư cũng đang dọc theo mạch nước ngầm nhanh chóng tới gần Chu Thiên Thần Điện. Bọn chúng theo lệnh thủy tổ chủ nhân, nhanh chóng đến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Long tộc tới. Sau khi các thủy tổ ngư đã nhận ra long khí trên tầng mặt đất thì đã quả quyết ngược dòng trở về, phóng tới Minh Tôn Sơn mạch thông báo tình huống. Tây Nam cùng khu vực giáp trung vực, bọn người Triệu Thanh Duẫn cũng đang khẩn cấp đi đường. Bởi vì long tộc có thái hư cổ long chỉ dẫn, tốc độ quả thật rất nhanh, bọn hắn dần dần bị quăng ở phía sau.
cũng may rốt cuộc cũng đạp vào vùng đất trung vực. Trong lúc bọn người thiên hậu đang chạy đến, cuộc chiến ở thế giới mới đang diễn ra rất kịch liệt. Giống, tiếng đau đớn kêu thảm vang vọng trên chiến trường. Hai tôn cửu thủ thiên long điên cuồng xé rách đằng xà đang bị chấn áp. Đằng xà tiếp tục bộc phát, kim quang vô biên, diễn dịch ra thế giới đằng xà, liều chết chống lại. Nhưng hai tôn cửu thủ thiên long bằng vào năng lượng hộ thể, mặc kệ bộc phát, vẫn điên cuồng cắn xé đằng xà. Từ lúc khai chiến đến nay đã hơn một tháng, bọn chúng từ đầu đến cuối đều không có thống thống khoái khoái đánh một trận, lửa giận đã không cách nào áp chế được nữa. Răng rắc, phốc phốc, hai cốt bị cắn nát tươi sống, hai cánh bị xé rách xuống tới. Như phương thức dã thú tra tấn, rất ít xuất hiện ở trước mặt long tộc cao ngạo, nhưng thời khắc này cửu thủ thiên long lại cố ý dùng gặm cắn, xé rách đến phát tiết cơn tức giận, chấn nhiếp toàn trường. Giống, số lượng lớn đằng xà bi phẫn gầm thét, nhưng bất luận trùng kích như thế nào cũng đều gánh không được cường địch xung quanh chấn áp. Thái thản cự viên và đám yêu thú sợ hãi vạn phần, đây chính là đằng xà, một trong 12 yêu tổ, đằng xà, lại bị đè xuống đất xé rách nuốt sống. Giống, đằng xà thuộc về hàng ngũ hung thú, đột nhiên phát ra điên cuồng rít gào, thế giới đằng xà nó thả ra mãnh liệt phồng lên. Nó, muốn tự bạo. Nhưng, cửu thủ thiên long đang đề phòng một chiêu này, hoặc là đang chờ thời khắc này. Bọn hắn giơ cao hai cánh, mãnh liệt chấn kích, không gian phía trước vỡ nát, khi đằng xà thả ra, trong chốc lát, cuồng dã đánh nó vào hư không. Oanh! Ầm ầm! Thần cấp đằng xà tự bạo tại hư không, cuồng chiều năng lượng mãnh liệt co vào hoành kích thâm không minh mông trong lúc thoáng qua, nhấc lên ngọn sóng không gian cực lớn không có tận cùng. Những nơi bạo tạc đi qua, hắc ám nghịch loạn, hư không sụp đổ. Không gian bên ngoài giống như pha lê nhận phải trọng kích, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, phạm vi mở rộng đến mấy ngàn dặm, cho đến hơn vạn dặm. Hai tôn cửu thủ thiên long lọt vào trùng kích mãnh liệt, lần phiến bay lên, máu tươi văng khắp nơi, nhưng chúng vẫn cố nén đau nhức kịch liệt phun ra năng lượng bản nguyên không có tận cùng, quét sạch đất trời, trùng kích không gian, cưỡng bức cầm giữ càn khôn đại đạo, để không gian thấy là phải vỡ nát lại trở về ổn định. Đằng xà phóng thích cực hạn không những không thể phát huy ra hiệu quả vốn có, ngược lại còn bị lợi dụng. Bọn chúng liệu định hung thú như đằng xà sẽ tự bạo, cho nên sớm đã làm xong không gian vỡ nát. Như thế này không chỉ là có thể tránh khỏi chính mình bị chí mạng làm bị thương, càng quan trọng hơn là trùng kích hư không. Trong hư không chính là thái hư cổ long đang đuổi giết lân trùng hư không, một đợt này bạo tạc trùng kích, mặc dù sẽ sinh ra tai nạn đối với thái hư cổ long. Nhưng nếu so sánh thì trùng kích đối với lân trùng hư không sẽ lớn hơn. Dù sao thái hư cổ long cũng càng thân cận với cự long tộc. Chết một mảnh, không quan trọng. Nhưng đối với lân trùng hư không mà nói, lại có thể cơ hồ toàn diệt. Sự thật xác thực như vậy. Trong chiến trường hư không chưa từng có thảm liệt, hai thái hư cổ long cảnh giới thánh hoàng đang tự mình thống ngự 19 con thái hư cổ long, triển khai điên cuồng săn giết lân trùng hư không. Bên trong lân trùng hư không có lão tổ cảnh giới thánh hoàng, mà số lượng tộc đàn lại vô cùng khổng lồ. Nhưng, rồng, trung quy vẫn là rồng. Tạo nghệ hư không của thái hư cổ long, thẳng bức hư không thú cấp bậc yêu tổ, mà lại còn có được huyết mạch long tộc uy áp phản yêu. Lân trùng hư không điên cuồng chống cự, lại bị giết tới liên tục bại lui. Nhất là lân trùng cảnh giới thánh hoàng, bị đánh cơ hồ sắp chết. Đột nhiên xuất hiện đằng xà bạo tạc, cuồng quyển thâm không. Tàn nhẫn chấn vỡ vụn chiến trường. Không chỉ có thái hư cổ long bị thương nặng, mà 10 tôn cổ long còn bị tươi sống vỡ nát, ngay cả hai tôn thần hoàng cổ long đều bị thương nặng, các lân trùng hư không còn lại bị quét sạch trống không không chút huyền niệm. Ai làm? Hai tôn thái hư cổ long cảnh giới thánh hoàng theo bạo tạc chạy ra hư không, máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm, tức giận gào thét với toàn trường. Mù sao, là đằng xà tự bạo. Hai tôn cửu thủ thiên long lay động cơ thể, nhanh chóng khép lại thân thể đẫm máu, lại nhào về phía giới chủ. Các ngươi, lại có vài con thái hư cổ long lao ra, toàn thân rách dưới, cơ hồ chỉ còn xương cốt còn bò đầy vết nứt, có thể nói là vô cùng thê thảm. Không chết thì tiếp tục đánh, tới mấy tên hỗ trợ. Nơi xa, thái hư cổ long thánh hoàng đại viên mãn cách rất xa đã gầm thét. Nó lâm vào khốn cảnh. Nó tập trung vào nam tử khống chế tinh thần kiếm, chuẩn bị xử lý hắn trước tiên, miễn cho ảnh hưởng đến vòng chiến khác. Kết quả vừa giết qua, hư không chợt sụp đổ, đông hoàng toại bất ngờ xuất hiện. Cứ như vậy,
Thái hư cổ long thánh hoàng đại viên mãn nó đây lại bị bốn tiểu hậu bối lôi lại. Đằng xa đột nhiên bạo tạc, cũng đánh toàn bộ bọn hắn ra hư không. Mặc dù đương thời khoảng cách bạo tạc rất xa, nhưng vẫn nhận trình độ tổn thương khác biệt. Tại thời điểm thái hư cổ long gào thét với đồng bạn, đông hoàng toại toàn thân đẫm máu nắm lấy cơ hội, hắn quát lớn một tiếng, hư không nhận đang ẩn nấp mở ra không gian vỡ vụn, phốc phốc, đánh vào trên đầu thái hư cổ long, lực xuyên qua to lớn, lực phá toái không gian kinh khủng, xuyên qua toàn bộ đầu của nó, để lại một cái động máu kinh khủng. Đầu của thái hư cổ long bỗng nhiên chìm xuống, cơ thể mất khống chế. A, ngăn chặn đầu của nó cho ta muốn chém nó. Chu Thanh Thọ chân đạp tinh hà, vượt qua trời cao. Toàn thân hắn rách dưới, cánh tay trái đã bị hủy hết, nội tạng chảy ngang, lại điên cuồng thúc giục tinh thần thần kiếm, đuổi giết thái hư cổ long. Đông Hoàng toại thiêu đốt huyết nhục, bàn tay lớn vồ một cái, cưỡng bức giam cầm đất trời, khống chế thái hư cổ long đang bị trọng thương. Ta định trụ, người chém đầu nó. Khương Bân bằng vào tốc độ, dẫn đầu giết tới. Bang bang, âm thanh tranh minh, thần thương dẫn đầu đánh ra, sôi trào liệt diễm, như thần hoàng dương cánh, vỡ vụn không gian, đuổi giết thái hư cổ long. Đầu, giữ lại cho ta. Chu Thanh Thọ nghiêm nghị gào thét, cường thế giết tới. Thái hư cổ long cũng không phải kẻ lương thiện, lòng uy sôi trào, mỗi chiếc vảy rồng đều đang phát sáng, răng rắc giòn vang, vảy rồng nhấc lên, như lưỡi dao tùm trải rộng toàn thân, ầm ầm giòn vang, uy thế của thánh hoàng đại viên mãn, cưỡng ép lật ngược giam cầm của đông hoàng toại, ngay sau đó, vảy rồng rời khỏi, như vạn long lên trời, bạo kích chiến thương thần hoàng. Ầm ầm tiếng vang, thần hoàng thương bị cưỡng bức ngăn chặn, liệt diễm cùng long khí chảy ngược giữa trời cao, đánh bay Khương Bân. Muốn chặt đầu ta, nằm mơ, ngao. Thái hư cổ long quay người liền muốn tiếp tục chặn đánh tên con người đáng giận phía sau kia, nhưng gào thét vừa mới phát ra tới, chính là một tiếng kêu thảm quái dị. Chu Thanh Thọ giết tới, nhưng không phải lao tới đầu thái hư cổ long, mà là phía sau. Khi vảy rồng của thái hư cổ long rời khỏi toàn diện, một ít vị trí đã lộ ra. Gia hỏa Chu Thanh Thọ này phản ứng quá nhanh. Đầu ở phía trước, cái mông ở phía sau. Phía trước xa như vậy, cái mông lại gần như vậy. Vì sao phải lãng phí thời gian? Chu Thanh Thọ khống chế tinh thần thần kiếm, gương mặt dữ tợn, tức giận gào thét, không thèm đếm xỉa đến gì khác. Phốc phốc, tinh thần kiếm tăng vọt ánh sáng, như ngân hà vần quanh, nhanh chóng xoay tròn, nương theo thanh âm quái dị, toàn bộ cắm vào bên trong. Ngao, thái hư cổ long vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ thể cứng ngắc ở nơi đó, phát ra tiếng gào thét khuất nhục đau đớn. Chu Thanh Thọ nắm lấy cơ hội, thôi động tinh thần kiếm, từ phía sau xông đến, mạnh mẽ đâm tới, dễ như trở bàn tay, xuyên qua toàn bộ thái hư cổ long. Đại gia ngươi, Hàn Ngạo đang theo sát lấy Chu Thanh Thọ giết tới, chuẩn bị bổ sung một kích, kết quả không nghĩ tới Chu Thanh Thọ lại thúc giục tinh thần kiếm lao thẳng đến phía sau người ta. Trong nháy mắt, trong lòng Hàn Ngạo sinh ra kháng cự cực lớn, nhưng một giây sau, toàn thân răng rắc giòn vang. Một thanh tuyệt thế long đao từ trong thân thể của hắn được rút ra ngoài, giống như sống sờ sờ kéo xương cột sống ra, nương theo máu tươi phun ra đầy trời cùng tiếng đau đớn kêu rên của Hàn Ngạo, đại long đao lần nữa hiện thế, tắm rửa máu tươi, long uy cuồn cuộn, giống như là cự long chân chính nhấc lên, theo Chu Thanh Thọ hóc mở lỗ máu, tàn bạo đánh đi đến. Đại long đao tăng vọt quy mô, hoành hành bá đạo, không chỉ có tàn phá cơ thể thái hư cổ long, mà cũng trọng thương xương rồng cứng cỏi, nương theo máu tươi phun ra, đánh đi ra từ phía trước. Một màn bi thảm này để thái hư cổ long đang muốn chạy tới khác đột nhiên biến đổi sắc mặt, vô ý thức dừng ở trên đường, hung hăng siết chặt phía sau. Đông Hoàng Toại và Khương Bân đều ngừng lại mấy lần, nắm thật chặt phía sau. Thất thần làm gì, lão tử một thế không thèm đếm xỉa anh danh, đánh đi. Chu Thanh Thọ tắm rửa long huyết, thôi động tinh thần kiếm cuồng dã phách trảm, tại lúc đại long đao cuồng dã giết ra tới, trong chốc lát, về thái hư cổ long. Làm, thật xinh đẹp. Đông Hoàng Toại và Khương Bân gào thét mà hành động. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đánh. Hèn hạ, ác độc, các ngươi đang lăng mạ long tộc cao quý. Thái hư cổ long đang muốn xông tới nhìn thấy một màn xấu hổ này thì nhao nhao gầm thét, cảm xúc bi phẫn cực độ, lại theo thói quen xông vào hư không, muốn vượt tới. Nhưng, hư không còn bị sóng chiều nổ tung xâm nhập, mà giống như hải dương bình tĩnh nhấc lên sóng cả cao vạn trượng. Bọn chúng nửa bước khó đi, không thể không chật vật rút khỏi, vọt mạnh về thế giới thật.
chính là vì bọn chúng chỉ hoãn ngắn ngủi, mà suýt chút nữa thì đã khiến lão tổ hư không cổ long mất mạng. Bọn người Chu Thanh Thọ thừa cơ điên cuồng vây bắt, để lão tổ thái hư cổ long mệt mỏi chống đỡ, trong thời gian ngắn lâm vào tuyệt cảnh. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, mảng lớn lôi đình hủy diệt xé rách trời đất, cường quang vô biên, ù ù vang động cả trời, cách từ rất xa đánh về phía nơi này. Là lôi đình cự long. Coi chừng. Đông Hoàng Toại nhanh chóng thao túng đao hư không, mở ra không gian, thiết chí vết nứt hư không, ngăn chặn lôi đình bạo kích. Nhưng, hắn đột nhiên rời khỏi, để thái hư lão tổ vùng vẫy giấy chết nắm lấy cơ hội, cưỡng ép tránh thoát trói buộc, không nhìn trong hư không bạo loạn, chật vật chui vào. Đáng chết, lão tử đã đánh cược anh danh một thế. Chu Thanh Thọ gấp gáp ngao ngao gọi to. Giết bọn hắn. Lôi đình cự long cấp thống lĩnh khác vừa vặn chấn sát cường địch, thét lên ra lệnh thái hư cổ long ở xa xa, toàn bộ đuổi giết bọn người Đông Hoàng Toại. Thái hư cổ long, xuống dốc đến tận đây. Một con thiên long toàn thân tử tinh tàn nhẫn đạp nát đào một thánh hoàng, gào thét giữa trời cao, cười nhạo thái hư cổ long. Giống. Đào một đau đớn khàn giọng gầm thét, dưới sự điên cuồng đến đỉnh điểm, ngang nhiên tự bạo. Ầm ầm. Không gian yếu ớt đổ sụp với diện tích lớn, tuôn ra một cái lỗ đen với phạm vi gần nghìn dặm, hai bên đang chém giết xung quanh đều nhận phải trùng kích, cuốn vào bên trong hư không hỗn loạn. Tử tinh thiên long đứng chịu mũi sao, gặp trùng kích hung tàn, hai cái móng vuốt tráng kiện vỡ nát ngay tại chỗ, lân giáp tử tinh toàn thân gào thét tung bay. Nhưng, tử tinh thiên long là thiên long, cứng rắn, nhất trong thiên long tộc nhất mạch, mỗi chiếc vảy rồng đều giống như tử tinh rèn đúc, không thể phá vỡ. Thánh Hoàng đỉnh phong thậm chí có thể chịu một kích của Long Thần, cho nên trận bạo tạc thảm liệt để lân giáp của nó bay loạn, máu me đầm đìa, còn lộ ra bạch cốt âm u, nhưng không có nhận đả kích chí mạng. Nương theo tiếng gào thét tức giận, rất nhanh đã từ trong hư không giết trở về. Nó đều đã chuẩn bị ăn sống con đào một này, cũng bởi vì vừa phân thần, phát nổ. Thánh Hoàng theo giúp ta. Tử tinh thiên long kéo lấy thân thể rách dưới trở lại hư không, đuổi giết chiến trường thái hư. Chiến trường phía ngoài thế giới mới biến thành tu la tràng thảm liệt. Long tộc nương tựa theo ưu thế huyết mạch cường hãn vô địch của mình, nhất là đông đảo thánh vương thánh hoàng, vô tình nghiền ép đối với yêu thú thế giới mới. Cái này chung quy vẫn là tập kết một đại lục siêu cấp thú triều, so với thế giới mới mà nói các mặt đều mạnh hơn rất nhiều. Nhất là thời điểm hai tôn cửu thủ thiên long đuổi giết giới chủ, rốt cuộc giới chủ cũng không kiên trì nổi, sau khi bốn tôn long thần bạo kích đã bại lui. Lúc bọn người Dạ An Nhiên giết tới nơi này, cũng bị chiến trường thê thảm làm cho kinh động. Nhìn long tộc trải rộng khắp nơi, lại nhìn thế giới mới chôn sâu ở trong phế tích, bọn hắn mơ hồ đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Long tộc, xác thực không có công phá thế giới mới, nhưng lại kéo lấy thế giới mới đập vỡ Chu Thiên Thần Điện. Dạ An Nhiên sâu hít một ngụm khí lạnh, cố nén suy yếu, hạ lệnh. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, sắp xếp người trở về liên hệ thiên hậu, những người còn lại. Theo ta giết, Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, chúng ta không phải là nên rút lui sao, nói không chừng thiên hậu đã nhanh giết hết, chúng ta có thể dẫn đội ngũ thế giới mới tới Minh Tôn Sơn, trên nửa đường sẽ đụng phải thiên hậu. Dạ An Nhiên không khách khí nói, chưa từng nghe qua binh bại như núi đổ sao, để bọn hắn rút lui, chính là để bọn hắn chết. Đám yêu thú của thế giới mới đang bị động trong tuyệt cảnh, nương tựa theo cái cuồng tính bất khuất này mà miễn cưỡng chống cự lại long tộc vây bắt. Một khi hạ đạt mệnh lệnh rút lui, không có điên cuồng, chỉ lo chạy trốn, cái phế tích mênh mông vạn dặm này sẽ lập tức trở thành lò sát sinh của long tộc. Đông Hoàng Lăng Tuyệt an bài mấy không võ trở về thông bẩm, lại hít sâu một ngụm khí lạnh, đứng ở sau lưng Dạ An Nhiên. Vậy thì giết đi. Dạ An Nhiên phân phó nói. Toàn bộ giải tán, 10 phút sau, cùng lúc xuất hiện, lấy ra tiếng hò hét cao vút nhất của các ngươi, liền nói. Chúng ta, đã trở về. Đã hiểu. Đông Hoàng Minh vệ và các cường giả mãnh liệt nhét đan dược vào trong miệng, nhìn chòng chọc chiến trường nơi xa. Dạ An Nhiên nói, thời gian 10 phút đồng hồ, không chỉ là tản ra, tốt nhất là khóa chặt một chiến trường, có khả năng giúp đỡ thì phải giúp ngay. Đều dùng toàn lực ứng phó. Bành! Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, Thương Hải Cự Long đánh bay Thánh Hoàng Côn Bằng của thế giới mới, cũng chính là cự côn tộc trưởng ngày trước. Ầm ầm! Côn Bằng Phù Diêu nổ bắn ra bầu trời, ở bên trong tiếng răng rắc giòn vang, hình thể tăng vọt đến 10 vạn mét, 20 vạn mét, 300 ngàn mét. Toàn thân rách dưới, vây cá vỡ vụn, dữ tợn vết thương bởi vì hình thể mà trở nên to lớn,
nhìn thấy mà giật mình, nhưng nó lại phát động lên sóng lớn ngập trời, không nhìn Thương Hải Cự Long giết tới phía sau, mãnh liệt đong đưa chiến khu khổng lồ, giống như là một pháo đài chiến tranh di động, cuồng dã xông về chiến trường xung quanh. Giống, hống hống hống, côn bằng thiêu đốt sinh mệnh, phát động hải triều, nương tựa theo cảnh giới cùng hình thể cực lớn đến hít thở không thông, mạnh mẽ đâm tới tại các nơi chiến trường. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Chính là điên cuồng xông tới. Nó muốn đảo loạn toàn bộ chiến trường, tạo một cơ hội cho tất cả đám yêu thú lâm vào tuyệt cảnh. Côn bằng che trời, cuồng đi thiên vũ. Mà, tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Thương Hải Cự Long mặc dù được tôn làm thống lĩnh long tộc hải vực, lại là thánh hoàng đỉnh phong, nhưng vẫn bị côn bằng đột nhiên bạo tẩu hung hăng bỏ lại phía sau. Hống hống hống. Côn bằng triệt để điên rồi, cũng là triệt để bộc phát. Chiến trường tai nạn kéo dài hơn 5.000 dặm, cứ bị nó dã man đảo loạn như vậy. Số lượng lớn yêu thú may mắn rời khỏi chiến trường, rất nhiều cường giả long tộc bị đập nát nuốt sống. Bắt hắn lại a, Cự Long tộc, lên cho ta. Thương Hải Cự Long đuổi theo ở phía sau không bỏ, nhấc lên mênh mông hải triều, liên miên không dứt oanh kích tới côn bằng ở xa xa. Lùi cho ta. Thập nhị Dực Hắc Xà Hoàng bằng vào tốc độ cao nhất, cường thế chặn lại được ở phía trước. Ầm ầm tiếng vang, côn bằng bạo kích hai cánh, nhấc lên cuồng phong chấn vỡ vụn đất trời, thay đổi tuyến đường chui vào hư không hỗn loạn còn đang sụp đổ ở phía trước, xông về chiến trường của Đông Hoàng tọa nơi đó. Đuổi! Thương Hải Cự Long gào thét, theo sát vọt vào. Con côn bằng kia không kiểm soát được nữa. Thập nhị Dực Hắc Xà Hoàng mở ra hư không, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa côn bằng. Đuổi bắt oanh oanh liệt liệt rất nhanh đã kinh động đến chiến trường đang giết tới điên cuồng trong hư không. Lôi Đình Cự Long, Tử Tinh Thiên Long, hai vị Thánh Hoàng Thái Hư Cổ Long, cùng Thái Hư Lão Tổ, đang triển khai vây bắt đối với Đông Hoàng Càn, Khương Bân, Chu Thanh Thọ cùng bọn người Hàn Ngạo. Dưới sức mạnh áp chế cường hãn, vòng chiến đã bị cưỡng ép cách ly. Ba con Thái Hư Cổ Long kéo lấy thân rồng trọng thương, gắt gao cầm cố lại Chu Thanh Thọ, luyện hóa vào chỗ chết. Chu Thanh Thọ không ngừng thôi động tinh thần thần kiếm, gian nan dẫn bạo uy lực tinh thần, nhưng thực sự không phá nổi hư không luyện lô, hắn huy động năng lượng đang yếu bớt, cơ thể rách dưới cũng đang hòa tan. Mà Lôi Đình Cự Long cùng Tử Kim Thiên Long, thì đè ép Đông Hoàng Toại, đánh Khương Bân cùng Hàn Ngạo cho đến chết. Một Cự Long am hiểu tấn công, một Thiên Long phòng ngự vô địch, Cự Long Thiên Long phối hợp hoàn mỹ, để bọn Khương Bân đã trồng chất phết thương lâm vào tuyệt vọng. Ầm ầm. Lôi Đình tàn phá bừa bãi thâm không, đánh cho Khương Bân, Đông Hoàng Toại cùng Hàn Ngạo, tiếp tục tháo chạy. Nhìn xuống, không nên vọng động, nhìn xuống, tìm cơ hội. Đông Hoàng Toại điên cuồng diễn biến sóng chiều hư không, chặn đánh lôi chiều đang tràn ngập đất trời, không ngừng nhắc nhở Khương Bân cùng Hàn Ngạo ở sau lưng muốn giết ra ngoài. Để cho ta ra ngoài, ta hấp dẫn bọn hắn. Hàn Ngạo chỉ còn khung xương, giống như một cái đầu lâu đẫm máu. Nhưng bên trong khung xương lại dung hợp với đại long đao để hắn lấy uy lực thánh vương, kích phát uy lực thánh hoàng, đau khổ kiên trì tới bây giờ. Chúng ta đã chuẩn bị xong, nhanh đi. Khương Bân quay quanh chiến thương, long hoàng tranh nhau phát sáng, sát ý vô biên. Đúng vào lúc này, côn bằng nơi xa giết vào hư không, hấp dẫn sự chú ý của đám người. Giết! Đông Hoàng Toại đột nhiên quát lớn, hư không bạo động, đạo ngấn kéo dài tới. Hàn Ngạo cùng Khương Bân toàn bộ đánh về phía Thái Hư Cổ Long nơi đó, giải cứu Chu Thanh Thọ. Ầm ầm, hai mảnh cường quang chợt hiện, Hàn Ngạo cùng Khương Bân liên tiếp xuất hiện, trực diện với ba tôn Thái Hư Cổ Long đang dung luyện Chu Thanh Thọ. Cầm thú, đi ra. Ầm ầm tiếng vang, Đại Long đao phát huy, kích phát long khí vô tận, cuồn cuộn giữa thâm không, Hàn Ngạo bạo phát ra cương khí vô biên, vỡ vụn thâm không, trùng kích Thái Hư Cổ Long. Khương Bân liên hợp với thần thương đánh xuyên hết thảy mọi thứ, cưỡng bức đâm vỡ vụn Thái Hư Cổ Long đang quay quanh hư không luyện lô. Chu Thanh Thọ sắp tuyệt vọng ở bên trong lập tức phóng lên tận trời, tinh thần thần kiếm tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, như ngân hà lao nhanh, đại tinh chìm nổi ở bên trong, tiếng như thiên động. Nhưng, Thái Hư Lão Tổ là cảnh giới bán thần, cũng thả ra Long Tinh tại thời khắc này. Không phải dùng Long Tinh kích phát năng lượng, mà là trực tiếp đánh ra. Long Tinh giống như một con tiểu long dao động tại hư vô, không nhìn khoảng cách không gian, đột nhiên xuất hiện ở phía trước tinh thần thần kiếm. Tinh hà vờn xung quanh tinh thần thần kiếm, sáng chói thần bí, tiếp tục bộc phát thần uy kinh khủng. Nhưng Long Tinh vừa tới gần trong chốc lát, trực tiếp vỡ nát,
nhấc lên chiều dâng như mưa to gió lớn cùng minh mông long uy. Chu Thanh Thọ đã rách dưới không còn hình dáng, bất ngờ không đề phòng đã vỡ vụn ngay tại chỗ, ngay cả tinh thần thần kiếm đều bị sụp đổ bị hư vô nuốt hết, bỗng nhiên ảm đạm, biến mất không còn tăm hơi. Giống. Khương Bân muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng bị long tinh đột nhiên bắn nổ đánh bay, lân phiến bay lên, hài cốt đứt gãy, thần thương đều mất khống chế mà tuột tay. Ở trước mặt thái hư cổ long đánh lén, các ngươi chán sống. Hai con thái hư cổ long cảnh giới thánh hoàng quay quanh lên trời, nhấc lên hư không loạn lưu, đối diện nuốt sống giết tới Hàn Ngạo. Ba động khủng bố, như cuồng chiều ngàn vạn trọng, Hàn Ngạo cùng đại long đao dung hợp hài cốt lập tức chia năm xẻ bảy, long khí đều bị xua tan. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Toại vì toàn lực hất ra Hàn Ngạo cùng Khương Bân, không thể không giảm bớt phòng ngự cho mình, vốn cho rằng lực chú ý của lôi đình cự long bị nơi xa hấp dẫn, hắn hẳn là sẽ không nguy hiểm. Nhưng, lôi đình cự long chẳng những không có phân thần, ngược lại cũng lợi dụng cái cơ hội đặc thù này, đột nhiên bạo phát ra lôi đình vô tận, lôi đình hừng hực mà cường thịnh, bên trong tràn ngập long uy. Trong chốc lát xuất hiện bạo động cực hạn, giống như hàng vạn lôi long oanh kích thâm không. Bình chướng không gian trước mặt Đông Hoàng Toại đều vỡ vụn, bị khủng bố lôi chiều tàn nhẫn đánh bay ra ngoài. Siêu siêu siêu, vận sức chờ phát động tử tinh thiên long cũng đánh ra so lôi đình còn dày đặc tinh thạch cứng cỏi, như vô số trọng trùy cuồng kích thâm không, mỗi viên đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực trùng kích cùng trong lúc nổ tung. Đông Hoàng Toại chật vật nhấc lên, mạo hiểm trốn tránh, thật vất vả muốn tránh thoát lôi long bạo động, kết quả bị tử tinh đánh vỡ nát. Côn Bằng từ xa thấy cảnh này thì tức giận gào thét, vốn định quét ngang chiến trường, cứu viện tất cả mọi người, không nghĩ tới đến nơi đây lại hại chết bọn người Đông Hoàng Toại. Giống. Côn Bằng cuồng kích thâm không, thân thể cực lớn đến để cho người ta hít thở không thông giết tới phía thái hư cổ long. Có thể nó muốn tự bảo, giam cầm nó. Lôi đình cự long cùng tử tinh thiên long điều động năng lượng, cưỡng ép diễn biến ra tuyệt thế lôi chiều cùng vô biên tử tinh, như thiên quân vạn mã, đánh mạnh qua phía Côn Bằng. Ba con thái hư cổ long cố nén suy yếu đau đớn, vặn vẹo dung chuyển hư không, gian nan vọt tới xung quanh Côn Bằng khổng lồ, không chần chờ chút nào, sóng chiều không gian điên cuồng thôi động, tung hoành xen lẫn, diễn biến ra lồng giam giam cầm, cưỡng ép trói Côn Bằng lại. Cút về. Ba con thái hư cổ long muốn cưỡng ép di chuyển Côn Bằng, ném về phía ngoài chiến trường. Côn Bằng rên rỉ, dứt khoát kiên quyết muốn phóng thích mình. Nhưng đúng vào lúc này, hư không đột nhiên cuồn cuộn. Một ác long toàn thân huyết hồng đột nhiên xuất hiện, giáng lâm đến trên lưng tử tinh thiên long. Răng rắc, vạn độc huyết long cắn vào phần gáy tử tinh thiên long một cái, mặc dù răng nanh sắc nhọn không thể cắn nát lân phiến tử tinh, nhưng khí độc toàn thân đã che mất nó. Tử tinh thiên long chằng chịt vết thương, rất nhiều nơi còn be bét máu thịt. Khí độc giống như là nguyền rủa, nhanh chóng tụ tập đến vết thương, xương máu, ăn mòn kinh mạch. Giống, tử tinh thiên long đau đớn nhấc lên. Cực lực muốn hất cái thứ trên lưng ra. Đó là cái gì? Lôi đình cự long dung chuyển lôi chiều, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhưng sau khi nhìn thấy huyết long gắt gao chộp vào trên lưng tử tinh thiên long, vậy mà không nhận ra được đó là long chủng gì. Giống, thứ gì, đi xuống cho ta. Tử tinh thiên long giãy giụa, lại vung không vung ra được huyết long trên lưng, nó thôi động tử tinh, diễn biến tuyệt thế long đao, bạo kích từ phía sau lưng. Phốc phốc. Tử tinh long đao đánh xuyên huyết long, mang theo máu tươi đầy trời. Nhưng, huyết long là thụ linh, chẳng những không có nhận tổn thương thực chất, ngược lại còn bắt đầu dung thực long đao. Huyết long giống như kéo dài tới chạc cây, ôm chặt tử tinh thiên long, càng quấn càng chặt, cuối cùng biến thành một gốc huyết thụ khổng lồ, vặn vẹo lên tử tinh thiên long. Lúc bắt đầu tử tinh thiên long còn điên cuồng vặn vẹo, mãnh liệt chống lại, nhưng kịch độc rất nhanh đã xâm nhập kinh mạch, mạch máu, sau đó là linh hồn. Đào một tự bạo không có nổ chết nó nhưng lại nổ phế đi nó, vết thương rách dưới vừa vặn thành con đường cho kịch độc xâm lấn, cũng bắt đầu chân chính lấy mạng của nó. Một màn này không chỉ có kinh đến lôi đình cự long, cũng kinh đến thái hư cổ long, thương hải cự long, cùng thập nhị dực hắc xà hoàng. Dạ An Nhiên, Côn Bằng lập tức nhận ra nữ tử treo cao phía trên huyết long, nhưng không đợi nó kích động, không gian xung quanh đã cuồn cuộn. Ba con thái hư cổ long cưỡng ép di chuyển nó, ném ra thâm không minh mông. Tiểu nữ tử, ngươi là? Lôi đình cự long ngẩng đầu lên, vừa muốn gào thét, kết quả huyết long, tử tinh thiên long, còn có nữ tử lơ lửng, bỗng nhiên biến mất, không còn bóng dáng. Có võ giả không gian.
Thái hư cổ long lập tức đã nhận ra không gian ba động mãnh liệt. Là lạ, mau dẫn chúng ta ra ngoài. Thương hải cự long cảnh giác. Phía ngoài chiến trường, đất trời ba động, một cái tiếp theo một cái vòng xoáy không gian hiện lên, cưỡng ép cuốn đi số lượng lớn cường giả thân ở tuyệt cảnh. Đông Hoàng Như Yên và các cường giả đều đã sớm vào chỗ, tìm được cơ hội, cũng chuẩn bị kỹ càng. Đến mức đột nhiên bộc phát, thành công giải cứu số lượng lớn yêu thú đang trong tuyệt cảnh. Theo vòng xoáy hiện lên, khai triển cứu viện, đồng thời bọn hắn hét lên thật lớn, vang vọng đất trời. Chúng ta đã trở về. Chiến trường hỗn loạn liên tiếp ngừng lại, ngay cả chiến đấu thần cấp đều cảm giác được vấn đề. Giống, Tử Tinh Thiên Long đau đớn bay lên, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, dãy rụa càng ngày càng chậm, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, từ trong tới ngoài bắt đầu hư thối, bị huyết long quay quanh tại trên người nó rút khô sống sờ sờ. Chúng ta đã trở về. Dạ An Nhiên đứng ở trên lưng huyết long, tóc dài tung bay, huyết y túc sát, thanh âm vang vọng toàn trường. Ngũ hành đồ đằng sán lạn như mặt trời, nở rộ lên mê quang ngũ hành minh mông, đảo loạn năng lượng đất trời. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cố ý thôi động chiều cường không gian ở sau lưng nàng, hình thành ầm ầm sóng dậy cuồn cuộn, phối hợp với uy lực ngũ hành nàng kích phát ra, diễn biến ra ba động càng thần bí càng cường thịnh. Chợt nhìn, giống như là tôn thần giáng lâm. Keng, bang bang, tinh thần thần kiếm, đại long đao, khương bân, thần thương cũng đều lần lượt giáng lâm. Thời điểm hư không phát sinh bi kịch, bọn người Đông Hoàng Minh vừa mới đuổi tới, nhưng đối mặt với chiến trường Thánh Hoàng thảm liệt, bọn hắn thực sự khó mà nhúng tay. Cũng may phản ứng rất nhanh, cưỡng ép kéo tinh thần thần kiếm cùng bọn người Hàn Ngạo bị cuốn vào vực sâu lại. Tuy nhiên, Chu Thanh Thọ và Hàn Ngạo đều không còn hài cốt, chỉ có linh hồn bị Hỗn Thiên Linh Bảo hút vào, sống chết khó liệu. Hỗn Thiên Linh Bảo rốt cuộc là bảo trụ vị truyền nhân đầu tiên của mình, hay là phải xem như vị khí linh đầu tiên của bọn nó. Bầu không khí tại chiến trường trở nên quỷ dị. Thế giới mới thì kích động lại chờ mong, gắt gao nhìn chằm chằm những vòng xoáy không gian kia, chờ càng nhiều cường giả vạn thế giáng lâm, cũng thuận tiện điều dưỡng thương thế. Long tộc khẩn trương lại cảnh giác, cũng nhìn chằm chằm vòng xoáy không gian, đề phòng cường giả vạn thế đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặc dù vòng xoáy ba động kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có ai giết ra tới. Thái hư cổ long liên tiếp xông ra hư không, cảnh giác nữ tử ở không trung. Các ngươi trở về, ta đã biết. Sau đó thì sao? Đỉnh phong cự long ngao lê nhìn qua nữ tử, cảnh giác lại hồ nghi. Dạ An Nhiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng tại không trung. Chúng ta trở về, còn chưa đủ. Ngao lê duỗi cái đầu rách dưới ra phía trước. Chính là, các ngươi trở về, không có, sau đó. Dạ An Nhiên quan sát các đại long ở khắp nơi giữa dãy núi. Còn muốn cái gì sau đó? Long tộc hai mặt nhìn nhau, cũng đều nhìn về nữ hài nhi trên bầu trời, không biết là ai toát ra một câu. Chỉ mấy kẻ các ngươi đây, đây có phải là đang hư trương thanh thế hay không? Ngay cả đám yêu thú của thế giới mới đều phát giác không đúng sức lực. Dạ An Nhiên không để ý tới, chỉ là yên lặng xúc tích lực lượng. Mẫu thân nó, ngươi là khỉ làm xiếc sao? Toàn thể long tộc giận tới tím mặt. Tiếp tục đánh, viện quân lập tức tới ngay. Dạ An Nhiên cao giọng thét lên ra lệnh, lúc này chỉ có thể nói, tiếp tục đánh, mà không phải, rút lui. Đánh, nói rõ có viện quân thật. Rút lui, nói rõ phô trương thanh thế thật. Căn bản không có viện quân, nếu không đã cùng đi, đừng hốt hoảng, giết cho ta. Ngao lê quay quanh trên bầu trời, phát ra tiếng long ngâm hùng vĩ. Nhưng, viện quân tại đây, một tiếng gào rít, nương theo kim quang trùng thiên, đằng xa chở bọn người thiên hậu vượt qua trời cao. Như lôi chiều màu vàng, vỡ nát hết thảy mọi thứ ở phía trước, cường thế tới gần chiến trường. Thiên hậu, bọn người Dạ An Nhiên khó có thể tin mà quay đầu, tới thật. Nhanh như vậy sao, Minh Tôn Sơn nơi đó đã kết thúc. Thú triều thế giới mới nhao nhao nhìn ra xa, thật sự có viện quân. Ngọa tào, thật sự có sao. Thiên hậu, Tần Vị Ương, Cổ Tác Nhân, Cổ Thần, Ngô Chính Uyên, rốt cuộc cũng chạy tới chiến trường. Một màn trước mắt để bọn hắn âm thầm hít một hơi. Quả nhiên là long tộc. Chu Thiên Thần Điện đâu? Bị thế giới mới đập vỡ rồi sao? A a a, bọn bò sát các ngươi. Tần Thế Võ trong Chu Thiên Thần Kiếm bi phẫn hét lên đầy giận dữ. Thần tôn chết rồi, hắn cũng tế hiến, thần điện lại không còn. Chu Thiên Thần Điện rõ ràng chỉ là làm hấp dẫn lực chú ý, vì sao cuối cùng lại biến thành như thế này?
ta biết các ngươi đều rất mệt mỏi, nhưng... Giết! Thiên hậu hét lớn một tiếng, rời khỏi đằng xa, hiện ra côn bằng lăng thuật, đuổi giết chiến trường, xông về phía Hồng Hoang Thiên Long nơi đó. Cứu gốc cây kia! Tần Vị Ương cùng Ngô Chính Uyên cơ hồ như nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn thiêu đốt lên khí huyết, không sợ chết lao thẳng đến chiến trường của giới chủ. Nơi đó lại có trọn vẹn 4 tôn thần long. Không thể tưởng tượng nổi là vị giới chủ kia sao lại có thể kiên trì đến bây giờ. Người đi phối hợp bọn hắn, chỉ cần bảo đảm không chết. Sau khi cổ thần ra hiệu cùng cổ tác nhân, khống chế hoàng nê đài, ngược lại đi theo thiên hậu đuổi giết Hồng Hoang Thiên Long nơi đó. Muốn trực tiếp đối kháng cùng long tộc, độ khó cực lớn, nhất là bọn hắn vừa mới đã trải qua ác chiến, tương đương với trở về từ cõi chết đi ra, vô cùng suy yếu, cho nên nhất định phải tập trung tinh nhuệ, giải quyết trước mấy cái. Chu Thiên Thần Kiếm cũng xoay người bay lên, đuổi giết hai tôn long thần chỗ Hồng Hoang Thiên Long nơi đó. Ngươi là Ngao Lê, còn chưa có chết sao? Thiên hậu bay lượn giữa trời, cường thế tới gần Ngao Lê, oanh minh trầm đục, phía sau dâng lên mê quang đầy trời. Thiên hậu, Ngao Lê đang muốn nghênh kích, nhưng cảnh tượng xung quanh đột nhiên giống như chậm lại, tốc độ thiên hậu lại bỗng nhiên bạo tăng, gần như vượt qua không gian mà tới gần. Cùng lúc đó, Ngao Lê chợt hoảng hốt, thiên hậu lại rời đi phương hướng, xông về thần long Ngao Tiêu ở bên cạnh, mặc kệ hắn. Không đúng, mê quang vừa rồi là cái gì? Ngao Lê bỗng nhiên bừng tỉnh, không chần chờ chút nào, vảy rồng toàn thân phát sáng, dâng lên hàng vạn long ảnh, cuồng kích 4 phương 8 hướng. Nhưng vẫn đã chậm mấy bước. Mê quang thiên hậu thả ra là, ác mộng, cùng, thời gian, của huyễn vụ mê điệp, đối với loại cường giả tới gần bán đế như thái tổ kia rất khó sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối với Ngao Lê mà nói, lại có thể có hiệu quả. Dù chỉ là hiệu quả yếu ớt. Kim hống, bác long thuật. Thiên hậu nhanh chóng giết tới. Bí lực vô lượng sôi trào, trọng quyền bạo kích, giống như là một sáng chói mặt trời từ trên trời giáng xuống, thần uy ngập trời, cánh tay đồng thời nhấc ngang vô số xiềng xích, như thiên kiếp, nhanh chóng hoành hành. Kim hống có thể đứng hàng 12 yêu tổ, ỷ vào mạnh nhất là gào vỡ trời đất, là uy lực và năng lượng giống lạc tinh thần, là chiến khu cường hãn không thể phá vỡ, mà biến thái nhất thì là nó có thể lấy hình thể pháp tướng thiên địa tương xứng cùng cự long, càng có thể bộc phát ra xiềng xích giết chóc áp chế long mạch. Ngao Lê kích phát long khí vẫn chưa hoàn toàn tụ tập thì đã bị thiên hậu vô tình đánh xuyên, xa xa nhìn sang, giống như là một tôn kim hống đi ngang qua bầy rồng, giết tới trước mặt Ngao Lê. Xiềng xích hoành kích, cuồng lực cuồn cuộn. Thiên hậu bạo phát trọng quyền, Ngao Lê đã là hài cốt, cái đầu tươi sống vỡ nát. Máu tươi phun ra, Ngao Lê hấp hối. Thiên hậu xuyên thấu toái cốt dễ như trở bàn tay, tới gần vết thương chỗ đầu, hai tay đại triển, âm dương bắn ra, hóa thành lưỡng nghi. Sinh sôi tứ tượng, thân hình gầy gò hiển hiện đường vân quỷ bí, thần bí khó lường, mênh mông bát ngát, tứ chi của nàng giống như là tứ tượng thiên trụ, bộc phát ra cuồng lực không có tận cùng. Ầm ầm tiếng vang, đầu Ngao Lê vừa mới bị nát lại bị đối diện lật tung ra ngoài. Siêu cấp thân rồng hơn 10 vạn mét, giống như đột nhiên vung lên trường tiên, xông về bầu trời. Thiên hậu mang theo chiến ý như thủy triều, không ngừng tấn công, ngay sau đó lấy kim hống pháp tướng thiên địa. Tăng vào chiến khu đến hơn vạn mét, bắt lấy đuôi rồng của Ngao Lê lại, toàn bộ luân đứng lên. Cánh tay phát sáng, cuồng lực vô biên, hung hăng đánh Ngao Lê văng ra ngoài. Bang bang! Hai đạo tranh minh giống như xuyên kim liệt thạch vang vọng tới chân trời. Thời cơ, vị trí. Vừa vạn. Cổ thần ngưng tụ luân hồi sát kiếm, Chu Thiên Thần Kiếm kích phát tuyệt thế kiếm chiều. Ở thời điểm thiên hậu cuồng dã vung Ngao Lê lên, bọn hắn đã từ đối diện giết tới. Một trước một sau, cắm vào vị trí bụng rồng. Chu Thiên Thần Kiếm ở phía trước, đánh vỡ vụn vảy rồng, cắt ra da thịt. Luân hồi sát kiếm ở phía sau, thuận vết thương, mở ra nội tạng, càng thương tới linh hồn. Ác chiến vừa mới bộc phát, chỉ giữa mấy hơi ngắn ngủi, chính là hình ảnh tuyệt sát để chiến trường hồi hộp. Mạnh yếu, không gần như chỉ ở thực lực, càng ở phương thức cùng phối hợp. Loại cuồng nhân chiến tranh như thiên hậu này sẽ lợi dụng ưu thế. Thời điểm phát giác được Chu Thiên Thần Kiếm theo vào sẽ lập tức tính toán ra chọn bộ chiến thuật, lấy mê vụ quấy nhiễu, đánh nát đầu, lấy âm dương theo vào, loạn thân nó, lấy pháp tướng thiên địa luân động thân rồng, dẫn song kiếm mổ bụng. Cổ thần cùng Chu Thiên Thần Kiếm phối hợp cũng coi như ăn ý, không hề làm mất đi cơ hội tuyệt hảo này. Hống hống hống. Ngao Lê nổi giận, mãnh liệt nhấc lên, lấy đại thần thông long tộc, càn khôn nghịch loạn, quay cuồng ra tử kim vô tận, như lũ quét vạn dặm cuốn tới.
giống như biển lớn ngập trời, bạo động vô biên vô tận hoắc loạn thiên địa. Thiên hậu, cổ thần, thiên phạt thần kiếm đều bị cưỡng ép lật tung, bước lui hơn 10 dặm. Long hồn Ngao Lê tức giận gào thét. Ngao Tiêu, không cần phải để ý đến ta, cần phải cuốn lấy hồng hoang thiên long kia, cửu thủ thiên long, mau chóng giải quyết đối thủ của các ngươi, không cần mưu toan lợi dụng thực lực cự long tộc suy yếu. Nếu như chúng ta bại, các ngươi cũng đừng hòng sống mà đi ra khỏi Thương Huyền Đại Lục. Sau khi Ngao Lê gào thét ngược lại là tìm kiếm đầu long thần, biến mất kia. Ngao Tranh đâu, chết ở đâu rồi, tới giúp ta. Lúc này, Ngao Tranh đang co quắp trong phế tích, đi từ từ tới cái chết. Long tinh điên cuồng bộc phát, cuối cùng không thể gây tổn thương đến, đan dược, một chút nào, ngược lại còn dần dần hao hết năng lượng, bị, đan dược, thôn phệ. Thân rồng khổng lồ kéo dài 10 vạn mét vậy mà đang gầy gò lại nhanh tới mức mắt trần cũng có thể thấy rõ được, long hoàng chung quay quanh ở bên ngoài đã sớm không biết đã biến mất từ lúc nào. Cổ tác nhân, các ngươi nhất định phải chịu đựng, chịu đựng. Thiên hậu nghiêm nghị gào thét, linh văn trên trán bạo phát ra cường quang vô tận, như là chiếu phá trời đất, chiếu vào thời không, không gian hoắc loạn vậy mà lại xuất hiện đại đạo lưu ba quỷ bí, hiện ra càn khôn pháp. Mênh mông cường quang, mê ảnh quỷ bí, cuồn cuộn vờn ở xung quanh nàng, phụ trợ nàng như là tuyệt thế chiến thần. Thân thể gầy gò của thiên hậu kịch liệt vặn vẹo, bạo phát ra mênh mông huyết thủy giống như nổ tung. Nương theo bí lực vô lượng cuồn cuộn, ngưng tụ ra một tôn tiếp lấy một tôn ác thú. Thái âm ngọc thố, hồng hoang tổ kỳ lân, huyền vũ, côn bằng, kim ô, đằng xà, kim hống. Thiên hậu giống như phá giải mình sống sờ sờ. Thái âm cuồn cuộn, ngọc thố cuộn trời. Tự nhiên cuồn cuộn, kỳ lân nạp giới. Chiều dâng vô biên, huyền vũ thác hải. Thiên địa cuồn cuộn, côn bằng phù diêu. Kim quang diệu thế, kim ô hóa trời. Đại đạo thông thiên, đằng xà quy tổ. Thiên băng địa liệt, kim hống rít gào giữa trời. Sáu tôn cự thú tổ mạch, nương theo máu tươi phun ra cùng bí lực vô lượng sôi trào, liên tiếp thành hình, sinh động như thật, thần uy cuồn cuộn. Giữa thiên địa đều lắc lư lên sóng lớn vô cương, bạo động lên tuyệt thế yêu khí, như là tái hiện uy lực bá thiên của bầy yêu hồng hoang. Sau một khắc, đất trời rung chuyển, pháp tắc lay động, sáu tôn tổ thú trận cuồng bạo va chạm thân thể gầy gò của thiên hậu. Thiên hậu đau đớn kêu rên thảm thiết, nương theo tiếng răng rắc giòn vang, sinh sinh hóa thành một tôn cự thú khủng bố. Dung hợp sáu tôn tổ thú, bộ dáng dữ tợn quái dị, khủng bố càng uy nghiêm, thực lực đạt đến cực hạn. Ta có thể kiên trì một khắc đồng hồ, Ngao Lê không chết, chúng ta, ai cũng sống không được. Thiên hậu đau đớn gào thét nương theo sát niệm ngập trời, đạp tan không gian, lao thẳng đến Ngao Lê. Giết! Cổ thần, Chu Thiên thần kiếm. Toàn bộ sôi trào lên sát ý, theo sát thiên hậu vây bắt Ngao Lê. Thiên hậu kích phát thảm liệt, dung chuyển 3.000 dặm chiến trường, kích ra huyết tính của tất cả cường giả thế giới mới. Hồng hoang thiên long chở hồng mông phong bia đi, cuồng chiến với Ngao Tiêu. Tần Vị Ương, Ngô Chính Nguyên cố nén trọng thương, phối hợp với cổ tác nhân, nghênh chiến ba tôn cửu thủ thiên long. Giới chủ thế giới mới thì triệt để hóa thân thành vạn đạo thần thụ, giơ lên pháp tắc vô tận, chấn áp thiên đạo. Nội chiến luân hồi long thần. Một khắc đồng hồ. Nếu như trong vòng một khắc đồng hồ, thiên hậu có thể chém giết Ngao Lê, mà bọn người Tần Vị Ương lại có thể chịu đựng, chính là thời khắc phản kích. Nếu như thiên hậu không thể chém giết Ngao Lê, hoặc là bọn người Tần Vị Ương không kiên trì nổi, thế giới mới tương nghênh đến tan tác toàn diện, không có bất kỳ chỗ giảng hòa nào. Thiên hậu gào thét kích phát đấu chí của thế giới mới, kích phát cả chiến ý của long tộc. Long tộc. Long hồn Ngao Lê phát ra tiếng long ngâm to lớn, đong đưa thân rồng 10 vạn mét, ngang nhiên đuổi giết thiên hậu. Long tộc. Toàn thể cự long, thiên long, chân long, á long tộc, vân vân. Tất cả đều gào thét cao vút. Không cần bất cứ cổ động luận dư thừa nào, hai chữ long tộc đủ để điều động cao ngạo cùng chiến ý trong lòng bọn chúng. Chiến trường chém giết cuồng bạo tại thế giới mới đột nhiên thăng cấp, trở nên điên cuồng hơn. Trở nên hung tàn hơn. Thịt nát rơi đầy trời, máu tươi bay lả tả. Năng lượng cuồn cuộn như biển gầm sôi trào, thanh chiếu oanh minh như thiên lôi không dứ. Hai bên đều giết tới cực hạn, giết tới điên cuồng. Thiên hậu tuyên ngôn một khắc đồng hồ, như là phủ lên tiếng chuông tang đếm ngược cho chiến trường rộng lớn. Một khắc đồng hồ bộc phát, là một khắc đồng hồ điên cuồng, người không chết, chính là ta vong. Nhưng,
trận hỗn chiến người chết ta sống này nhất định không tầm thường. Sâu trong địa tầng, đường sông uốn lượn, Huyền Vũ Thái Tổ đang tự mình đi chiến trường thế giới mới. Bên ngoài mấy vạn dặm, Triệu Thanh Duẫn, Thái Uyên Thần Tôn, Chu Phục Sinh và các cường giả tấn mãnh tiến lên. Càng về phương hướng tây bắc xa xôi, liệt diễm càng ngập trời, thiên địa vỡ vụn, một đầu hoa lệ chu tước nhanh chóng lao vùn vụt giữa chân thực cùng hư vô, tiếng gáy to mãnh liệt, âm thanh chấn đoạn trời cao, lệ khí tuyệt vọng, sát ý vô tận, như giang hà đi theo ở phía sau. Chiến trường thế giới mới nghiễm nhiên muốn trở thành điểm lộn vòng quan trọng trong đại chiến thương huyền. Không cần một khắc đồng hồ, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Ba tôn cửu thủ thiên long rất nhanh đã phát giác được tình huống ba tôn thần giết tới này, rõ ràng là vừa mới trải qua huyết chiến, Tần Vị Ương cùng hỗn độn chiến khu không chỉ có nhìn chật vật không chịu nổi, mà từ trong ra ngoài còn tản ra suy yếu. Nếu như không phải cố ý biểu diễn, chính là thật muốn tới cực hạn. Nương theo từng tiếng long ngâm, cửu thủ thiên long tựa theo lực bộc phát siêu cường cùng tốc độ kinh người, cưỡng ép tách Tần Vị Ương, Ngô Chính Nguyên, Cổ Tác Nhân ra. Chiến trường hỗn loạn bị cắt chém thành bốn chiến trường đơn độc. Bọn người Tần Vị Ương đã hiểu mục đích của Thiên Long, nhưng thời kỳ toàn thịnh đều chưa hẳn có thể là đối thủ của Thiên Long, huống chi bây giờ lại nỏ mạnh hết đà. Bất luận bọn hắn chống cự hay giãy giụa như thế nào, đều khó mà ngăn chặn kết cục bị chia cắt. Khi bọn hắn rời xa lẫn nhau, ba tôn cửu thủ Thiên Long sẽ điên cuồng triển khai trấn áp. Nhất là Thiên Long Ngao Anh, toàn lực bạo kích Ngô Chính Nguyên suy yếu nhất. Nhiều loại thế công chút xuống vào chỗ chết. Trước đó Ngô Chính Nguyên vì để kéo chết Huyền Đàm, hoàn toàn là không để ý tiêu hao bộc phát, bây giờ năng lượng tiêu hao đã hầu như không còn, chỉ có thể bằng vào chiến khu liều chết kiên trì, nhưng theo thương thế tăng thêm, chống cự càng ngày càng chật vật, càng ngày càng gian nan. Cổ Tác Nhân có thể tưởng tượng đến tình huống của Ngô Chính Nguyên, cho dù là hỗn độn chiến thần, nhưng trước đó đã chiến đấu với Huyền Vũ, bây giờ lại tái chiến Thiên Long, thật sự là quá gian nan. Hắn muốn qua trợ giúp, nhưng bất luận vọt mạnh như thế nào cũng đều bị Long Ngao mạnh nhất trời áp chế gắt gao, khó mà thoát thân. Rốt cuộc, sau 7 phút ngắn ngủi, Ngô Chính Nguyên liên tiếp tan tác, bị Ngao Anh khống chế. 9 cái đầu chỉ lên trời, không ngừng liên tục phun trào cuồng chiều năng lượng, ngưng tụ thành Thiên Long lĩnh vực. Cửu thủ Thiên Long cùng Đại Đạo Long Quỳ mặc dù đều là Thiên Long tộc, nhưng tình huống có hơi khác biệt. Đại, trừ cái đó ra. Cửu thủ Thiên Long còn có một chỗ kinh khủng khác, 9 cái đầu, 9 viên thú nguyên, mà thú nguyên cũng tương tự như khí hải nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Long tộc có thể tranh hùng cùng Cự Long tộc, có thể sinh ra đế mạch, cũng làm cho Cự Long tộc không thể không muốn liên hợp cùng bọn chúng khống chế Long tộc đến bảo đảm địa vị. Giờ phút này, 9 cái đầu rồng nở rộ cường quang, giống như 9 mặt trời đang ù ù vần quanh, xen lẫn thành Thiên Long lĩnh vực tương đương với luyện lô kinh khủng. Hấp thu năng lượng hỗn độn của Ngô Chính Nguyên. Ta không kiên trì nổi, ta không kiên trì nổi. Ngô Chính Nguyên vùng vẫy giấy chết, lại ức chế không nổi năng lượng tán loạn, ngay cả hỗn độn chiến giới trong khí hải đều đang nhanh chóng tan rã. Hắn là hỗn độn chiến khu cao ngạo, từ trước tới giờ không xem thường từ bỏ, nhưng hắn không khống chế nổi năng lượng của mình, bọn chúng giống như dòng sông lao nhanh, không ngừng liên tục xông ra khỏi thân thể, cô đọng thành uy lực bản nguyên ở xung quanh. Tràn vào đến bên trong đầu rồng của cửu thủ Thiên Long. Cái này khiến Ngô Chính Nguyên cho dù là muốn chết cũng đều không chết được. Thật xin lỗi, ta không kiên trì nổi. Ngô Chính Nguyên đau đớn gào thét, hai con người tràn ngập năng lượng hỗn độn đều chảy ra huyết lệ khuất nhục và vô lực. Cửu đầu trùng, nơi này có năng lượng ngũ hành càng mỹ vị hơn, đến đây. Dạ An Nhiên đạp không lao tới, để lại vạn độc huyết long cùng ba tôn cự long dây dưa. Tự mình đuổi giết chiến trường Ngô Chính Nguyên đang tuyệt vọng. Rõ ràng đã suy yếu, rõ ràng không có thế giới ngũ hành, nhưng nàng không đi, ai đi? Đông Hoàng Lăng Tuyệt, tới đây. Y phục đỏ tươi của Dạ An Nhiên nhẹ nhàng bay, nàng cao giọng gào thét. Ầm ầm tiếng vang lớn, xa xa, Đông Hoàng Lăng Tuyệt tránh thoát khỏi đối thủ, phá toái không gian, kịp thời vọt tới bên cạnh Dạ An Nhiên. Bảo trọng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thấp giọng nói. Đạo ngấn không gian chỉ tới chiến trường thần cấp phương xa. 500 dặm chiến trường, vượt qua 500 dặm không gian. Dạ An Nhiên, dứt khoát chịu chết. Nhưng, giống, tại chiến trường gần nghìn dặm, quần long gầm thét, chặn đánh trợ giúp. Tiếng long ngâm kinh thiên, vỡ vụn trời đất, mênh mông hư không đều đang bạo động. Nhất là những long tộc thánh hoàng ăn ý gào thét kia đã chấn vỡ vụn đạo ngấn mà Đông Hoàng Lăng Tuyệt mở ra.
Dạ An Nhiên suýt nữa bị Lưu Vong thâm không, cực lực giãy giụa, cuối cùng rơi xuống chiến trường. Giống. Một con cự long mở ra cái miệng to như chậu máu, trực tiếp nuốt đi qua. Liều mạng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt kịp thời đuổi theo, cuốn Dạ An Nhiên lên, biến mất trong nháy mắt, sau đó. Cùng một chỗ đuổi giết đến chiến trường thần cấp. Hắn chỉ là Thánh Vương, đến nơi đó khó thoát khỏi cái chết, nhưng... Liều mạng. Liều mạng. Hai vị lão tổ Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại sinh tử khó liệu, hắn chính là người mạnh nhất Đông Hoàng tộc, thay thế Đông Hoàng tộc. Hắn, không thể nào ném mặt Đông Hoàng tộc đi. Thần thụ, giúp ta. Dạ An Nhiên nỉ non khẽ nói, ngũ hành thụ mệt mỏi trong thân thể nở rộ lên ánh sáng lộng lẫy, chiếu thấu cơ thể Dạ An Nhiên, để nàng được chiếu sáng rạng rỡ, tôn quý như thần. Ngũ hành đồ đằng lần nữa rời khỏi cơ thể, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa. Ánh sáng vô biên chiếu rọi khắp nơi, chiếu thấu cả thâm không vạn cổ. Năng lượng thiên địa bạo động cực lớn, mênh mông xê dịch, mãnh liệt hội tụ, năng lượng của rất nhiều cường giả đang hỗn chiến đều nhận dẫn dắt. Thần thụ thế giới thức tỉnh, xúc động tổ uy hồng hoang của ngũ hành đồ đằng. Ầm ầm, cơ thể Dạ An Nhiên vặn vẹo, số lượng lớn trà cây sinh trưởng, một tiếng vang thật lớn, như long trời lở đất, ngũ hành đồ đằng như là ngũ hành tổ thụ giáng lâm, trà cây ngập trời, quét ngang hư không. Kịch liệt xen lẫn. Một thanh thế giới thần kiếm thành hình. Trong chốc lát uy lực và năng lượng cực hạn, uy lẫm mênh mông, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trên chiến trường 3.000 dặm. Muốn chết. Ngao Anh cưỡng ép rút 3 cái đầu ra, chỉ để lại 6 cái đầu trấn áp Ngô Chính Nguyên đang muốn tuyệt vọng. 3 cái đầu rồng vừa hít một hơi thật sâu, trong chốc lát đã muốn bạo phát ra thần uy kinh khủng. Không phải muốn đối kháng chuôi thần kiếm đang thành hình kia, mà là tập trung vào nữ tử thao túng nó. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cơ thể cao lớn của Ngao Anh đột nhiên định trụ, 3 cái rõ ràng hướng nữ tử kia lại bỗng nhiên chỉ lên trời. Hả? Ngao Anh kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài 200 dặm, Lan Nặc điên cuồng thôi động thánh khí hư thiên kính đỉnh phong, lấy kính tượng dung nạp đất trời, lấy ý nghĩ nghịch chuyển thế giới. Nhanh đi! Lan Nặc thất khiếu rớm máu, điên cuồng thôi động hư thiên kính, cầm giữ thiên long ở xa xa, khống chế 3 cái đầu. Muốn chết. Ngao Anh mãnh liệt nhấc lên, chấn vỡ thiên địa, cường thế tránh thoát khỏi hư thiên kính khống chế. 3 cái đầu lần nữa xoay chuyển, năng lượng sôi trào, bật lên bạo kích. Nhanh. Lan Nặc lần nữa thôi động, hư thiên kính cường thế bộc phát. Mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng chung quy vẫn chỉ hoãn một ít thời gian. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nghiêm nghị gào thét, thôi động Dạ An Nhiên đuổi giết chiến trường. Ngũ hành đồ đằng tỏa ánh sáng vô biên. Thế giới thần kiếm gào thét lên, như khai thiên tích địa, thuận thế rơi xuống. 3 cái đầu rồng tránh thoát khỏi bất động, theo đó nứt lìa. Ngao Anh gào lên đau đớn, vỗ mạnh đôi cánh, cưỡng ép xoay chuyển tránh khỏi, lần nữa bổ trở về thế giới thần kiếm. Ngô Chính Nguyên nắm lấy cơ hội, cưỡng ép thoát khốn. Được. Lan Nặc vừa muốn phấn chấn, lôi đình cự long vừa mới bị nàng cưỡng ép đánh lui cường địch đã cường thế giết trở lại, lôi chiều cuồng kích như hàng vạn mũi tên cùng bắn. Tràn ngập đất trời giáng lâm tới. Trước đó Lan Nặc chỉ muốn khống chế một chút, lập tức trở về kích cường địch, nhưng không nghĩ tới Ngao Anh vừa mới tránh thoát, nàng không thể không bổ một chút, kết quả. Lôi chiều cuồng kích đánh vỡ nát cánh tay, xuyên qua lồng ngực. Huyết nhục văng tung tóe, thân thể mảnh mai chia 5 xẻ 7. Giống. Lôi đình cự long cuồng dã gầm thét, đạp tan không gian, phóng lên tận trời, đuổi giết Dạ An Nhiên phóng thích ngũ hành đồ đằng. Ngao Anh. Giao kẻ này cho ta, ngu xuẩn, hỗn độn chiến khu đã phế đi, cứu hắn lại thì có thể làm được gì? Ngao Anh gầm thét, 6 đầu gầm thét, lần nữa đuổi giết Ngô Chính Nguyên vừa mới tháo chạy. Tuy nhiên cũng chỉ lại kéo dài mấy phần mà thôi, cái chết của ngươi đã được định rồi. Sinh tử của ta đến lựa chọn. Gương mặt Ngô Chính Nguyên dữ tợn, cuồng nhiệt gầm thét. Mặc dù rất suy yếu, nhưng rời khỏi khống chế. Quyền khống chế thân thể cùng năng lượng đã lại trở về trên người hắn. Hắn, không thèm đếm xỉa. Đời này có thể đi đến thần linh một lần, đáng giá. Đời này có thể vì thương huyền mà chiến, đáng giá. Đời này, trước chiến huyền vũ, sau lại tái chiến thiên long, đáng giá. Đáng giá. Ngô Thiên Khải, vĩnh viễn ghi khắc tổ huấn của hỗn độn chiến tộc, chúng ta. Hướng chết mà sinh, không oán trách không hối hận. Ngô Chính Nguyên giống động thiên địa. Dứt khoát kiên quyết thả ra mình. Nhưng, ngay một khắc này, phế tích phía dưới ầm vang sụp đổ,
một mảnh hải triều kinh khủng như núi lửa phóng lên tận trời, đối diện đánh tan Ngô Chính Uyên. Giống, một con huyền vũ gần như hư vô cuồng dã đụng vỡ vụn đại địa, lao ra từ trong địa tầng, mở ra cái miệng lớn hư vô, như vực sâu đại dương vô biên, bỗng nhiên nuốt lấy Ngô Chính Uyên, cưỡng ép chuyển rời đến trong thân thể. Huyền vũ, từng tiếng kêu tuyệt vọng đầy sợ hãi, vang vọng trên chiến trường mênh mông. Bọn người Tần Vị Ương như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Làm sao nó lại đuổi tới rồi, lại còn là tại thời khắc đặc thù này. Thì ra bọn người thiên hậu đang chém giết cùng các ngươi sao? Không phải ngươi danh xưng yêu đế đầu tiên dưới yêu thần sao? Vậy mà lại để toàn bộ bọn hắn chạy, Huyền Vũ, không gì hơn cái này. Ngao Lê lúc này đột nhiên tăng vọt sát uy, thân rồng 10 vạn mét mãnh liệt nhấc lên, dung chuyển càn khôn, toàn bộ long văn mặt ngoài thân thể thức tỉnh, bạo phát ra hàng vạn long ảnh, cưỡng ép xua tan thiên hậu, cổ thần cùng chư thiên thần kiếm. Sau đó, sinh cơ cùng long khí vô tận cuồn cuộn khắp toàn thân, trong tiếng răng rắc giòn vang bên, thân thể rách dưới khép lại, đầu rồng bị tạc hủy cũng bắt đầu đoàn tụ. Là thần nguyên. Trong cơ thể của nó từ đầu đến cuối cất giấu một viên thần nguyên. Chính là vì để thời điểm chinh chiến Thương Huyền có thể bảo đảm không chết, càng là bảo hộ để chinh chiến cùng đế tộc khác. Nhưng, Huyền Vũ Thái Tổ xuất hiện, cục diện lại vô cùng hỗn loạn, nó quả quyết dung hợp thần nguyên. Thế giới mới lại bị kéo đến nơi này, long tộc các ngươi công không được sao? Huyền Vũ Thái Tổ cưỡng ép chân áp Ngô Chính Uyên trong biển hư vô, đồng thời hô to với bên trong. Thật sự cho rằng các ngươi có thể chạy, lựa chọn thỏa hiệp là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Không khí ngột ngạt, trong sự ngột ngạt lại lộ ra tuyệt vọng. Nhất là thiên hậu, nội tâm cường hãn đều muốn hỏng mất. Thực lực cực đoan dung hợp toàn diện bộc phát đã nhanh đến cực hạn, thật vất vả với đánh trọng thương Ngao Lê vậy mà lại trở lại đỉnh phong, Huyền Vũ Thái Tổ lại không có tu dưỡng, đơn độc xông tới. Tuyên ngôn một khắc đồng hồ, chẳng lẽ là dãy giụa sau cùng của bọn hắn. Còn không có kết thúc, tiếp tục đánh. Giới chủ thế giới mới đột nhiên gào thét với chiến trường. Viên thịt lão dược, người còn sống không? Cút ra đây cho ta. Đây là một con cự long, không dễ dàng như vậy. Sâu trong phế tích truyền đến thanh âm non nớt thanh thúy. Phế đi là được, ai bảo ngươi nhất định phải giết nó. Giết mà không chết, hậu hoạn vô tận. Chờ nó chết, bên ngoài cũng đã chết hết, cút ra đây. Còn kém một chút, các ngươi kiên trì một lát. Không kiên trì nổi, mẫu thân nó, bán đế đều đến rồi. Giới chủ tức giận gào thét, thật không nghĩ tới Huyền Vũ Thái Tổ lại tới Thương Huyền Đại Lục, đây là lão yêu quái hắn kiêng kỵ nhất trước đó. Trách không được Chu Thiên Thần Điện phòng ngự trống rỗng, thì ra là thiên hậu chặn đánh Huyền Vũ đế tộc. Đột nhiên xuất hiện đối thoại để long tộc trên trời dưới đất đều không hiểu thấu, lại vừa cảnh giác lên. Ngao Tranh, Ngao Tranh, Ngao Lê, Ngao Tiêu nhao nhao gào thét, một mực không có thấy yêu thần Ngao Tranh, vậy mà lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ai tại giết hắn? Giết hắn ở nơi nào? Nơi này còn có thần linh khác. Giống. Tiếng long ngâm mệt mỏi quanh quẩn trong phế tích, một chỗ bị đá vụn vùi lấp chậm chạp nhúc nhích, run rẩy nhấc cái đuôi rồng lên, nhưng mới nửa đường, lại ầm vang rơi xuống, tiếng vang nặng nề nhấc lên trận trận bụi mù. Đánh, cổ thần, Tần Thế Võ, ngăn chặn bọn hắn. Thiên hậu sôi trào thần huyết, hao không nổi thời gian, đột nhiên lộn vòng phương hướng, đuổi giết mảnh phế tích yên lặng kia. Bất kể là ai đang lặng lẽ giết rồng, nhất định phải giải thoát khỏi ra. Ngươi giết không chết, ta thay ngươi giết. Ngao Tranh, tỉnh lại cho ta, ngươi là cự long. Ngao Lê nhấc cơ thể lên, truy kích thiên hậu. Toàn thân sôi trào long khí, long ảnh vần quanh, không nhìn đến cổ thần cùng Chu Thiên Thần kiếm chặn đánh. Ngao Tranh, đừng để cho cự long tộc mất mặt. Ngao Tiêu khống chế hoàng nê đài, hấp thu huyết khí vô tận, ngạnh kháng hồng hoang thiên long. Giống. Long tộc nhao nhao gào thét, thổi lên kèn lệnh chiến tranh, cũng là đang cổ động cho Ngao Tranh. Long tộc cao ngạo há có thể uất ức đi đến cái chết như vậy. Đây không thể nghi ngờ là muốn bị khắc vào sỉ nhục trụ của long tộc. Long tộc không cần khẩn trương, ta thu thập thiên hậu. Huyền Vũ Thái Tổ đong đưa chiến khu hư vô, trong thân thể ù ù tiếng vang, như là hảo hãn huông dương đang sôi trào, ẩn chứa đại thế khủng bố không có tận cùng, nó đạp tan phế tích, phóng lên tận trời, chủ động nghênh chiến thiên hậu. Con quỷ nhỏ, tới phiên ngươi. Sáu cái đầu của Ngao Anh hét lên đầy giận dữ, hai cánh bạo kích, vỡ vụn không gian, lấy thiên long lăng thuật đuổi giết nữ tử vừa mới chém đầu nó.
Nó là cửu thủ thiên long, lại bị một thánh hoàng chém ba cái đầu. Vô cùng nhục nhã. Nhìn chung lịch sử thiên long tộc, đều không có xảy ra chuyện như vậy. Dạ An Nhiên đã đến cực hạn, nhưng vẫn run rẩy tế lên ngũ hành đồ đằng, suy yếu nói nhỏ. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, có thể chạy qua thiên long không? Chúng ta, dẫn nó ra khỏi chiến trường, có thể chạy được bao xa? Thì chạy bao xa? Đông Hoàng Lăng Tuyệt vô ý thức liền muốn nói, đuổi kịp sẽ chết, nhưng lời vừa tới miệng lại chợt ngừng, kích phát Thánh Hoàng Thiên Phẩm Linh Văn, cuốn Dạ An Nhiên lên lao thẳng đến hư không. Giống. Ngao Anh bạo kích hai cánh, hư không vỡ vụn, tức giận đuổi theo nữ tử đang trốn vào thâm không kia. Ngao Anh bị dẫn đi để Tần Vị Ương buông lỏng hơi thở, nếu như hai tôn cửu thủ thiên long vượt lên đến, nàng chắc chắn phải chết. Tần Vị Ương, kế tiếp tới phiên ngươi. Cửu thủ thiên long Ngao Tất Đong đưa chín cái đầu, điên cuồng bạo kích Tần Vị Ương. Mặc dù dự đoán được chinh chiến Thương Huyền sẽ có phiền phức, nhưng không nghĩ tới lại khó khăn như vậy. Nó khơi dậy cuồng tính, hai cánh cuồng vũ, chín cái đầu bạo kích, đè ép đuổi giết Tần Vị Ương từ không trung đến mặt đất. Tần Vị Ương đạp đến mặt đất, trước tiên đã cưỡng ép khống chế vạn dặm sơn hà, kích thích lên sóng triều hóa đá. Triều dâng cuồn cuộn như ác thú, ngưng tụ thành ngàn vạn bí châm hóa đá, chặn đánh cửu thủ thiên long. Nhưng bây giờ nàng quá mệt mỏi, gian nan bộc phát kém xa bình thường một phần năm, mà năng lượng bản nguyên cuồn cuộn xung quanh cửu thủ thiên long giống như là chồng chất bình chướng, có thể triệt tiêu các loại võ pháp chặn đánh. Lúc nhìn lên bí châm hóa đá cường hãn oanh đến trên người cửu thủ thiên long, đã không có bao nhiêu uy hiếp, miễn cưỡng hình thành vằn hóa đá, lại bị năng lượng bản nguyên của thiên long trùng kích vào mà nhanh chóng tiêu tán. Ầm ầm, trùng kích cuồng bạo, đại địa đều đang lay động, cửu thủ thiên long Ngao đè ép Tần Vị Ương trực tiếp đánh vào sâu trong địa tầng. Nó muốn tại chiến trường Tần Vị Ương am hiểu nhất, xé sống nàng. Theo Tần Vị Ương tan tác, thiên hậu đuổi giết Ngao Tranh bị Huyền Vũ Thái Tổ đến báo thù vô tình bắn bay, cưỡng ép kích phát uy thế bán đế. Tại trước mặt đại dương mênh mông vô tận, thiên hậu bộc phát cực hạn, cuối cùng giống như con thuyền nhỏ bé giãy giụa trong gió lốc, cô độc mà chật vật. Ngăn cản nó, cổ thần cùng Chu Thiên Thần kiếm toàn bộ phát cuồng, kiếm khí ngập trời, uy lẫm chiến trường, gần như thiêu đốt bản thân, kích phát ra kiếm uy vô tận, thông thiên đạt địa, chém chết càn khôn, giao thoa lấy nhau đuổi giết Ngao Lê. Thứ không biết sống chết, các ngươi quên uy danh của Cự Long rồi sao? Ngao Lê phát động lên long khí ngập trời, từ trong huyết mạch bắn ra long uy trùng kích chiến trường, thân rồng hơn 10 vạn mét bỗng nhiên quay quanh, tất cả long văn mặt ngoài vảy rồng đều bộc phát cường quang giống như mặt trời, long khí cương khí cuồng bạo cuồn cuộn, một tòa thiên trung nguy nga ầm vang thành hình, giống như cự nhạc kình thiên ầm vang đứng vững, phía trên lóe ra đường văn long lân, quay quanh lấy hàng vạn long ảnh. Long hoàng trung, phòng ngự chí cao của huyết mạch Cự Long. Hai mảnh kiếm chiều liên tiếp giết tới, cường quang sáng chói, như ngân hà lao nhanh. Nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, dung chuyển Long Hoàng Trung. Nhưng, chỉ vẻn vẹn là dung chuyển mà thôi. Luân hồi kiếm cương của cổ thần vỡ nát, khí huyết sôi trào, miệng mũi phun máu, giống như mất khống chế bay ra ngoài. Chu Thiên Thần kiếm tăng vọt quy mô cũng bị đánh tan, nhưng không đợi bay ra ngoài, bên trong Long Hoàng Trung đột nhiên nhô ra cái đầu rồng to lớn, cắn một cái vào Chu Thiên Thần kiếm. Bang, âm thanh tranh minh, như là thần binh giao kích. Giống như xuyên kim liệt thạch vang vọng chiến trường. Tần Thế Võ bên trong Chu Thiên Thần kiếm cuồng nhiệt gào thét, điên cuồng thôi động kiếm khí, muốn xoắn nát đầu rồng. Nhưng, Ngao Lê sôi trào long huyết, long uy cuồn cuộn, trong chốc lát phun ra tiếng long ngâm cuồng bạo. Long ngâm, đại thần thông long tộc. Sóng âm đỉnh phong thế gian. Như hàng tỷ tia lôi đình đánh vào bên trên Chu Thiên Thần kiếm, không chỉ có xua tán đi kiếm khí đang thả ra, càng đánh thẳng vào kiếm thể cứng rắn. Linh hồn Tần Thế Võ bên trong kiếm thể đau đớn thảm thiết gầm thét lên, như là muốn bị tươi sống chôn vùi. Tần Thế Võ cố nén đau đớn, liều mạng bộc phát. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên giật mình trước một loại uy hiếp sợ hãi. Cho dù là linh hồn thể, cho dù là đang ở trong Chu Thiên Thần kiếm, nhưng cái uy hiếp này vẫn rõ ràng như vậy, mãnh liệt như vậy. Ầm ầm. Long tinh trong thân thể Ngao Lê thức tỉnh, vượt qua chiến khu tráng kiện, cường thế xông qua miệng rồng. Bởi vì thần nguyên đang được nhanh chóng luyện hóa, tiếp tục cung cấp năng lượng minh mông, long tinh tại thời khắc này cường hãn vô địch, cường thế giết ra, trong nháy mắt, giữa thiên địa tiếng đều phát ra tiếng trầm đục quái dị, như là gào thét. Keng! Long tinh oanh kích Chu Thiên Thần kiếm. Một tiếng tranh minh,
không gian sụp ra vết nứt dày đặc. Một tiếng bạo hưởng, rung động Chu Thiên Thần kiếm. Chu Thiên Thần điện a. Theo tiếng gào thét sau cùng của Tần Thế Võ, linh hồn bị chôn vùi ở bên trong Chu Thiên Thần kiếm. Mang theo sự không cam lòng nồng đậm, mang theo sự bi phẫn vô tận, cũng mang theo lưu luyến không bỏ đối với Chu Thiên Thần điện. Bạo hưởng ở nơi này như là gõ chuông tang cho chiến trường. Thiên hậu bị áp chế, Tần Vị Ương bị trà đạp, Hồng Hoang Thiên Long bị kéo lại, cổ thần một mình đối mặt với đỉnh phong Long Thần, cổ tác nhân không thiện chiến đấu, chỉ có thể liều chết ngăn chặn cửu thủ Thiên Long, mà giới chủ thì bị luân hồi Long Thần sống sờ sờ rút ra bản nguyên, ngay cả Ngao Tranh sắp bị luyện chết, cũng phát khởi phản kích trước khi chết. Đây vẫn chỉ là chiến trường thần cấp. Chiến trường của Thánh Hoàng, Thánh Vương càng thê thảm mà tuyệt vọng. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh trong dự liệu. Mặc dù bọn hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không phải Khương Phàm. Mặc dù bọn hắn rất cố gắng, nhưng đối mặt chính là sinh linh cường hãn nhất thế gian. A! À, sâu trong hư không, đột nhiên quanh quẩn lên tiếng hét tuyệt vọng mà kiên định. Đông Hoàng Lăng Tuyệt ngang nhiên phóng thích bản thân, thiêu đốt huyết nhục linh hồn, bộc phát sóng chiều không gian vô tận, lấy sở học suốt đời, diễn dịch điên cuồng sau cùng. Mặc dù Đông Hoàng Lăng Tuyệt ta không bằng Đông Hoàng Như Ảnh, nhưng cũng không kém, ta lấy thân thể Thánh Vương, Linh Văn Thánh Hoàng, lưu vong một tôn Long Thần, đáng giá. Ở sâu trong nội tâm Đông Hoàng Lăng Tuyệt cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn đang điên cuồng diễn biến ra một đầu đạo ngấn lao nhanh trong hư không. Đạo ngấn thành hình, trong chốc lát đã tàn nhẫn xé rách cơ thể của hắn. Linh hồn của hắn, máu thịt bay lên, hài cốt vỡ vụn, linh hồn tách rời. Đạo ngấn chỉ tới hư không phía xa, lại tại thời điểm lao nhanh, sống sờ sờ tách rời hắn. Loại đau khổ này, không cách nào nói rõ. Ầm ầm. Ngao Anh thấy là đã đánh về phía Dạ An Nhiên lại bị đạo ngấn oanh kích, cảnh tượng xung quanh kịch liệt thay đổi, bị cưỡng ép di chuyển. A a a. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đau đớn kêu rên, lại run rẩy chỉ tới phương xa, còn người lắc lư lưu lại huyết lệ không cam lòng. Nhưng oanh. Bạo hưởng kịch liệt rung động hư không. Hắn diễn biến đạo ngấn hư không cực hạn lại bị cưỡng ép chặt đứt, mắt thấy thân thể là phải nát bấy cưỡng bức dừng lại. Một tiếng khẽ nói vang lên bên tai hắn. Ta đến rồi. Hống hống hống. Ngao Anh giãy giụa ở trong hư không, hai cánh bạo kích, thần uy cuồn cuộn, cưỡng ép chấn vỡ vụn đạo ngấn hư không trong cơn nổi giận. Nhưng, lúc nó đang muốn thoát khốn, trong nháy mắt, một mảnh mê quang đạo ngấn không gian càng kinh khủng như lao nhanh tinh hà. Khuấy động thời không, rắn chắc đánh vào trên người nó. Cơ thể khổng lồ của Ngao Anh kịch liệt nhấc lên, trong chốc lát đã bị đánh tiến vào thâm không. Mà tại thời khắc bay đi biến mất, một cái đầu trong sáu cái trong đầu thoáng chốc đã liếc về phía cường quang phương xa bộc phát. Giống như mặt trời sáng chói, giống như đại dương mênh mông. Ánh lửa cuồn cuộn, ẩn hiện hình ảnh Chu Tước. Phần Thiên Thần Hoàng. Hắn trở về rồi. Ngao Anh chỉ thoáng nhìn liền bị sóng chiều không gian cường hãn cưỡng ép kéo đi, đánh vào thâm không, lưu vong hơn 3 vạn dặm. Nghỉ ngơi thật tốt. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt bị tươi sống lột ra xẻo thịt, trái tim cũng hơi rụt rụt, nhịn xuống không đi nhìn nhiều, bỏ vào trong nhẫn không gian. Nghỉ ngơi thật tốt. Khương Phàm ôm lấy Dạ An Nhiên, khẽ hôn khuôn mặt tái nhợt của nàng, cũng thu vào thông thiên tháp. Ầm ầm tiếng vang, hư không sụp đổ. Số lượng lớn vòng xoáy vặn vẹo ra những cơn gió lốc màu đen, liên tiếp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Khương Quỳ đang bị Bát Thủ Thiên Long đánh bay, tiếp theo bị gió lốc màu đen bao phủ. Tặc Điểu cùng Hướng Vãn Tình đang diễn biến âm dương chiều cường, bị hai cơn gió lốc liên tiếp va chạm. Tổ Kỳ Lân đang điên cuồng chém giết với Thập Nhị Dực Hắc Xà Hoàng, cũng bị gió lốc bao phủ. Mấy chục cơn gió lốc màu đen, khuấy động hư không nổi lên sóng lớn. Bọn người Khương Quỳ giãy giụa trong lúc hỗn loạn đã liên tiếp bị lôi vào hư không. Bọn hắn vô ý thức muốn giãy giụa chống cự, nhưng gió lốc cuối cùng là hư không, sâu trong hư không thì là liệt diễm vô biên cùng hai cái cánh đang tụ tập lại kia, giết tiến chiến trường chính là hình bóng Chu Tước. Khương Phàm. Khương Phàm trở về rồi. Đây là sự thực sao? Không phải hắn nên ở Tây Bắc Bộ sao? Bọn người Khương Quỳ kinh ngạc, hoảng hốt, tiếp đó chính là cuồng hỉ. Có gào thét, có rơi lệ, có chút nhanh đến cực hạn thì ngất đi ngay tại chỗ. Khi cơn lốc hư không quét tất cả mọi người đi, Khương Phàm bước vào chiến trường thế giới mới. Liệt diễm cuồn cuộn, phần thiên diệt địa. Khương Phàm nhanh chóng hoành hành giữa chân thực cùng hư vô, cuồng kích 200 dặm chiến trường, dương cánh gáy to,
âm thanh chấn đoạn trời cao, sát bôn mảnh cuồng chiều năng lượng kinh khủng nhất kia. Chiến trường Huyền Vũ Thái Tổ. Phần Thiên Thần Hoàng. Huyền Vũ Thái Tổ bỗng nhiên quay người, toàn thân gần như hư vô đong đưa lên đại dương oanh minh giống như muốn lật đổ, ẩn chứa năng lượng không có tận cùng, hư vô đại xà giống như là đại long màu đen đi nhanh, tràn ngập uy lực huyền minh, như là muốn đụng nát thế gian, lao thẳng tới liệt diễm Chu Tước. Khương Phàm nhanh chóng giết tới, móng vuốt hoàn toàn hư vô đối diện bạo kích, thẳng đến huyền minh đại xà. Ầm ầm, hủy diệt đối kháng huyền minh, như là tai nạn dung chuyển địa ngục. Hai loại năng lượng hư vô hiện lên sóng chiều bán đế. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, lại cưỡng bức bắt lấy huyền minh đại xà, tiếp đó là bạo kích hai cánh, phóng lên tận trời, tại toàn trường rung động quan sát, Huyền Vũ Thái Tổ nặng nề có thể so với như đại dương lại bị kéo lên. A a a. Khương Phàm hét lớn, bay lên kéo theo Huyền Vũ Thái Tổ lao đi giữa trời cao, đập vào trong phế tích. Răng rắc giòn vang, đại địa gào thét, chiến khu hư vô vài trăm mét giống như là viên thiên thạch đánh xuống dưới mặt đất, lít nha lít nhít phết nứt cuồng dã lan tràn, gần như tách rời địa tầng, quét sạch hơn nghìn dặm. Ngay sau đó nhấc lên bụi mù cùng đá vụn ngập trời, nương theo cuồng phong giống như tai nạn, trùng kích bốn phương tám hướng. Huyền Vũ Thái Tổ trước tiên đã giật mình đến tình hình trước mắt, đợt trùng kích này, nguồn năng lượng này, rõ ràng có uy lực bán đế. Nó quả quyết muốn sôi trào, lật tung đại địa muốn giết ra tới. Nhưng Khương Phàm đã theo sát giết vào địa tầng. Sơn Hà, Đại Táng. Khương Phàm điên cuồng hét lên trong địa tầng sụp đổ, ý thức quét sạch 10 vạn dặm Sơn Hà, trùng kích chiến trường thế giới mới phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có tất cả tài nguyên trong địa tầng, bao gồm cả thế giới mới cách đó không xa, đều đặt vào sự khống chế của ý thức. Khương Phàm lấy uy lực bán đế, thỉnh nguyện đại địa mẫu khí. Ầm ầm. 10 vạn dặm Sơn Hà nhanh chóng khô kiệt. Tất cả năng lượng lao nhanh hội tụ, sóng chiều táng diệt như là ngưng tụ thành xiềng xích vô hình cùng mộ bia, va chạm cực hạn tới vị trí của Khương Phàm. Thế giới mới bỗng nhiên ảm đạm ánh sáng, gần như tinh thần dập tắt. Mà ở ngoài ngàn dặm, Tần Vị Ương, Cửu Thủ Thiên Long đang giãy giụa, thậm chí ngao tranh gần như sắp chết đều hứng chịu tới xé rách cùng táng diệt. Huyền Vũ Thái Tổ như lâm vào bên trong dòng lũ hủy diệt, năng lượng hải triều trong thân thể hư vô lại đều theo đó mà nổi lên. Như là muốn bị Khương Phàm khống chế. Khương Phàm liều chết áp chế, điên cuồng phóng thích, gắt gao mai táng thương Huyền Vũ Thái Tổ đã bị qua trọng vào sâu trong địa tầng. Nhưng, Khương Phàm đã nhận ra tồn tại của Tần Vị Ương, một tiếng giống im lìm, hắn cưỡng ép thu về. Trước khi Tần Vị Ương chết héo, kết thúc đại táng. Dù vậy, Huyền Vũ Thái Tổ đều cảm nhận được khủng hoảng trước nay chưa từng có. Khương Phàm tỉnh lại bản thân, phối hợp với âm dương mệnh hồn đan. Nhanh chóng khôi phục sinh cơ cùng tinh thần, hoành hành trong địa tầng khô kiệt, xông về nơi Tần Vị Ương đang hôn mê. Cửu Thủ Thiên Long truy sát Tần Vị Ương điên cuồng tránh thoát khỏi địa tầng, xông ra mặt đất, nhưng thân thể thần tuấn oai hùng đã gầy đến da bọc xương, ngay cả lân phiến đều mở đi ánh sáng, suy yếu khó nói nên lời để chín cái đầu của nó đều trở nên nặng nề không chịu nổi. Nghỉ ngơi thật tốt. Khương Phàm thu Tần Vị Ương vào Thông Thiên Tháp, lần nữa đuổi giết Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ đánh vỡ vụn đại địa, xông ra địa tầng. Trong biển hư vô mãnh liệt nhấc lên, diễn biến ra lực lượng sinh mệnh không có tận cùng, tư dưỡng sinh cơ vừa mới suýt chút nữa đã bị hao hết. Nó phát giác được Khương Phàm đang giết tới lần nữa, chiến khu hư vô mãnh liệt phồng lên, dâng lên 13 mảnh bình chướng hư vô, mỗi mảnh hư vô đều như là một vùng biển mênh mông, 13 mảnh hư vô như là cộng minh cùng thập tam hải. Khương Phàm hoành hành trong địa tầng. Trong lúc kịch liệt lao đi thì cường thế đánh ra Liệp Thần Thương. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi hơn mà thôi, Liệp Thần Thương đã luân phiên chinh chiến, cướp đoạt số lượng lớn thần huyết, càng tụ tập minh mông hồn khí, khí tức sát lục đã viễn siêu hơn trước đó, huyết quang lạnh thấu xương, xiềng xích xiết chóc cuồng vũ, khi vừa xuất kích, trong chốc lát đã xuyên qua mấy trăm dặm địa tầng, thẳng đến thập tam hải. Oanh! Rầm rầm rầm! Liệp Thần Thương xuyên qua hư vô, như là đánh xuyên qua đại dương minh mông. Nổ lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Khương Phàm theo sát phía sau, lần nữa kích phát bản thân thứ hai cùng thứ ba, thực lực tăng vọt, sát huy cuồn cuộn, bên trong móng vuốt hư vô như là khuấy động nguyên lực thần viêm hủy trời diệt đất. Oanh! Khi Liệp Thần Thương cũng bị ngăn chặn tại mảnh hải dương hư vô thứ năm, Khương Phàm ngang nhiên giết tới, hai cánh chấn kích, lăng thiên thuật hiện ra, tốc độ cực hạn mang theo lực bộc phát cực hạn. Rầm rầm rầm! Bình chướng hư vô lại gặp vỡ tan. Như là đại dương mênh mông lật úp,
sóng lớn vô biên, càng giống như hải triều đổ sụp, gào thét động trời. Khương Phàm liên tiếp phá bát trọng bình chướng, trực diện với chiến khu hư vô. Huyền Vũ Thái Tổ ngẩng đầu hét lên đầy giận dữ, bạo phát ra móng vuốt hư vô tráng kiện, cùng Khương Phàm rắn rắn chắc chắc nện vào cùng một chỗ. Đơn vòng cảnh giới so đấu, Huyền Vũ Thái Tổ viễn siêu hơn Khương Phàm, nhưng trước đó thiên phạt oanh kích, để hắn thực lực đại tổn, thời khắc này chính diện đối quyết, vậy mà thế lực ngang nhau, xung quanh khô kiệt địa tầng toàn diện nổ tung, mãnh liệt phồng lên cuồn cuộn địa tầng, ngay sau đó cuồng quyển đại địa. Nương theo vô tận liệt diễm cùng hải triều, mình mông mấy ngàn dặm đại địa bị dữ dội nhấc lên, lại dư ba khó nói hết, ở sâu trong tầng đất tàn phá bừa bãi trùng kích, cách đó không xa thế giới mới bị toàn bộ nhấc lên, đầu tiên là dựng thẳng, tiếp lấy ầm vang xoay chuyển, khung trời hướng xuống, địa tầng hướng lên trên, cảnh tượng dọa người. Số lượng lớn long tộc theo mặt đất bị lật tung, đau đớn giãy giụa trong cuồng chiều liệt diễm. Phần thiên thần hoàng, Ngao Lê cảm thấy một loại cảm giác hồi hộp thật lớn. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Chu Tước cùng Huyền Vũ đang cuồng dã chém giết ở phía dưới. Vậy mà thế lực ngang nhau. Không, càng giống như là tôn kia Chu Tước đang đánh giết Huyền Vũ. Oanh, oanh, hư không liên tiếp bạo động, đông hoàng như ảnh vượt qua bốn chỗ, cổ thần, đại tặc, cổ tác nhân, còn có giới chủ thế giới mới, cưỡng ép chuyển rời đến sau lưng thiên hậu. Không đợi bọn người thiên hậu hỏi thăm, đông hoàng như ảnh đã nói. Liên quân nhân tộc thất bại, Bạch Hổ đế tộc thất bại, Thôn Thiên Ma Hoàng đã trở về, đang nghênh chiến Hắc Ma đế tộc ở Tây Bắc Bộ. Lời nói đơn giản lộ ra lực lượng phấn chấn lòng người, để bọn người cổ thần toàn thân không tự chủ được mà nổi lên nhiệt huyết nóng hổi. Thiên hậu đều không dám tin mà Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh nói, chàng, sơ khuy bán đế. Ầm ầm, nương theo bạo tạc khủng bố đến tuyệt vọng, Chu Tước, Huyền Vũ, lần lượt giết ra khỏi mặt đất. Một bên mang theo liệt diễm ngập trời, quan sát đại địa. Một bên cuốn lên hải triều cuồn cuộn, hét giận với bầu trời. Năng lượng mạnh hơn thần cấp cách không gian mênh mông cường thế đối kháng. Phần thiên thần hoàng, người bắt đầu biến đổi đến bán đế rồi. Huyền Vũ Thái Tổ khó có thể tin, không phải thời điểm cuộc chiến Côn Lôn vừa mới bước lên cảnh giới thần linh sao. Chỉ không đến ngắn ngủi 2 năm mà thôi, vậy mà hắn đã xông phá thần linh đỉnh phong. Bắt đầu nhìn trộm cảnh giới bán đế. Bọn Ngao Lê đang tập kết toàn bộ đều có phản ứng, lập tức nhìn chằm chằm Chu Tước thiêu đốt trong biển lửa che trời kia. Liệt diễm toàn thân Chu Tước chói mắt, so với mặt trời còn kinh khủng hơn, nếu như không phải vô cùng cẩn thận dò xét, thật đúng là không phát hiện được đầu, hai cánh, cùng móng vuốt đã hư vô. Hắn đã bắt đầu bước đến sơ khuy bán đế rồi. Cự Long cùng Thiên Long đều không thể bình tĩnh, mặc dù, sơ khuy, bán đế chỉ là mạnh lên. Một chút, so với thần linh đỉnh phong, nhưng cái, một chút, này lại là ảo diệu mà tất cả thần linh đỉnh phong truy cứu cả đời đều khó mà theo đuổi. Chẳng lẽ là bởi vì Khương Phàm giết Thiên Quân Đại Thần Tôn? Nhưng Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng chỉ là sơ khuy mà thôi, có thể kích phát phần thiên thần hoàng thành như thế này được sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khương Phàm vẫn ngắm nhìn xung quanh, thấy được thiên hậu cùng đại tặc, thấy được cổ tác nhân cùng cổ thần, nhưng những người khác đâu? Kiều Vô Hối đâu? Ngô Chính Nguyên đâu? Thái Âm Ngọc Thố đâu? Chu Thiên Thần Tôn đâu? Tần Thế Võ đâu? Bọn người Đông Hoàng Càn đâu? Cổ tác nhân chỉ vào Huyền Vũ Thái Tổ hô to. Ngô Chính Nguyên đang ở trong bụng con rùa kia. Khương Phàm đang muốn tiếp tục săn giết lại bị ngăn chặn, trong đầu hư vô truyền ra tiếng hét giận dữ. Chính ngươi phun ra, hay là để ta đánh ra đến? Huyền Vũ Thái Tổ gầm thét lên. Long tộc, ta ngăn chặn Khương Phàm, còn lại giao cho các ngươi. Đám Ngao Lê liên tiếp hoàn hồn, nhao nhao khóa chặt bọn người thiên hậu. Thiên hậu sắp không được, tiếp tục giết. Mặc dù Khương Phàm đã giết tới, nhưng thiên hậu quả thật đã đến cực hạn, rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể đang vặn vẹo, giống như có thể trở lại hình người bất cứ lúc nào. Một khi trở về hình người, nhất định sẽ hôn mê ngủ say. Còn lại, bọn hắn hẳn là có thể giải quyết hết. Thiên hậu cố nén suy yếu, hô lớn nói. Hướng bắc 3 vạn dặm, nơi đó có chỉ đội Huyền Vũ Đại Lục cùng Thủy Tổ Ngư. Xông tới nơi đó, lão già chết tiệt này theo không kịp. Thiên hậu, Huyền Vũ Thái Tổ gầm thét, như thủy triều kích thiên, đinh tai nhức óc. Phun Ngô Chính Nguyên ra, nếu không, ta có thể giết tới trước mặt toàn tộc ngươi trước khi ngươi kịp phản ứng trước. Con rùa già, suy nghĩ thật kỹ, muốn dùng mệnh Ngô Chính Nguyên, trao đổi mệnh toàn tộc ngươi hay không?
Khương Phàm vừa dứt lời, Đông Hoàng Như Ảnh ở trên lưng liền rất phối hợp thể hiện ra chiều cường không gian thần cấp, cuồn cuộn giữa trời, vặn vẹo mây mù, hình thành vòng xoáy không gian che khuất bầu trời, như là có thể trực tiếp đưa Khương Phàm ra đến bên ngoài 3 vạn dặm bất cứ lúc nào. Long tộc cũng bắt đầu cảnh giác, thần cấp không võ. Đây thật sự là uy hiếp cực kỳ lớn. Huyền Vũ Thái Tổ gầm thét. Người cứ việc xông tới nơi đó, nhìn xem ta có thể chụp chết bọn người thiên hậu hay không. Đông Hoàng Như Ảnh hơi nhíu mày lại. Người đang chất vấn năng lực của ta. Ta có thể mang chàng đi, mang không đi được càng nhiều. Hắn không phải đang chất vấn năng lực của ngươi, là ngươi không biết năng lực của chúng ta. Hai tôn cửu thủ thiên long dương cánh hét lên đầy giận dữ, 3 đầu 8 đầu sắp xếp ở phía sau thiên hậu, bọn chúng đều giơ cao lên 2 cánh, khuấy động năng lượng khủng bố. 2 cánh thiên long tộc, thể phách cự long tộc, đều là biểu tượng cực hạn của đế mạch long tộc. 2 cánh của thiên long tộc có thể bộc phát tốc độ cực hạn, càng có thể vỡ vụn đất trời rộng lớn, vặn vẹo đạo ngấn hư không. 2 tôn long thần, 3 tôn thánh hoàng, toàn diện bộc phát đủ để cho vạn dặm thiên địa cùng không gian đều lâm vào hỗn loạn vô tận. Muốn vượt qua vũ trụ, mơ tưởng. Cổ thần chau mày, long tộc cùng huyền vũ không thể nghi ngờ đều là đỉnh phong yêu tộc, huyết mạch cùng truyền thừa đều quá mạnh. Trước đó đã có nghe thấy, hôm nay càng là tự mình cảm ngộ. Bất luận như thế nào, bảo trụ Ngô Chính Nguyên, không thể nào lại chết. Sau khi thiên hậu nói xong, nàng cũng không thể kiên trì được nữa. Thân thể mệt mỏi trở lại hình người, cũng muốn lâm vào hôn mê. Nhưng đúng vào lúc này, một tiểu hài nhi thanh tú non nớt đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thiên hậu, đưa tay nâng đỡ nàng. Một mảnh cường quang bộc phát trong nháy mắt, nương theo mênh mông sinh cơ, như hồng lưu rót vào người thiên hậu. A! Thiên hậu mở mắt, cơ thể mềm mại đầu tiên là căng cứng, tiếp đó là nhẹ nhàng run rẩy, nồng đậm sinh cơ lưu chuyển khắp toàn thân, không chỉ có điều trị sinh mệnh tiêu hao, lại còn chữa trị thương thế, tụ tập năng lượng. Đây nào chỉ là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cơ hồ giống như là muốn gặp phải hồng thủy. Tất cả mọi người vô ý thức muốn tiếp đỡ thiên hậu chợt sửng sốt một chút, đứa nhỏ này là ai? Sốt cuộc ngươi cũng chịu đi ra. Giới chủ mệt mỏi lạnh lùng nói. Ta không am hiểu chiến đấu, có thể thay các ngươi ngăn chặn một con long thần, đã rất tốt, đừng không biết đủ nha. Nam Hải chính là yêu đồng. Mượn nhờ đại táng đột nhiên của Khương Phàm, triệt để gạt bỏ tôn thần cấp cự long kia. Đầu kia cự long đâu? Giới chủ nói. Ở chỗ này đây. Yêu đồng phóng thích ra năng lượng bành trướng giống như cuồng chiều, tràn vào thân thể thiên hậu. Những thứ này chính là huyết khí, năng lượng, thậm chí là linh hồn của tôn thần cấp cự long kia. Chờ chút cho ta. Bây giờ giới chủ cũng đã rất yếu. Thân thể tiêu hao cực độ của thiên hậu nhanh chóng khôi phục. Da thịt khô quắt đều nổi lên đỏ ửng. Cho ta chút. Đại tặc trực nhìn chằm chằm, tiểu hài nhi, vậy mà lại quất chết một đầu long thần sống sờ sờ. Cái này có chút biến thái. Cự long tới 10 vạn mét, người người đều có phần. Yêu đồng đỡ thẳng thiên hậu, mở ra 2 tay, toàn thân nở rộ lên mênh mông ánh sáng, còn có mùi thuốc nồng đậm đến thấm vào ruột gan, bao phủ đám người trọng thương ngã gục ở xung quanh. Bất luận là cổ thần, giới chủ, hồng hoang thiên long, hay là bọn người Khương Quỳ, Khương Diễm, cũng không khỏi nhắm mắt lại, thoải mái tắm rửa năng lượng giống như thuốc, cảm giác thư sướng không cách nào nói rõ, để rất nhiều người đều phát ra tiếng ngâm khẽ trầm thấp. Khương Phàm nhanh chóng phóng xuất tần vị ương từ trong thông thiên tháp ra. Nàng vừa mới suýt chút nữa đã bị mai táng, sinh cơ tiêu hao rất lớn, không hy vọng xa vời sẽ trực tiếp khôi phục, nhưng ít nhất phải tỉnh lại. Bọn hắn ở chỗ này dễ chịu, long tộc lại không thể bình tĩnh. Đó là cái quái gì? Vậy mà lại đang giúp cho bọn người thiên hậu khôi phục. Khương Phàm sôi trào lên ngập trời liệt diễm, quan sát Huyền Vũ Thái Tổ ở phía dưới. Thông khoái chút, hoặc là ngươi giết hắn, hoặc là thả hắn. Huyền Vũ Thái Tổ nói. Nếu như ta thả, ngươi có thể bảo đảm cái gì? Tạm thời ngưng chiến, các ngươi rút lui 10 vạn dặm. Ta không tin ngươi. Đừng nói nhảm, nói thẳng yêu cầu. Chờ toàn bộ tộc nhân của ta tập kết tới, chúng ta cam đoan an toàn, lại thả người. Các ngươi an toàn, sẽ còn thả người. Chúng ta không an toàn, tuyệt đối sẽ không thả người. Khương Phàm chậm rãi đung đưa cái đầu hư vô, quan sát đến Huyền Vũ Thái Tổ, cũng lưu ý lấy long tộc đằng đằng sát khí, suy nghĩ biện pháp phá cục. Nhưng, càng nghĩ, cưỡng ép cứu vớt chỉ sợ thật không có mấy phần hy vọng. Lực phòng ngự của Huyền Vũ dám xưng thứ 2 thiên hạ.
tuyệt đối không có ai dám xưng thứ nhất, huống chi Huyền Vũ Thái Tổ còn đến gần vô hạn bán đế. Muốn trực tiếp đối kháng cũng cực khó khăn, huống chi là đào ngu chính nguyên tử trong hư biển vô gia. Huyền Vũ Thái Tổ đoán được Khương Phàm đang động tâm tư, nó lập tức nhắc nhở. Hỗn độn tiểu tử thả khí hải mình ra, bây giờ nửa sống nửa chết. Chỉ cần một cái suy nghĩ trong đầu ta đã có thể nghiền nát hắn. Trước khi ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta khuyên ngươi. Nghĩ lại cho kỹ. Ngươi đường đường là Huyền Vũ Thái Tổ, luân lạc trình độ tới bắt con tin bảo mệnh. Chuyện phần thiên thần hoàng ngươi uy bức lợi dụ làm còn thiếu. Ngươi cũng đừng nhiều lời, hoặc là chờ tộc nhân ta tập kết, ta lập tức thả người, hoặc là ngươi trực tiếp khai chiến, nhìn xem Chu Tước Linh Văn ngươi, chống cự Huyền Vũ cùng Long tộc liên hợp như thế nào. Im ắng rằng co, để bầu không khí đặc biệt trở nên khẩn trương. Hai bên đều đằng đằng sát khí, nhưng cũng đều có kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, Ngao Lê đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nó giơ cái đầu to lớn lên, gào thét phá toái sơn hà. Ta đồng ý điều kiện của các ngươi, Bình Định Thương Huyền ngày, Xích Thiên Hoàng Thành cùng vạn dặm xung quanh, vĩnh viễn quy về các ngươi. Xích Thiên Hoàng Thành. Huyền Vũ Thái Tổ không hiểu ý tứ của Ngao Lê. Là Triệu Thanh Duẫn cùng tân thần Xích Thiên, Chu Phục Sinh, còn có Thái Uyên Thần Tôn. Trước đó bọn hắn đề nghị qua tại thế giới mới, nguyện ý dùng hợp tác đổi lấy quyền tự chủ Xích Thiên Hoàng Thành cùng vạn dặm cương vực xung quanh. Trước đó Ngao Lê rất khinh thường bọn người Triệu Thanh Duẫn, nhưng bây giờ cục diện phức tạp, nếu như có thể tính cả ba vị thần tôn kia, bọn chúng nơi này một lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần Huyền Vũ Thái Hư có thể kéo Khương Phàm lại, bọn chúng sẽ có thể phản kích, thậm chí là đổ sát mấy kẻ thiên hậu. Mà, nếu thật sự là đánh nhau, thiên hậu hẳn là sẽ trọng điểm chiếu cố mấy kẻ Triệu Thanh Duẫn kia, mà không phải Huyền Vũ am hiểu phòng ngự cùng Long tộc đặc biệt cường đại. Nói không chừng thiên hậu còn có thể phối hợp với thần linh không võ giết chết Triệu Thanh Duẫn. Cứ như vậy, cái gọi là ước định, chẳng phải không có ý nghĩa. Lập tức có thể lợi dụng bọn hắn, còn không cần thực hiện điều ước, giống như rất có lợi. Triệu Thanh Duẫn tới. Thiên hậu đã biết đây sẽ là tai họa ngầm, nhưng không nghĩ tới lại muốn hợp tác cùng Long tộc. Mụ già muốn nhúng tay từ bên ngoài thế giới mới. Sao Long tộc lại không có đồng ý? Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên cảm thấy lạnh người. Cao ngạo. Cổ thần lãnh đạm nói. Bọn hắn ở đâu? Bọn người Khương quỳ cưỡng để tinh thần, cảnh giác bầu trời vặn vẹo. Triệu Thanh Duẫn. Ngao Lê gào thét, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày lại muốn hợp tác cùng con người, nhưng đều đã đánh tới bây giờ, nhất định phải có kết quả, không thể cứ từ bỏ như vậy được. Ngươi có thể đi ra. Huyền Vũ Thái Tổ cũng dò xét năng lượng giữa trời đất. Ầm ầm. Khương Phàm bạo tạc trong nháy mắt, phải bắt được cơ hội tập kích Long tộc. Hắn huy động liệt diễm, cường quang rọi khắp nơi, lệ khí kinh khủng cùng sóng chiều hủy diệt cuồn cuộn khắp nơi. Ngươi dám? Hai tôn cửu thủ thiên long, ba tôn bát thủ thiên long, vần ở xung quanh Long tộc, toàn bộ nâng hai cánh, muốn lật tung thiên địa, vỡ vụn hư không. Ngươi dám? Huyền Vũ Thái Tổ mang theo chiến khu hư vô cuồng dã bước lên, nhấc lên hải triều, lay động mênh mông trời đất. Bên trong hải triều là Ngu Chính Uyên khô gầy như củi đang chìm nổi. Khương Phàm cưỡng ép át chế thế công, sôi trào liệt diễm, vắt ngang bầu trời. Cửu thủ thiên long, ngao tất cảnh cáo nói. Phần thiên thần hoàng, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Không gian thần tôn là rất mạnh, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Triệu Thanh Duẫn, ngươi hẳn là đã tới, đi ra đi. Ngao Lê gào thét thật lớn, đồng thời mang theo đội ngũ Long tộc thoáng di chuyển tới hướng Huyền Vũ Thái Tổ nơi đó. Huyền Vũ Thái Tổ càng phóng xuất ra hải triều thật lớn, cũng cung cấp bảo vệ cho Long tộc. Hai bên mặc dù không phải tử địch, nhưng cũng giống như quan hệ thúc địch, tuy nhiên bây giờ lại ăn ý tiến hành phối hợp. Một màn này rơi xuống trong mắt của bọn người thiên hậu, tất cả đều cau lông mày lại một cách nhỏ bé không thể nhận ra, Long tộc phối hợp cùng Huyền Vũ, gần như không thể hiểu nổi. Thời điểm hai bên tiếp tục giằng co, bọn người Triệu Thanh Duẫn đang nhanh chóng đi đường cũng đã nghe được tiếng gào thét quanh quẩn khắp nơi, lập tức tăng tốc, thẳng đến thế giới mới. Ngao Lê, Huyền Vũ Thái Tổ cực lực dò xét năng lượng từ phương Tây, rất nhanh đã nhận ra thần uy cuồn cuộn. Đến rồi. Bọn hắn nhao nhao đong đưa chiến khu, phát ra tiếng long ngâm thật lớn, khóa chặt bọn người Khương Phàm. Nhưng, để Long tộc cùng Huyền Vũ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Khương Phàm vừa mới đột nhiên bạo phát, tập kích cũng không phải thật sự là tập kích, mà là rút lui. Khương Phàm lợi dụng liệt diễm sôi trào, ánh sáng mãnh liệt,
ngưng tụ ra thủy tổ phân thân. Đông Hoàng Như Ảnh thì nắm lấy cơ hội, kích phát ra đạo ngấn không gian, trước tiên đã di chuyển chân thân Khương Phàm ra ngoài. Mục tiêu, Minh Tôn Sơn Mạch. Mục đích, săn giết. Lúc này Huyền Đàm cùng thủy tổ chủ nhân đang chiếm cứ ở bên trong mạch nước ngầm phía dưới Minh Tôn Sơn Mạch điều dưỡng, Huyền Mang tránh ra từ trong lồng giam hóa đá cũng đang yên lặng khôi phục. Số lượng lớn huyền vũ và hải thú của huyền vũ đại lục cùng hải vực, với các thủy tổ ngư đều chiếm cứ tại đây. Bọn chúng chưa bao giờ trải qua thảm liệt như vậy, thậm chí đánh tới cuối cùng còn bị ép thỏa hiệp cùng bọn người thiên hậu. Đây quả thật sự là cục diện trước đó không nghĩ tới. Cũng may bọn chúng cũng giết phế đi không ít cường giả, cũng coi như là cứu vãn danh dự. Trận chiến này tương đương với lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, Long tộc lại giết tới Chu Thiên Thần Điện rồi. Bọn chúng thật sự hiếu kỳ tình huống nơi đó, lại muốn phái cường giả đi qua. Nhưng, Huyền Đàm bị thương nặng, đang hấp thụ uy lực Sơn Hà chữa trị lỗ rách trong nội hải, thực sự không nên đi qua, Huyền Mang gần như nửa tàn, thậm chí dự định về đế tộc tu dưỡng, càng sẽ không đi qua. Thích hợp chỉ có thể là thủy tổ chủ nhân. Thủy tổ chủ nhân thì thật không muốn lại cử động. Hơn ngàn năm không có chiến đấu, thật vất vả mới phát huy một lần, kết quả rất không như ý muốn. Mấy vạn năm thủy tổ ngư liên hợp toàn diện hiếm thấy, lần đầu tiên chinh chiến tập thể, kết quả lại thảm tao trọng thương, ngay cả tân thần thật vất vả dùng hoàng nê đài kích phát ra tới đều đã chết. Bây giờ nó rất phiền muộn, rất đau đớn, kẻ nào đều không muốn đi. Nhưng, dung chuyển không ngừng liên tục kéo dài từ 3 vạn dặm truyền ra ngoài để Huyền Đàm cùng Huyền Mang cảm thấy kỳ quái càng cảnh giác, lại lặp đi lặp lại thúc giục thủy tổ chủ nhân đi qua. Rơi vào đường cùng. Thủy tổ chủ nhân chỉ có thể tự mình mang theo 2 con thủy tổ ngư thánh hoàng cảnh tiến về Chu Thiên Thần Điện dò xét tình huống. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì nhìn xong rồi trở lại. Nếu quả thật có ngoài ý muốn không tưởng tượng nổi, thủy tổ chủ nhân ở lại hiệp trợ thái tổ, lại an bài thủy tổ ngư trở về thông báo. Sau nửa giờ thủy tổ chủ nhân rời khỏi, ý thức bình tĩnh trong Huyền Đàm lại đột nhiên hoảng hốt, không tự chủ được mà hiện ra dãy núi vô tận, con sông lao nhanh, còn có đại dương mênh mông. Địa tầng thâm thúy, nhưng tình cảnh lại kịch biến ngay sau đó, dãy núi nứt gãy, đáy biển sụp đổ, sông thì mất khống chế, đại dương lại lật úp, như là toàn bộ thế giới đều lâm vào tai nạn vô tận. Sơn Hà đại táng, là Khương Phàm tới. Lúc này Huyền Đàm chờ cảnh giác, không chần chờ chút nào, ý thức lập tức cộng minh cùng mênh mông địa tầng, cộng minh cùng mạch nước ngầm mãnh liệt, cuồng dã tụ tập uy lực Sơn Hà mênh mông. Nhưng, Huyền Đàm lại lần nữa hoảng hốt. Ở giữa Sơn Hà phá toái lại xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy vạn. Mấy trăm ngàn, không có tận cùng, vô biên vô hạn. Bọn họ tràn ngập ở giữa trời đất, chìm nổi ở trong phế tích. Bọn họ có thể là thành kính quỳ lạy, có thể là nhấc tay chỉ lên trời, có thể là ôm cánh tay cầu nguyện. Lời cầu nguyện phiêu miểu mênh mông vô tận, tiếng thẩm phán im ắng thẩm thấu linh hồn. Giữa đất trời phá toái, sâu trong bóng người vô tận. Một tôn chu tước chậm rãi dâng lên, như là đại biểu ý chí chúng sinh, tiếp nhận lấy sát niệm thiên đạo. Cách hơn 1000 dặm, Khương Phàm khóa chặt, vô hạn Sơn Hà, trước tiên, đánh ra sát sinh tiễn xúc thế đã lâu. Oanh! Sát sinh tiễn đại biểu cho cơn tức giận của Thương Huyền cùng thẩm phán của chúng sinh, không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, bạo kích hơn 1000 dặm, đuổi giết Huyền Đàm. Huyền Đàm đã lĩnh ngộ vô hạn Sơn Hà rất thông thấu, nhưng nơi am hiểu hơn là tại Đại Dương. Mà nơi này thì lại là nội địa Thương Huyền. Khương Phàm cũng lĩnh ngộ thương sinh tạo hóa rất thông thấu, mà nơi này thì lại là Thương Huyền. Hàng tỷ dân chúng tụ tập đại hạ, gần mấy triệu tăng lữ cùng nhau cầu nguyện, đó là biển năng lượng của Khương Phàm. Ầm ầm, tại thời điểm Huyền Đàm điên cuồng tụ tập vô hạn Sơn Hà, sát sinh tiễn đã xuyên thủng 1000 dặm, bạo kích vô hạn Sơn Hà. Đối kháng trong chốc lát, cứ như là hàng tỷ chúng sinh quét ngang 1000 dặm Sơn Hà. Lít nhà lít nhít tan xương nát thịt, nhưng cũng không màng sống chết dễ như trở bàn tay. Sau khi Khương Phàm cường thế phóng thích thương sinh tạo hóa, hắn nhanh chóng kích phát bản thân, khôi phục thực lực, đồng thời mãnh liệt nhấc lên, đánh ra sát sinh tiễn. Một tiếng bạo hưởng, vang vọng đất trời, huyết quang vô biên, thần ma gầm thét, xiềng xích xiết chóc bao quanh liệp thần thương, cộng minh cùng pháp tắc xiết chóc của thế giới, hoành kích hơn 1000 dặm, truy tìm quỹ tích sát sinh tiễn, bạo kích Huyền Đàm. Giống. Huyền Đàm điên cuồng chống cự, cuối cùng vẫn bị sát sinh tiễn xuyên qua, mặc dù bị ngăn cản một bộ phận, nhưng mũi sát sinh tiễn này vẫn quá mạnh, lúc này thẩm phán linh hồn, hà triều cùng địa tầng bạo động ở xung quanh trong nháy mắt đã an tĩnh, nội hải rách dưới bình phục,
không chờ hắn khôi phục, liệp thần thương kinh khủng đã ầm vang giáng lâm. Bang, ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, vỡ vụn ngàn dặm địa tầng, liệp thần thương đâm vỡ mai rùa, vô tình đâm xuyên qua nó, sát lục cuồng chiều từ liệp thần thương như cơn gió lốc cuồn cuộn, cuồn cuộn tại nội hải huyền vũ, lần nữa xâm nhập linh hồn huyền đàm. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, kích thích tất cả hải thú xung quanh. Liệp thần thương, là Khương Phàm. Khương Phàm đến rồi. Huyền mang bừng tỉnh, mãnh liệt đong đưa chiến khu, nhưng... cái âm thanh, nghênh chiến, đến miệng kia còn không có phát ra tới, đã biến thành quả quyết lại điên cuồng. Tản ra. Sơn Hà, Đại Táng. Khương Phàm từ trên không trung mấy vạn mét chiếu nghiêng đại địa, như thiên thạch xẹt qua bầu trời, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ nện vào dưới mặt đất, oanh lên đầy trời đá vụn cùng bụi mù cuồn cuộn. Hắn không biết nơi đó có bao nhiêu cường giả, càng không biết tình huống nơi đó như thế nào, nhưng không quan trọng. Hắn chỉ cần cái truyền thừa giả của Vô Hạn Sơn Hà kia. Ầm ầm. Theo Khương Phàm va chạm, cùng Táng Diệt truyền thừa khởi động, một trận ba động mãnh liệt lấy điểm va chạm làm trung tâm lao nhanh dưới địa tầng rộng lớn, từ mấy ngàn dặm đến mấy vạn dặm. Địa tầng cứng rắn, yên lặng mạch nước ngầm đều nổi lên chân thực mà mãnh liệt gợn sóng. Nhưng gợn sóng tuôn ra đi qua sau một khắc, mãnh liệt về tuôn, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Khương Phàm chỗ địa khu. Lấy bán đế tên, xin mời thương thiên ý chỉ, Sơn Hà, Đại Táng. Thời điểm Sơn Hà Đại Táng cường thế khởi động, Vô Hạn Sơn Hà trong ý thức huyền đàm lại lần nữa bị kích phát. Đối kháng cách ngàn dặm minh mông, xúc động lẫn nhau truyền thừa, như là minh mông thiên đạo dung nhập vào trên người bọn họ. Nhưng, huyền đàm vừa mới bị chúng sinh tạo hóa đánh xuyên, bị liệp thần thương trọng thương, không chỉ có linh hồn suy yếu, mà ngay cả ý thức cũng đều hoảng hốt. Cho nên... Vô Hạn Sơn Hà cơ hồ không có phát huy ra tác dụng chống cự thì đã bị Sơn Hà Đại Táng toàn diện tan rã. Gần 10 vạn dặm sóng chiều Táng Diệt hội tụ đến ngàn dặm Minh Tôn Sơn mạch. Minh Tôn Sơn vừa mới bị qua chiến tranh tàn phá lại ầm vang chìm xuống, biến thành vùng đất tai nạn giống như luyện ngục. Tất cả hải thú, nhân tộc đều bị sóng chiều Sơn Hà kịch liệt nhấc lên mai táng, mục nát, khô héo, trong tuyệt vọng dãy giụa. Liền ngay cả Huyền Mang nửa tàn, Huyền Đàm trọng thương cũng song song hôn mê. Khương Phàm kéo Huyền Mang, Huyền Đàm và mấy ngàn thi hài vào Thông Thiên Tháp, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thế giới mới. Thế giới mới nơi đó, tầng mây đột nhiên biến thành màu đen, kịch liệt cuồn cuộn, biến thành vòng xoáy khủng bố, như là liên tiếp với cửu u thâm không thâm thúy, bên trong có ánh sáng luân hồi lấp lóe, có quỷ ngữ vô tận quanh quẩn. Triệu Thanh Duẫn, Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn xuất hiện. Cổ Tác Nhân cùng Đông Hoàng Như Ảnh lập tức cảnh giác, bởi vì ý thức của bọn họ đều xuất hiện đả kích cường liệt, nổi lên hình ảnh cửu u thâm không quỷ dị. Thiên Hậu cách rất xa tập trung vào thân ảnh thanh lãnh cao ngạo kia, cũng chính là tử địch kiếp trước, Triệu Thanh Duẫn. Nàng đã tiến tới thần linh cảnh. Tần Vị Ương mặc dù đã từ chỗ Khương Phàm nghe được một chút tình huống liên quan tới Triệu Thanh Duẫn, nhưng vẫn rất khó tiếp nhận nữ tử dã tâm bừng bừng tâm địa ác độc này lại thật bước vào thần linh cảnh tôn quý. Triệu Thanh Duẫn lạnh lùng nhìn Thiên Hậu cùng Tần Vị Ương, ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Như Ảnh và Cổ Tác Nhân, lần đầu tiên nàng có cảm giác kỳ diệu, giống như trong ý thức bị cưỡng ép nhét vào một ít hình ảnh thần bí. Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn cũng hơi nhíu mày, vậy mà thấy được Huyền Vũ Thái Tổ. Khương Phàm quả nhiên hung hãn, lại ép Long tộc liên thủ với Huyền Vũ rồi. Triệu Thanh Duẫn, hợp tác với chúng ta, vây bắt bọn người Thiên Hậu. Đây là cơ hội một lần duy nhất. Do Long tộc chúng ta cùng Huyền Vũ đế tộc liên hợp cam đoan. Chỉ cần các ngươi có thể giết Thiên Hậu, tương lai, Thương Huyền vĩnh viễn có lãnh địa của Xích Thiên Thần Triều các ngươi. Ngao Lê là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Muốn Xích Thiên, đây là cơ hội duy nhất. Bỏ lỡ lần này, mơ tưởng. Ta cuốn lấy nàng. Ý thức Cổ Tác Nhân kịch liệt hoảng hốt, như muốn bị thiên đạo khống chế, một loại chấp niệm mãnh liệt kích thích hắn đi đối kháng với nữ tử lãnh diễm phong hoa tuyệt đại kia. Thật muốn đánh sao? Cổ thần nhắc nhở Khương Phàm. Bọn hắn bên này thật không có bao nhiêu ưu thế. Khương Phàm, không để ý đến, tiếp tục quan sát Huyền Vũ đế quân. Phần Thiên Thần Hoàng, xem ra ngươi không mang Hỗn Độn tiểu tử đi được rồi. Huyền Vũ Thái Tổ một lần nữa cuốn Ngô Chính Nguyên vào trong biển hư vô, khóa chặt Khương Phàm. Thái hư cổ long, chỉ cần không chết thì lập tức xốc lại tinh thần cho ta, phối hợp với cửu thủ thiên long, ứng phó hư không thần linh kia. Ngao Lê nhắc nhở các thái hư cổ long tàn phế phía sau. Ngao anh lão tổ đâu?
Hai tôn cửu thủ thiên long quan sát hư không, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy, trước tiên thu thập toàn bộ Khương Phàm và những thần tôn kia. Thời khắc hỗn chiến mẫn cảm đang hết sức căng thẳng, Sơn Hà Đại Táng trùng kích đến từ Minh Tôn Sơn nơi đó đã chuyển đến nơi này, lập tức khiến cho bọn chúng cảnh giác. Huyền Vũ Thái Tổ cảnh giác trước nhất, mạch nước ngầm trong lúc bất chợt gần như khô kiệt, nhanh chóng kéo về Minh Tôn Sơn nơi đó, mà năng lượng địa tầng lại bị rút ra hầu như không còn, như là phong hóa. Mà nó lại có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng dưới địa tầng cùng mạch nước ngầm không phải biến mất, mà là hội tụ tới phía Minh Tôn Sơn. Xảy ra chuyện gì? Cổ thần và đám người âm thầm khẩn trương, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn hắn thật không chịu đựng nổi nữa. Hẳn là đã bắt được. Thiên hậu nói nhỏ. Bắt được cái gì? Tần Vị Ương không hiểu nàng có ý gì. Giả. Giả. Cái gì giả? Phân thân. Ai phân thân? Đám người thoáng trầm mặc, thở phì phì nhìn về phía Chu Tước đang quan sát ở không trung, sợi dây nào đó trong đầu giống như bỗng nhiên bị kích thích xuống. Thủy tổ phân thân. Đây là giả. Khương Phàm đuổi giết Minh Tôn Sơn rồi. Chuyện khi nào? Bọn hắn liên tiếp nghĩ đến thời điểm Ngao Lê gọi Triệu Thanh Duẫn, vào thời khắc ấy giống như Khương Phàm có hơi, xúc động, một chút. Chẳng lẽ chính là thời điểm khẽ run rẩy đó, chạy. Bọn hắn hoảng hốt một lát, lại đều thật sâu hít một hơi. Tiểu tổ tông của ta ơi, quá lợi dụng thời cơ đi, đây đều là hai đời chinh chiến giết ra tới kinh nghiệm sao. Khi Ngao Lê gọi Triệu Thanh Duẫn, bọn hắn chỉ là nghĩ tới cảnh giác cùng khẩn trương, là tìm kiếm khắp nơi. Vậy mà Khương Phàm lại có thể tính toán ra chiến thuật trong nháy mắt, nguy hiểm biến thành kỳ ngộ. Minh Tôn Sơn mạch xảy ra chuyện. Huyền Vũ Thái Tổ không hiểu gì mà khẩn trương lên. Đừng quản Minh Tôn Sơn gì cả, người ngăn chặn Khương Phàm, những chuyện khác giao cho chúng ta tới thu thập. Ngao Lê quét đôi mắt rồng to lớn nhìn Thiên Hậu cùng mấy tôn thần linh bên cạnh nàng. Mặc dù khí tức khôi phục không ít, nhưng kém xa trạng thái toàn thịnh, hẳn là bọn chúng có thể đánh tan từng kẻ, cho đến vây giết toàn bộ. Không đúng. Huyền Vũ Thái Tổ nhìn chằm chằm Chu Tước ở trên không trung, sao tên kia lại vẫn trầm mặc? Cái gì không đúng? Ngao Lê cũng thuận ánh mắt của nó, nhìn phía bầu trời. Sau một lát, Thủy Tổ phân thân. Huyền Vũ Thái Tổ cùng Ngao Lê đột nhiên biến sắc, gầm thét động trời. Chờ một lúc nữa gặp lại. Đông Hoàng Như Ảnh vẫy tay một cái, đạo ngấn hoành kích, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một người xung quanh, không đợi đám người kịp phản ứng. Toàn bộ đều bị kéo vào thâm không, bao gồm cả thủy tổ phân thân. Từ sau khi Khương Phàm rời khỏi, nàng đã bắt đầu bí mật biên chế đạo ngấn hư không, bảo đảm khi bại lộ có thể tạm thời rút lui. Không không không. Huyền Vũ Thái Tổ cuồng nộ, khống chế hải triều ngập trời, lao thẳng đến Minh Tôn Sơn. Hỗn đản xảo quyệt. Bọn Ngao Lê cũng biết mình bị chơi xỏ, lập tức đuổi theo Huyền Vũ Thái Tổ, phóng tới hướng Bắc. Đám người Triệu Thanh Duẫn còn không hiểu rõ ràng tình huống. Nhưng cũng vội vàng đi theo. Không lâu sau đó, Khương Phàm dương cánh lăng tiêu, cuồng sông giữa chân thực cùng hư vô, gặp phải hải triều oanh oanh liệt liệt kéo lên phía bắc. Phần Thiên Thần Hoàng, người đã làm gì? Huyền Vũ Thái Tổ thác hải gầm thét, chiến khu hư vô đều nổi lên gợn sóng, tràn ngập ra uy lực vô cùng mênh mông nặng nề. Thấy không rõ lắm sao? Nhìn kỹ một chút. Khương Phàm tụ tập liệt diễm đầy trời, hiện ra liệp thần thương vắt ngang trước mặt. Mặt ngoài liệp thần thương lượn lờ huyết quang, thần ma gào thét, dưới sự khống chế của Khương Phàm mà nghiêng nâng trời cao, mà tại đỉnh liệp thần thương, thình lình cắm một tôn Huyền Vũ đổ máu. Huyền Đàm. Huyền Vũ Thái Tổ nổi giận, cuồng dã đạp động hải triều, hận không thể bổ nhào qua. Trước đó chính là lo lắng Huyền Đàm, bị ép thỏa hiệp cùng Khương Phàm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi xuống trên tay Khương Phàm. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết nắm chắc, con rùa già. Khương Phàm cố ý nghiêng nâng Huyền Đàm, thôi động lên liệt diễm, rất có tư thế thiêu nướng con rùa. Những tộc nhân còn lại đâu? Huyền Vũ Thái Tổ tức giận không kiềm chế được, thân thể run rẩy kịch liệt, hải triều xung quanh như cuồng phong bạo vũ dưới hải dương, nổi sóng chập trùng, sôi trào mãnh liệt. Chết! Khương Phàm lạnh lùng nói. Giống, hống hống hống. Huyền Vũ Thái Tổ không ngừng hét lớn, phát tiết cơn tức giận cùng sát ý của mình. Đám Ngao Lê âm thầm hồi hộp. Chỉ đội của Huyền Vũ Đại Lục cùng Huyền Vũ Hải Vực đều đã chết. Mẫu thân nó, đây là, tận diệt rồi. Bầu trời cuồn cuộn, đạo ngấn rơi xuống giống như màn mưa. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo bọn người Thiên Hậu lần lượt xuất hiện, nhìn thấy Huyền Vũ trên đỉnh Liệp Thần Thương, đều âm thầm phấn chấn.
Khương Phàm nhận táng diệt của bọn người như ảnh trùng kích, ý thức thoáng hoảng hốt, rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng, Khương Phàm đột nhiên cảnh giác, trong táng diệt truyền thừa vừa mới hoảng hốt giống như nhiều hơn thứ mới. Triệu Thanh Duẫn, hẳn là luân hồi đại táng. Đông Hoàng như ảnh rơi xuống trên lưng Khương Phàm, tiếp tục nắm đạo ngấn hư không trong tay, sâu chuỗi lấy tất cả mọi người. Khương Phàm ngắm nhìn bóng người từ từ theo vào ở phương xa, thấy được Triệu Thanh Duẫn. Luân hồi đại táng. Là bởi vì Thái Âm Thần Viêm cùng U Minh Địa Ngục sao? Trách không được có đảm lượng tiếp Phong Đô Quỷ Chủ. Khương Phàm nhìn Triệu Thanh Duẫn càng ngày càng gần, cánh phải nhấc ngang liệt hỏa hừng hực, chỉ qua phía xa. Ngươi dám nhúng tay, ta làm thịt ngươi. Triệu Thanh Duẫn dừng ở nửa đường, đôi mắt không hề bận tâm có chút run lên, tay ngọc trong tay áo giữ lại cùng một chỗ. Đầu của hắn thế nào? Chu Phục Sinh lại âm thầm kinh hãi, tập trung vào cái đầu gần như hư vô trong liệt diễm cuồn cuộn. Quy hư, hắn bắt đầu nhìn trộm ảo diệu bán đế. Thái Uyên Thần Tôn hồi hộp, đây là chuyện khi nào? Hắn vậy mà đã cường hãn đến loại trình độ này. Trách không được Huyền Vũ Thái Tổ cùng Long Tộc hội hợp với nhau. Thương Thiên bị mù mắt sao? Còn chê hắn tai họa Thương Huyền không đủ triệt để. Mặt Chu Nguyên Bá lộ ra vẻ hung ác. Ngàn năm trước phần thiên thần hoàng chính là sau khi Sơ Khuy bán đế cưỡng ép đạp lên đăng thiên kiều. Kiếp này vậy mà lại chạm đến loại cảnh giới giống như cấm kỵ này. Khương Phàm không tiếp tục để ý tới Triệu Thanh Duẫn, thao túng thủy tổ phân thân bên dưới bắt lấy Huyền Đàm phía trên liệp thần thương, nắm lấy rằng co với Huyền Vũ Thái Tổ. Ý đồ rất rõ ràng, bất cứ lúc nào có thể nổ chết. Huyền Vũ Thái Tổ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ta cùng ngươi trao đổi, nhưng không chỉ là Huyền Đàm. Còn có tất cả bọn người Huyền Mang. Ngươi nằm mơ đi, một cái đổi một cái. Ngươi quay đầu hỏi một chút thiên hậu bên cạnh ngươi. Trước đó chúng ta làm giao dịch, là con tin trao đổi toàn bộ. Vậy khẳng định là ngươi càng hy vọng giao dịch, không thể không làm ra thỏa hiệp. Đừng có lại nói nhảm với ta đưa Huyền Đàm cho ngươi, ngươi đưa Ngưu Chính Uyên cho ta. Nếu không ta tế sống luyện thành đan toàn tộc ngươi ở ngay trước mặt ngươi. Giao toàn bộ bọn hắn cho ta. Có thể cân nhắc, rời khỏi Thương Huyền. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Khương Phàm đột nhiên cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng ngạo, sau đó đột nhiên dừng, sát ý như thủy triều, lạnh lẽo nhìn gần Huyền Vũ Thái Tổ. Rời khỏi Thương Huyền, người đây là đang bố thí. Con rùa già, cục diện thay đổi, trừng to mắt thấy rõ ràng cho ta. Ầm ầm, thiên tháp lay động mãnh liệt, tăng vọt đến ngàn mét, nương theo tiếng vang ù ù. Từng lồng da màu đen ẩm vang mở ra, vung ra trấn áp thần hồn. Tiết Thiên Sóc, Tiết Vân Đình, Cửu Cực Thần Tôn, Thiên Mệnh Thần Tôn, Tinh Túc Thần Tôn, Lý Tư, Doanh Lưu, Kiếp Thiên Thần Tôn, Lăng Tiêu Chiến Thần, Hoa Thiên Chiến Thần, Bá Thiên Chiến Thần. Tổng cộng 11 vị thần linh. Linh hồn của bọn chúng đang gầm thét, chửi mắng, cũng đang giãy giụa. Một màn rung động lòng người để Huyền Vũ Thái Tổ cùng Ngao Lê đều cảm nhận được hồi hộp. Đây là liên quân nhân tộc. Bị tiêu diệt hết sao? Bọn người Chu Phục Sinh đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, con mắt trừng lớn, tim đập rộn lên, khó mà tự tin nhìn qua một màn kinh khủng kia. Bọn người cổ thần đều trừng to mắt, thậm chí còn khoa trương đưa tay đếm kỹ từng cái từng cái. Khương Phàm gáy to trời cao, gầm thét toàn trường. Liên quân nhân tộc đã gặp đồ sát, Bạch Hổ đế tộc toàn diện tan tác, Hắc Ma đế tộc khốn tại Tây Bắc, Huyền Vũ đế tộc các ngươi. 10 không còn một, còn rời khỏi Thương Huyền. Ngươi bây giờ hoặc là chạy ra Thương Huyền, lùi về hang rùa của ngươi, hoặc là... Khương Phàm không tiếp tục nói, nhưng sát phạt thảm liệt, âm thanh lạnh lẽo đã minh xác cho ý tứ chết. Cục diện bỗng nhiên khẩn trương. Ngay cả Ngao Lê đều lần đầu tiên cảm nhận được hàn ý. Tên điên này làm sao làm được, lại chu diệt liên quân nhân tộc. Tất cả liên quân nhân tộc đều là phế vật sao, coi như Khương Phàm Sơ Khuy bán đế. Cho dù có thần cấp không võ phối hợp, cũng không trở thành bị tàn sát 11 vị. Chẳng lẽ không có thiên quân đại thần tôn, nhân tộc cái gì đều không làm được sao? Bạch Hổ đế tộc toàn diện tan tác là có ý gì, Hắc Ma đế tộc bị nhốt Tây Bắc lại là ý tứ gì? Đại chiến Thương Huyền rõ ràng là bọn hắn chinh phạt Khương Phàm, làm sao biến thành như thế này? Rút lui! Cái suy nghĩ hỏng bét này lần đầu tiên thoáng hiện trong đầu tất cả yêu thú. Bọn hắn không chỉ e ngại Khương Phàm cường thế, càng vội vàng muốn làm rõ ràng tình huống, Tây Bắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khương Phàm sôi trào liệt diễm, lệ khí tràn ngập vô biên, tiếng gáy to giữa thiên địa.
con rùa già, giao ngu chính uyên cho ta, có bao xa liền cút bấy xa. Chu Thiên Thần Kiếm đang ở chỗ ta, trao đổi một tôn huyền vũ. Ngao Lê mở miệng, phun ra Chu Thiên Thần Kiếm phong cấm trong cơ thể. Chu Thiên Thần Tôn hy sinh, linh hồn tần thế võ tế hiến tặng cho Chu Thiên Thần Kiếm, nhưng... chết rồi. Thiên Hậu ở bên cạnh Khương Phàm nói nhỏ. Khương Phàm kéo căng móng vuốt, căm tức nhìn Ngao Lê. Ngao Lê không sợ lửa giận Khương Phàm. Nhất định phải là thần cấp huyền vũ, nếu như ngươi không có, vậy thì xin lỗi. Khương Phàm cắn răng, phóng xuất ra huyền mang nửa sống nửa chết từ trong thông thiên tháp. Long tộc, toàn bộ đến bên cạnh ta. Huyền Vũ Thái Tổ nhìn Ngao Lê, chống lên phòng ngự mạnh nhất, 13 đạo bình chướng hư vô giống như 13 phiến đại dương mênh mông tầng tầng lớp lớp vần quanh đến xung quanh. Long tộc cảnh giác di chuyển, tụ tập đến xung quanh nó, bị 13 tầng bình chướng bảo vệ, thuận tiện giao Chu Thiên Thần Kiếm cho Huyền Vũ Thái Tổ. Chúng ta, bọn người Chu Phục Sinh không nghĩ tới vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này lại sẽ có cục diện như hiện tại. Triệu Thanh Duẫn xa xa nhìn Khương Phàm. Sâu thẳm trong đôi mắt lóe ra ý lạnh, đầu ngón tay vung lên, mang theo đám người lui về cửu u thâm không. Cục diện thương huyền phát triển vượt qua mong muốn, nàng cần một lần nữa cân nhắc đối sách. Trao đổi con tin, riêng phần mình lui lại. Không nên ép ta, ta phòng ngự toàn diện, ngươi không đánh tan được. Nếu thật muốn ngươi chết ta sống, ngươi nhìn đám tàn binh bại tướng phía sau ngươi có thể chả có thể sống mấy tên. Huyền Vũ Thái Tổ khống chế hải triều. Nhắc lên Ngô Chính Uyên yếu ớt không chịu nổi cùng Chu Thiên Thần Kiếm yên lặng đi về phía trước. Kết thúc đi, trao đổi. Thiên Hậu nhắc nhở Khương Phàm. Bọn hắn bên này xác thực quá mệt mỏi, yêu đồng trị liệu chỉ là làm dịu, không đến mức đã khôi phục một chút. Khương Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Vũ cùng Long tộc, trong đầu hư vô khuấy động sát phạt thảm liệt, lệ khí như thủy triều. Huyền Vũ cùng Long tộc đều sẵn sàng trận địa đón địch, sôi trào sát ý. Nếu phần Thiên Thần Hoàng thật sự chấp nhất tái chiến, bọn hắn liều mạng. Thời gian như ngưng kết, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Thật lâu, thật lâu. Khương Phàm chậm rãi thu liếm liệt diễm. Đổi. Thủy Tổ phân thân khống chế huyền đàm cùng huyền mang, từ từ về tới gần phía trước. Huyền Vũ Thái Tổ không dám thư giãn, tiếp tục cảnh giác, thật sợ tôn Thủy Tổ phân thân kia đột nhiên tự bạo, nổ chết huyền đàm cùng huyền mang, lại nhấc lên tiếng kèn chiến tranh. Bọn người Ngao Lê ra hiệu lẫn nhau, nghiêm phòng Khương Phàm thừa cơ đột kích. Thủy Tổ phân thân cùng hải triều mãnh liệt đi về phía trước, dần dần đụng vào nhau, lửa cùng biển va chạm tràn ngập ra nồng đậm hơi nước. Ngắn ngủi giằng co, hai bên đồng thời từ bỏ mục tiêu, trong thời gian ngắn nhất tiếp được con tin lẫn nhau, sau đó nhanh chóng lui về. Trận chiến đầu tiên, đến đây là kết thúc. Trận chiến thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Phần Thiên Thần Hoàng, chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau khi Huyền Vũ Thái Tổ mang về huyền đàm cùng huyền mang, điều khiển hải triều cảnh giác lui lại. Có bảo bối gì áp đáy hòm, toàn bộ mang tới đây. Khương Phàm thu hồi Ngô Chính Uyên cùng Chu Thiên Thần Kiếm, không còn kiên trì. Giết Huyền Vũ, bất cứ lúc nào đều có thể, nhưng Ngô Chính Uyên thật không thể chết ở trước mặt hắn. Huyền Vũ cùng Long tộc rút lui về phía sau rất chậm, cũng rất cảnh giác, thẳng đến không cảm giác được khí tức Khương Phàm, mới nhanh chóng lên phía bắc, muốn tìm Bạch Hổ đế tộc. Càng phải nhìn nhân tộc rốt cuộc như thế nào. Về phần Thủy Tổ chủ nhân, thời điểm Sơn Hà Đại Táng diễn ra đã nhanh chóng chui vào địa tầng, tiềm ẩn thật sâu, không dám lộ diện. Sau khi Khương Phàm xác định bọn người Huyền Vũ rời khỏi, nhanh chóng trở về thế giới mới, vội vàng muốn biết tình huống mỗi người. Bọn người Thiên Hậu lần lượt thở phào, cơ hồ sụi lơ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt ảm đạm, lòng tràn đầy bi thương. Ác chiến giai đoạn đầu tiên tuyên bố kết thúc, mặc dù nhân tộc tan tác, Bạch Hổ trọng thương, Huyền Vũ cùng Long tộc rút đi, bọn hắn miễn cưỡng xem như gánh vác, nhưng... bọn hắn trả ra cái giá, quá lớn. Kiều Vô Hối, Thái Âm Ngọc Thố, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Hỗn Độn Linh Hầu, Lý Dần đều chỉ còn lại hồn phách cùng thân thể tàn phế lộn xộn. Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, Đại Vương đám người cơ bản bị phế. Dạ An Nhiên hy sinh thế giới ngũ hành bỏ bao công sức ngưng tụ mấy chục năm. Lan Nạc vỡ vụn thân thể. Linh hồn gửi lại hư thiên kính. Thiên Hồ Thánh Vương liên tục tổn hại 5 cái mệnh, chỉ còn một đầu, suy yếu sắp chết. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Lan Độ, Khương Bá, Kim Hống, Kiều Linh Vận, Phượng Bảo Nam, Kiều Vạn Niên, Yến Khinh Vũ, Độc Cô Kiếm Ma, số lượng lớn đồng bạn chiến tử. Địa ma thụ thảm tao tách rời, lâm vào hôn mê chiều sâu. Chu Thanh Thọ,
Hàn Ngạo đều bị Hỗn Thiên Linh bảo vây khốn linh hồn. Về phần Chu Thiên Thần Điện, chỉ đào ra giải rác hơn 10 người sống sót từ trong địa tầng. Gần như toàn diệt. Đám yêu thú thế giới mới thương vong thảm trọng. Lân trùng hư không cơ hồ diệt tộc. Đằng xa, Đào Ngột, Thương Loan, các thánh hoàng cùng thần linh cơ hồ toàn bộ chiến tử. Thực lực tổng hợp suy bại một nửa đỉnh phong. Tóm lại, thảm liệt, vô cùng thảm liệt. Sau khi Khương Phàm đơn giản tìm hiểu tình hình, chịu đựng bi thống, mang lên thế giới mới vạn dặm, xâm nhập hư không, tìm xí thiên giới cất giấu. Sau khi tìm tới xí thiên giới, còn muốn di chuyển lên Tây Bắc, gấp rút tiếp viện thôn Thiên Ma Hoàng nơi đó. Tây Bắc Bộ, thôn Thiên Ma Hoàng chờ Dương Biện đến, nhưng không có đợi đến Hắc Ma tộc lên phía Bắc. Hắc Ma tộc lúc mới bắt đầu nhất đúng là đang nhanh chóng lên phía Bắc, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, sau khi chạy trước thì phát hiện đầu nguồn bạo tạc trước đó không có động tĩnh, nên thoáng thả chậm tốc độ, sau khi phát giác được khuynh hướng trung vực bạo phát năng lượng to lớn trùng kích Khương Phàm cùng Bạch Hổ đế tộc đối kháng, sau đó thay đổi phương hướng. Khi thôn Thiên Ma Hoàng phát hiện không hợp lý, thời điểm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, Hắc Ma đế tộc cùng Bạch Hổ đế tộc gặp nhau. Hắc Ma Bạch Hổ không có kết minh, thậm chí đều không có chân chính gặp mặt, chỉ là cách rất xa rằng co một trận. Bạch Hổ đế tộc lập tức xuôi nam, Hắc Ma đế tộc xa xa đuổi theo. Ngày mùng 8 tháng 10, sau 5 ngày cuộc chiến thế giới mới kết thúc, Hắc Ma đế tộc cùng Bạch Hổ đế tộc xuôi nam gặp Huyền Vũ đế tộc cùng Long tộc cùng rút lui lên phía Bắc. Thẳng đến lần này, Cao Ngạo đế tộc rốt cuộc cũng bỏ đi tôn nghiêm, tiến hành một lần chạm mặt. Nhân tộc tổng cộng bao nhiêu thần tôn, lại bị phần thiên thần hoàng săn giết 11 vị. Các ngươi đều cách 20-30 vạn dặm nghe được bạo tạc. Lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liên quân nhân tộc tập thể vây bắt, làm sao có thể bị săn giết từng người? Coi như phần thiên thần hoàng mang theo một không gian thần tôn, nhưng Bắc Thái hỗn loạn, Thái Sơ chôn vùi, cái nào không thể nào phá hủy không gian. Bọn hắn còn có võ thần đảo, còn có tinh túc thần điện. Khẳng định là có chuyện chúng ta không tưởng tượng nổi phát sinh. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Hắc Ma Hoàng, Ngao Lê, còn có Ngao Anh phá toái hư không trở về đại đại lục mình gom lại cùng một chỗ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhân tộc liên quân tan tác, kia vốn nên là liên minh chinh chiến mạnh nhất lại gặp phải tan tác thảm thiết nhất. Mặc dù nhân tộc cường hãn kém xa yêu tộc bọn hắn, nhưng đều có thần khí cường đại. Hơn 10 vị thần tôn hơn 10 vị thánh hoàng liên hợp lại, xem như hao tổn cũng có thể mài chết Khương Phàm. Huyền Vũ Thái Tổ nói, phần thiên thần hoàng nếu có thể săn giết 11 vị thần tôn, thánh vương thánh hoàng khẳng định chưa thả qua mấy người. Không có gì bất ngờ xảy ra, những con tin kia hẳn là sẽ bị dùng để bồi dưỡng thánh hoàng thậm chí là tân thần, lần sau gặp phải, bọn hắn hẳn sẽ càng mạnh. Ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, cùng nhau ứng phó Khương Phàm. Hắc Ma Hoàng nói, nếu muốn liên hợp, thì toàn bộ liên hợp, đừng lại cho phần thiên thần Hoàng cơ hội. Ta đề nghị, triệu tập lại những thần tôn nhân tộc may mắn còn sống sót kia. Bạch Hổ Thiếu Hoàng lạnh lùng nói, huyết ma tộc đâu? Hắc Ma Hoàng nói, ta sắp xếp người đi qua liên hệ, bọn hắn nguyện ý tới thì tới. Ngao Anh bị nát ba cái đầu, còn bị lưu vong hư không, đầy ngập lửa giận. Đều nắm chặt thời gian khôi phục. Chờ tụ sau khi họp lại lùng bắt thế giới hỗn độn, phải một mẻ hốt gọn bọn hắn. Ngao Lê, Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên đối đầu long thần mạnh nhất cự long tộc. Long tộc các ngươi không có cất giấu long thần chứ? Ánh mắt Ngao Lê có chút run lên. Ngươi có ý gì? Long tộc các ngươi mặc dù coi trọng một cân bằng, nhưng gặp được cự long tiềm chất đặc biệt mạnh, cũng sẽ giấu đi bí mật bồi dưỡng. 30.000 năm, lấy tiềm lực cự long tộc, không có xuất hiện một cái. Xuất hiện qua một cái, một vạn năm trước, chết. Ngươi quên rồi. Mắt Ngao Lê lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Huyền Vũ Thái Tổ. Lúc ấy cự long tộc bí mật nuôi dưỡng một vị bán đế tiềm lực cực lớn, thành công lừa gạt được tất cả đế tộc, thẳng đến khi đưa đến Đăng Thiên Kiều cùng ngày mới bị phát giác. Nhưng cho dù là giữ bí mật như thế này, cuối cùng vẫn bị các đế tộc cưỡng ép quấy nhiễu, hủy diệt với thiên phạt. Lúc đó, xuất lực lớn nhất chính là Huyền Vũ đế tộc. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Vũ Thái Tổ mấy ngàn năm đều không có dám hoàn toàn hư hóa, bởi vì hắn biết, chỉ cần lên trời, long tộc thế tất ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không có ý gì khác, đế quân bất diệt, tất cả đế tộc không cho phép sinh ra vị đế quân thứ hai. Nhưng bây giờ thế cục thay đổi, nếu giấu ở trong tộc chờ đợi tử vong, còn không bằng đến thương huyền chinh chiến.
Người cảm giác mình giết không chết phần thiên thần hoàng. Hắn chỉ là sơ khuy bán đế mà thôi, người đã đến gần vô hạn bán đế. Ngữ khí Ngao Lê hung ác, đầu từ từ ngả vào trước mặt Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ, từ từ khôi phục, trở lại đỉnh phong, tin tưởng chính ngươi, có thể làm được. Huyền Vũ Thái Tổ nhìn hắn không lộ đáy, cũng không cần phải nhiều lời. Ngao Anh liếc nhìn Bạch Hổ Thiếu Hoàng trước mặt. Thái Tổ ngươi phụ trách phòng ngự, vị Thiếu Hoàng này phụ trách tiến công. Phòng ngự mạnh nhất, phối hợp thế công mạnh nhất, phần thiên thần hoàng. Sống không được. Sau khi thương nghị ngắn ngủi, bọn chúng quyết định liên hợp đóng quân, tinh hải rừng rậm, tại Tây Bắc Trung Vực, tu dưỡng điều chỉnh, tận hết khả năng khôi phục thực lực, đồng thời liên hệ nhân tộc tan tác cùng huyết ma tộc. Tại thời điểm yêu tộc muốn liên hệ huyết ma tộc, huyết ma đế tộc sớm tại ngày mùng 3 tháng 10 đã đột nhiên rút lui, dưới tình huống man hoang chiến tộc không có chút nào chuẩn bị, sông ngang hơn 10 vạn dặm, trở lại Vĩnh Sinh Chi Hải. Man hoang đế tộc muốn truy kích, nhưng phát hiện khí tức huyết ma đế quân khủng bố giữa mãnh liệt hải triều. Huyết ma đế quân, man hoang đế tổ thức tỉnh trong tổ từ. Có phải hắn, phát hiện đến cái gì hay không? Nếu không phải vậy tại sao muốn rút lui? Man thiên cương cảnh giác. Nếu như tin tức đế tổ bại lộ, hậu quả không dám tưởng tượng. Đại chiến thương huyền vô cùng có khả năng trực tiếp từ thần chiến tăng lên tới đế chiến. Không cần khẩn trương, huyết ma đế quân không dám vào đây. Man hoàng đế tổ có chút tiếc nuối, vậy mà để đám ma hoàng kia chạy mất. Tuy nhiên, hắn cũng không tin đám ma hoàng vĩnh viễn không vào thương huyền, dù sao cuộc chiến thương huyền vừa mới bắt đầu, khoảng cách kết thúc còn muốn 3-5 năm. Vậy chúng ta bây giờ chỉnh đốn, cần trợ giúp bọn người phần thiên thần hoàng không? Điều kiện chúng ta trao đổi ngăn chặn huyết ma đế tộc 3 tháng. Cái khác không liên quan cùng chúng ta. Man thiên cương lĩnh mệnh, cung kính rời khỏi tổ tư. Tân Hải, đông bắc thương huyền, một đôi huyết nhãn giống như yêu nguyệt đang vặn vẹo lơ lửng ở giữa thiên hải, bên trong giống như huyết sắc thế giới chân thực, có huyết hải cuồn cuộn, có đảo máu lơ lửng, càng có huyết linh ẩn hiện. Huyết ma đế quân, đích thân tới thương huyền. Từ sau khi Côn Lôn cuộc chiến kết thúc, hắn đang quan sát đến tình huống man hoang cổ địa. Chỉ là khoảng cách quá xa, năng lượng pháp trận cổ thành cũng càng ngày càng mạnh, từ đầu đến cuối quấy nhiễu hắn dò xét. Lần này vây bắt man hoang cổ thành, mục đích là phá toái pháp trận nơi đó, để cho hắn tra xét rõ ràng ma hoàng thần bí kia. Kết quả, vẫn không thể nào công phá. Là hắn điều động ma hoàng không đủ mạnh. Không thể nào. Man hoang cổ thành mặc dù hung danh hiển hách, từ hậu kỳ hồng hoang truyền thừa đến nay, lù lù bất động, sừng sững không ngã, nhưng trăm vạn năm qua đã vô cùng suy yếu. Trước đó vài chục năm trải qua nhiều lần ác chiến đều lung lay sắp đổ, bây giờ đột nhiên có thể gánh vác rồi. Kia cũng không phải nhiều thêm một vị ma hoàng, tập kết bao nhiêu cường giả, bố trí bao nhiêu pháp trận có thể làm được. Chỉ có một khả năng, ma hoàng đột nhiên xuất hiện khẳng định ẩn giấu bí mật càng lớn, mà thực lực đã vô cùng cường đại. Cho nên, huyết ma hoàng bí mật hạ lệnh, phá toái man hoang cổ địa, tìm kiếm đế huyết song đế đã từng còn sót lại. Hắn không thể nào cách đại lục mênh mông mà triệu hoán tới những đế huyết đã dung nhập địa tầng, nhưng có thể dò xét đến những đế huyết kia. Còn ở đó hay không? Quả nhiên, không có ở đây. Trăm vạn năm trước khi song đế chết dùng sinh mệnh lưu lại đế huyết ấn ký, vậy mà toàn bộ biến mất. Sạch sẽ, một giọt đều không thừa. Bị làm tan, không thể nào, lấy năng lực huyết ma đế quân hắn, dù lưu lại một tơ một hào đều có thể phát giác ra được. Tôn kia ma hoàng vậy mà có thể rút ra toàn bộ đế huyết. Làm sao hắn làm được? Không, làm sao hắn dám làm như vậy? Đối với man hoang chiến tộc mà nói, hai tôn đế quân không thể nghi ngờ là người tạo nên bọn hắn, thần thánh mà tôn quý, không thể xâm phạm. Đối với man hoang cổ địa mà nói, hai tôn đế quân lưu lại đế huyết là cơ sở kéo dài man hoang phát triển cùng thịnh vượng, không cho sơ thất. Ngươi, rốt cuộc là ai? Huyết ma đế quân trong lúc đó bất chợt có suy đoán, đoán ra thân phận để hắn khó có thể tin, cũng vô pháp tiếp nhận. Hoặc là, chính là hắn. Hoặc là, liên quan cùng hắn. Sau khi huyết ma đế tộc toàn bộ rút khỏi thương huyền, huyết ma đế quân nhắm lại, huyết nhãn. Hắn muốn trở về huyết ma đại lục, sưu tập tất cả tư liệu liên quan tới man hoang đế tộc kỹ lưỡng hơn mà các tộc còn sót lại, không chỉ là gần đây, còn muốn càng xa xưa. Những tư liệu phủ bụi kia có lẽ có thể cho hắn một đáp án xác thực. Ngày 10 tháng 10, bọn người Khương Phàm tìm được xí thiên giới ẩn núp bên trong thâm không.
không cần nhiều lời, trong lúc ủy thác xí thiên giới di động hướng về Tây Bắc, đồng thời, Khương Phàm nắm chặt thời gian phối hợp cùng bọn người đan hoàng, điên cuồng tinh luyện thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết. Bá Thiên Chiến Thần cùng Tiết Thiên Sóc đã bị Khương Phàm luyện hóa, nhưng còn có Tiết Vân Đình mấy người cùng Thiên Yêu Thần Tôn bọn người thiên hậu săn giết, tổng cộng thần huyết cùng thần cốt của 10 tôn thần linh. Hắn muốn cạn kiệt khả năng cứu vớt tất cả mọi người. Muốn khôi phục thương thế, tương đối dễ dàng. Muốn bồi bổ linh hồn, tái tạo cơ thể, độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Cũng may bọn hắn nơi này có thần huyết thần cốt sung túc. Nhất là Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Càn, Lý Dần, đều có Hoàng Nê Đài, bọn hắn có thể ở phía trên hấp thu thần chi nguyên lực, lại có thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy phụ trợ, đoàn tụ thân thể máu thịt. Khương Phàm đạt được hai tôn Hoàng Nê Đài từ hai đại đế tộc nơi đó, còn có Dạ An Nhiên lấy được Hoàng Nê Đài từ Thủy Tổ Ngư nơi đó, phân biệt giao cho Đông Hoàng Toại cùng Lan Nặc, còn có Khương Diễm. Đông Hoàng Toại cùng Lan Nặc đều chỉ thừa linh hồn, cần thần khí đặc thù như thế này để kích thích tiềm lực, tái tạo cơ thể. Hỗn độn linh hầu thì dung nhập vào ngũ hành thụ của Dạ An Nhiên, ở nơi đó tái tạo tân thân. Nguy hiểm nhất là Hàn Ngạo, bọn người Chu Thanh Thọ, mặc dù bị Hỗn Thiên Linh Bảo bảo vệ tính mệnh, nhưng tình huống thật sự là bị vây ở bên trong. Hỗn Thiên Linh Bảo trước đó là vũ khí bọn hắn kiêu ngạo, bây giờ lại thành lồng giam trói buộc bọn hắn, đang ở bên trong từ từ lột xác thành khí linh, cũng chính là đang trợ giúp Hỗn Thiên Linh Bảo thức tỉnh ý thức thuộc về mình. Cái này cần Khương Diễm trợ giúp, cho nên Hoàng Nê Đài cho hắn nhận chủ. Người am hiểu giam cầm linh hồn, cũng hẳn là có thể nghịch hướng phóng thích linh hồn, ta không biết ngươi dùng được biện pháp gì, đều phải rút bọn hắn từ bên trong ra. Bên trong Thông Thiên Tháp có hồn 11 tôn thần, hồn 9 vị thánh hoàng. Nếu như năng lực ngươi không đủ, thì rèn luyện thực lực linh hồn tăng lên cho ta. Khương Phàm ủy thác nhiệm vụ quan trọng cho Khương Diễm. Nhớ kỹ, chúng ta có thể tiếp nhận huynh đệ chiến tử ở xa trường, nhưng không thể nào tiếp nhận bọn hắn chết trong nhà. Khương Diễm nghiêm túc nói. Ta cam đoan mang ra toàn bộ bọn hắn. Bên trong xí thiên giới bận rộn mà khẩn trương, không khí ngột ngạt lộ ra khủng hoảng. Mỗi người đều tận hết khả năng hỗ trợ, dùng hết thủ đoạn cứu vớt người khác. Sau 5 ngày, Đông Hoàng Như Ảnh sớm chạy tới Đông Bắc mang về thôn Thiên Ma Hoàng cùng Dương Biện. Mặc dù không nghe thấy tin tức Hắc Ma đế tộc bị trọng thương, nhưng Khương Phàm đã không có tâm tình đi để ý tới. Theo từng viên thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy ra lò, số lượng lớn người suy yếu sắp chết bắt đầu bế quan, hấp thu thần dương huyết ẩn chứa vô hạn sinh cơ, điều trị cường điệu vết thương cơ thể. Thần huyết, so với bất kỳ đan dược chữa thương gì đều hữu hiệu hơn. Thời điểm hỗn độn linh hầu đoàn tụ ngũ hành chiến khu tại thế giới ngũ hành, bầu không khí u ám của xí thiên giới nghênh đón lần đầu tiên ấm áp. Hắn là tình huống đặc thù nhất. Tương đương với sinh mệnh đầu tiên, khai thiên tích địa, sinh ra, không chỉ có thể giao hòa cùng ngũ hành tự nhiên, còn có được hỗn độn thể chất đặc biệt, thậm chí so với hỗn độn chiến khu còn muốn đặc thù hơn, một lần nữa khôi phục trong dữ liệu. Sau 5 ngày ngắn ngủi, bất diệt thần viêm, bên trên Hoàng Nê Đài một lần nữa thiêu đốt, từ suy yếu đến mãnh liệt, lại đến bành trướng, cuối cùng nương theo tiếng gáy to sắc nhọn, bất diệt thần hoàng dục hỏa trùng sinh. Kiều Hinh vui đến phát khóc, té xỉu ở trước Hoàng Nê Đài. Sau đó chính là Lý Dần có được bất tử huyết mạch, cũng trên Hoàng Nê Đài tái hiện liệt diễm thiên mệnh bất tử điểu, dưới tầm bổ của thần dương huyết thần cốt linh tủy cùng nguyên lực Hoàng Nê Đài dần dần tái tạo thân thể mới. Cuối cùng chính là Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại. Mặc dù quá trình đoàn tụ rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn nương tựa theo tính đặc thù của Hoàng Nê Đài, hấp thu thần dương huyết khí tức huyết nhục cùng thần cốt linh tủy đoàn tụ chiến khu hoàn toàn mới. Thái Âm Ngọc Thố mặc dù không có Hoàng Nê Đài, nhưng lúc đó nuốt sống linh hồn đỉnh phong thần linh Huyền Lan, năng lượng linh hồn vô cùng cường thịnh, bằng vào thái âm khí tức bên trong thái âm ác thủy, tự ngưng tụ ra thân thể mới cho mình. Khương Diễm bên đây tiến triển cũng không thuận lợi, mặc dù trong thời gian ngắn mang Lan Nặc từ trong thế giới hư thiên kính ra ngoài, nhưng đối kháng cùng Hỗn Thiên Linh Bảo lại gặp phải phiền toái. Hỗn Thiên Linh Bảo là thần khí, còn là thần khí hoàn toàn mới, cuối cùng cần khí linh tọa chấn. Thời điểm Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ năm đó dung hợp bọn chúng, tương đương với làm khế ước, nếu như tử vong thì vào thần khí ở, hóa thân làm khí linh. Khương Diễm muốn rút ra linh hồn đang biến đổi, tương đương với việc đối kháng cùng Hỗn Thiên Linh Bảo. Hỗn Thiên Linh Bảo tạm thời mất đi, chủ nhân, khống chế, tương đương với một thần linh cường hãn lại không hữu hảo. Ai cũng không nghĩ tới, Hỗn Thiên Linh Bảo mà Khương Phàm ký thác mong đợi vậy mà đang thôn phệ huynh đệ của hắn.
Hoàn toàn bất đắc dĩ, Khương Phàm hủy đi xương lấy máu, để Khương Diễm luyện hóa, phối hợp những linh hồn thánh hoàng, linh hồn thần linh, giữ vững đối kháng với hỗn thiên linh bảo. Loại phương thức gần như dã man đối kháng này để tất cả mọi người nhìn mà dùng mình, nhưng vẫn có hiệu quả. Cảnh giới thánh hoàng đỉnh phong của Khương Diễm vậy mà từ từ đột phá đến thánh hoàng đại viên mãn. Loại phương thức không phải đang bế quan đột phá cảnh giới này không thể nghi ngờ là cả thế gian hiếm thấy. Mà sau khi Khương Phàm liên tục phá hủy hai đầu cánh tay, luyện hóa ba tôn thần hồn cùng chín vị thánh hoàng hồn, Sâm La Nghiệt Hỏa xuất hiện thăng hoa như kỳ tích, vậy mà biến thành Sâm La Thần Viêm. Một mực đến ngày 17 tháng 11, sau khi kéo dài hơn một tháng đối kháng, Khương Diễm cuối cùng rút ra Chu Thanh Thọ mệt mỏi từ bên trong tinh thần kiếm, 5 ngày sau, thành công giải cứu Hàn Ngạo. Khương Phàm dưới sự kích động, giao toàn bộ thần hồn đều cho Khương Diễm. Luyện, luyện cho đến chết. Hồn phách 11 tôn thần linh, hồn phách 9 vị thánh hoàng cũng không tin thúc không ra một tôn tân thần. Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ trở về để bầu không khí căng cứng bên trong xí thiên giới lần nữa hỏa hoãn. Tất cả mọi người bắt đầu chiều sâu bế quan. Mặc dù bọn hắn thương vong thảm trọng, bây giờ còn không phải thời điểm bi thương, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà càng thêm thảm liệt, bọn hắn nhất định phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ai? Khương Phàm ngồi tại đỉnh núi, khép lại thương thế, ngắm nhìn xí thiên giới sinh cơ bừng bừng. Thở dài một tiếng, mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng đau đớn. Mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng chân chính đối mặt thương vong vẫn khó có thể chịu đựng. Yến Khinh Vũ, Kiều Linh Vận, Phượng Bảo Nam, Kiều Vạn Niên, Ngô Kình Thương, Độc Cô Kiếm Ma, vân vân, từng gương mặt, từng màn qua lại, đều xẹt qua trong đầu, lưu lại từng trận đau nhói. Chu Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ Tế Hiến cũng làm cho tâm tình hắn nặng nề, kiềm chế. Trong mắt Thiên Hậu không có Tiêu Cự nhìn qua phương xa, nhẹ giọng nói nhỏ. Long tộc cùng Huyền Vũ vẫn quá mạnh, bọn chúng chung quy vẫn là đế mạch, hùng bá hồng hoang đến nay trăm vạn năm, để bọn người Ngu Chính Uyên đối kháng chính diện vẫn kém một chút. Cũng may bọn hắn bằng vào kinh nghiệm cùng huyết tính, không có lùi bước. Nhân tộc liên minh mặc dù bại, nhưng chạy trốn mấy tên kia mới là nguy hiểm nhất. Khương Phàm mặc dù lấy được đại thắng tại Tây Bắc, nhưng bây giờ ngẫm lại, lúc ấy hẳn là còn có thể làm càng tốt hơn. Bạch Hổ lại có cường giả sơ khuy bán đế, giấu quá kỹ. Hai đầu lông mày Thiên Hậu tụ lên sầu lo, Bạch Hổ hung tàn bạo ngược, so mức độ nguy hiểm thì, sơ khuy bán đế, hoàn toàn có thể sánh vai, đến gần vô hạn bán đế, là Huyền Vũ Thái Tổ. Nếu như bọn hắn liên thủ lại, thật sẽ uy hiếp được Khương Phàm. Không, bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ. Huyền Vũ Thái Tổ cũng rất nguy hiểm. Khương Phàm lắc đầu nói. Huyền Vũ Thái Tổ là bởi vì chủ quan, ngay từ đầu bị thiên phạt trọng thương, nếu như trạng thái toàn thịnh, đó mới là thật khủng bố. Đầu Huyền Minh đại xà kia có thể ngăn chặn hắn niết bàn, quả thực là loại khắc tinh của Chu Tước cùng Phượng Hoàng. Sau một hồi im ắng trầm mặc, Hắc Ma đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, Huyền Vũ đế tộc cùng Long tộc, hẳn là sẽ kết minh. Khương Phàm mặc dù vạn hạnh gánh vác thế công đợt đầu tiên, nhưng giống như Huyền Vũ Thái Tổ rút lui trước đó có nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu, trận chiến thứ hai mới là mấu chốt. Đến lúc đó không chỉ có yêu tộc các ma tộc sẽ toàn diện liên hợp, càng mấu chốt chính là bọn hắn đều hiểu rõ về tình huống bên này, cũng càng coi trọng, không thể nào lại phạm sai lầm lầm. Thiên Hậu nói, còn có huyết ma tộc, không biết man hoang cổ thành nơi đó như thế nào. Khương Phàm nằm ngửa trên đồng cỏ ở đỉnh núi, nói. Người Đông Hoàng tộc ủy thác đang nhìn, ta đoán chừng, huyết ma tộc nhận được tất cả tin tức đế tộc nên chủ động rút lui. Nhân tộc, yêu tộc đều bị thương nặng, duy chỉ có ma tộc bảo toàn thực lực. Ha ha, thật châm chọc. Gom góp 12 cái thụ phong đài, đủ số, chàng hẳn mau chóng nhận chủ phong thần đài, năng lượng bên trong hẳn có thể để cho chàng trở nên càng mạnh. Thiên Hậu cưỡng để tinh thần, thở phào một hơi. Nàng rất chờ mong uy lực sau khi toàn diện thức tỉnh phong thần đài cùng thụ phong đài, đây là mấu chốt bọn hắn chí thắng, cũng là ưu thế duy nhất bọn bây giờ hắn có thể lợi dụng. Khương Phàm nhắm lại hai mắt, cũng khôi phục chút tinh thần. Trước không cần nôn nóng, chờ thời điểm lần nữa giao đấu, nhận chủ ở ngay trước mặt bọn họ, miễn cho đánh cỏ động rắn. Như thế mặc dù hiệu quả nhưng nếu như nhận chủ có cái gì ngoài ý muốn thì sao? Vậy trước tiên rút lui. Khương Phàm không có hiểu rõ phong thần đài, nếu như thời điểm nhận chủ, tất cả chủ nhân phong đài đều sẽ phát giác. Kẻ địch ý thức được nguy hiểm, không chỉ sẽ chủ động rời khỏi hoàng nê đài,
còn có thể giấu đi Hoàng Nê Đài, trực tiếp ném về đế thành. Đến lúc đó không chỉ có giết không chết, còn có thể mất dấu Hoàng Nê Đài. Cho nên hắn chuẩn bị đến lúc đó lại làm mặt nhận chủ, không chỉ có thể hung hăng trấn nhiếp kẻ địch, còn có thể bảo đảm đoạt lại tất cả Hoàng Nê Đài. Thiên hậu nhìn từng u cốc bế quan cuồn cuộn năng lượng phía xa, nói khẽ. Khai chiến nữa, Thánh Vương không nên đi. Khương Phàm nhẹ gật đầu, mặc dù Thánh Linh cùng Thánh Vương còn có thể phát huy tác dụng, nhất là Thánh Vương, có thể quấy rầy chiến trường Thánh Hoàng, mà Thánh Hoàng thoát khốn, có thể trùng kích chiến trường thần cấp, nhưng... Tiếp theo sẽ là toàn diện va chạm, sẽ xuất hiện tràng diện 20-30 vị thần linh chém giết, đối với Thánh Linh cùng Thánh Vương mà nói, quá nguy hiểm. Nhất là chúng sinh đại táng của Bạch Hổ, luân hồi đại táng của Triệu Thanh Duẫn, nếu như toàn diện phóng thích, Thánh Linh Thánh Vương căn bản gánh không được. Thiên Hậu nói, chúng ta cần thời gian chỉnh đốn, yêu tộc ma tộc cần thời gian. Nhất là Huyền Vũ Thái Tổ, nhất định phải khôi phục đỉnh phong mới dám lần nữa xuất chinh. Khương Phàm trầm ngâm nói, phỏng đoán cẩn thận, bọn hắn cần thời gian 3 tháng, không chỉ cần phải khôi phục, cũng cần tập kết cùng liên minh. 3 tháng sau, bọn hắn tất sẽ lùng bắt chúng ta khắp thiên hạ, bao gồm Ả Thâm Không. Lấy tình huống Xí Thiên Giới, giấu không được bao lâu. Nếu như bọn hắn phát hiện Xí Thiên Giới vẫn tồn tại. Chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ Xí Thiên Giới tồn tại, nơi này là gốc rễ của chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm rời khỏi, để Xí Thiên Giới ẩn nấp Thâm Không. Bây giờ là trung tuần tháng 11, đã qua hơn một tháng, ta muốn. Đầu tháng 1 sang năm lại lần nữa xuất kích. Khương Phàm nhíu mày nói, thời gian vẫn quá chặt, mặc dù bọn người Ngô Chính Uyên có thể khôi phục, nhưng muốn tái tạo tân thần, độ khó cực lớn. Nếu như không thể nào tái tạo tân thần, bọn hắn không có bất kỳ ưu thế nào để tập kích. Thiên Hậu hơi trầm ngâm, nói, một tháng sau, chúng ta chủ động xuất kích, mục tiêu chủ yếu là Hoàng Nê Đài. Thu Hoàng Nê Đài vào trong tay, phân cho Thánh Hoàng Đại Viên Mãn như bọn người Khương Diễm, coi như bọn hắn không thể nào bước lên thần linh cảnh cũng có thể thông qua Hoàng Nê Đài toàn diện thức tỉnh, kích phát ra thần uy. Một tháng, chỉ mong Ngô Chính Uyên bọn họ có thể khôi phục lại. Khương Phàm đứng lên, thuận tiện muốn kéo Thiên Hậu. Đi thôi, nên bế quan. Thiên Hậu ngồi ở chỗ đó, không có tiếp tay Khương Phàm tay, vẻ mặt ảm đạm. Chàng, thay ta. An ủi các nàng bên dưới. Khương Phàm nhìn dáng vẻ của Thiên Hậu, trong lòng đầy thương yêu, thở dài, lại ngồi xuống sát bên, nói khẽ. Không ai có thể hoàn toàn dự phán chiến tranh. Chúng ta rất thông minh, kẻ địch không ngu xuẩn, chúng ta có thể làm chính là tận năng lực chúng ta mà làm đến tốt nhất. Xuất kích Minh Tôn Sơn là các ngươi cùng nhau quyết nghị, mà là toàn phiếu thông qua, không thể nào xem như cá nhân nàng sai lầm. Mặc dù gặp ngoài ý muốn, nhưng chính là gặp nguy không loạn cùng điều tiết khống chế chỉ huy, thương vong cùng tổn thất hạ thấp ít nhất, thậm chí thay đổi cục diện, chỉ là sau đó thủy tổ ngư. Ai cũng không nghĩ tới hai phe đối thủ một mất một còn như bọn hắn vậy mà liên thủ, còn giết đi ra từ mạch nước ngầm. Thiên Hậu không nói gì, yên lặng nhìn qua phương xa. Nàng từ trước tới giờ không hối hận bất kỳ quyết định gì của mình, cũng không để ý bất kỳ người nào bình phán, nhất là thân ở chiến trường thê thảm, nàng nhất định phải tỉnh táo cường thế. Dùng thế công chính xác nhất mạnh mẽ nhất điều phối tranh thủ, lấy cái giá nhỏ nhất mưu cầu thắng lợi lớn nhất, nàng tuyệt đối không thể nhi nữ tình trường, tuyệt đối không thể không quả quyết, nếu không chết càng nhiều. Bị bại thảm hại hơn. Nhưng, trước đó Kiều Vô Hối thức tỉnh, ánh mắt Kiều Hinh nhìn mình để nội tâm lạnh lẽo cứng rắn của nàng vậy mà nổi lên gợn sóng. Nàng biết, Kiều Hinh, hận nàng. Nàng đã làm được rất khá, không có người trách tội nàng, cũng không có người thất bại áp đặt đến trên người nàng. Khương Phàm ôm lấy Thiên Hậu, nhẹ giọng an ủi. Từ chiến tranh góc độ mà nói, tất cả biểu hiện của Thiên Hậu đều đáng khẳng định, nàng tựa như là thống soái trời sinh, phóng khoáng tự do, khống chế chiến trường. Từ góc độ nhân tình, Thiên Hậu, rõ ràng thiên về lãnh khốc, một ít quyết định cường thế thậm chí để cho người ta không thoải mái. Nhưng, ai không muốn trọng tình trọng nghĩa, ai không muốn chiếu cố tất cả mọi người, ai không dự phán tất cả ngoài ý muốn. Ai không muốn mỗi lần toàn thắng mà về, không người thương vong. Nhưng chuyện đó là không thể nào. Chiến trường vô tình, càng nghĩ chiếu cố toàn bộ, càng sẽ mất đi càng nhiều. Chiến trường tàn khốc, thoáng trần chờ chính là không quả quyết, kết quả sẽ thảm thiết không chịu nổi. Thời điểm vừa trở lại Xí Thiên Giới, Khương Phàm đã phát hiện cảm xúc Kiều Hinh không thích hợp, cũng phát hiện trong ánh mắt Thiên Hậu mỏi mệt cùng áy náy. Sau khi lặng lẽ hiểu rõ tình huống,
hắn biết nguyên do, nhưng nếu như không phải thiên hậu quyết đoán, dẫn động thiên phạt, toàn bộ chiến trường sẽ biến thành khu vực săn bắn của Thái Tổ, muốn lộng chết ai liền giết chết người đó, mà có thể gánh chịu trọng trách này, chỉ có thể là Kiều Vô Hối, cũng nhất định phải là Kiều Vô Hối. Xem như đổi thành hắn, lúc ấy đều sẽ làm ra lựa chọn. Thật lâu, Khương Phàm nhẹ giọng thở dài, ôm chặt thiên hậu. Kiều Hinh ngủ say ngàn năm trong quan tài thủy tinh, làm bạn nàng chỉ có Vô Hối, cũng một mực là Vô Hối, tình cảm giữa mẹ con bọn hắn rất sâu rất sâu. Nàng ấy cũng một mực phong ấn huyết mạch Vô Hối, cảm thấy áy náy, luôn cảm thấy là nàng làm trễ nải hắn trưởng thành. Nàng cũng hiểu hiểu nàng ấy không phải hận nàng, mà là quá yêu thương Vô Hối. Nàng cũng đừng thương tâm, chờ hết thảy kết thúc, vạn thế thần triều thế chân vạc thương huyền, Kiều Hinh hẳn sẽ hiểu dụng tâm của nàng. Vô Hối, bây giờ bỏ ra càng nhiều, hoàng vị tương lai càng ổn, hắn chảy máu trong chiến tranh, lập công trạng đều chính là uy tín lớn nhất để hắn thống ngự thần triều, khống chế thương huyền. Thiên hậu tựa sát Khương Phàm, thì thào khẽ nói. Ta chỉ muốn, làm càng tốt hơn, ta cũng hẳn là, làm càng tốt hơn. Trong lòng Khương Phàm đầy yêu thương, khẽ hôn trán của nàng, dịu dàng khẽ nói. Chúng ta làm người thống lĩnh, hẳn là phụ trách vì tất cả người. Cũng hẳn là phụ trách thất bại vì tất cả, nhưng nàng thật đã làm rất tốt. Thân thể gầy gò của thiên hậu có chút cuộn mình, con người tan rã, không có tiêu cự nhìn qua đất cát bên cạnh, một hồi lâu sau. Nước mắt trượt xuống gương mặt. Nếu như chúng ta đều có thể sống sót, nếu như vạn thế thần triều thật có thể quật khởi thương huyền, ta không cần hài tử, ta không muốn chủ nhân hậu cung này, ta sẽ ở anh hồn điện. Làm thủ hộ giả cho thần triều, cho thương huyền. Khương Phàm dùng sức ôm chặt thiên hậu, tâm tình nặng nề, trong lòng càng đau nhức. Nàng tiếp nhận rất rất nhiều, từ tiền thế ép buộc thần triều tế hiến, đến giữ gìn cửu u thâm không, từ tái thế luân hồi, đến thống ngự toàn cục, nàng đều thay hắn đứng ở phía trước nhất, một ít sai lầm, một ít trách nhiệm, cũng đều là nàng một mình ôm lấy. Nàng luôn luôn trầm mặc không nói, yên lặng làm tất cả. Nàng, cũng không quan tâm người ta nói gì, không quan tâm. Nhưng ở sâu trong nội tâm nàng cũng có nơi mềm mại, nhất là sau khi tái thế đối với những tỉ muội đã từng kia. Kiều Hinh đột nhiên lạnh nhạt, làm nàng đau nhói. Nhưng Kiều Hinh yêu thương Kiều Vô Hối cũng là tình cảm mà người ngoài không cách nào trải nghiệm. Khương Phàm yên lặng ôm thiên hậu, thất thần nhìn qua dãy núi mênh mông. Lâm hải, biển rừng, xanh tươi. Tỷ tỷ, đây là thần dương huyết, hai viên. Hai viên. Hướng Vãn Tình tìm tới tỷ tỷ đang mệt mỏi. Kích động lấy ra hai viên thần dương huyết tranh thủ được từ trong đại điện xí thiên. Tiền kỳ luyện chế thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy đều giao cho bọn người Kiều Vô Hối cần tái tạo thân thể, đây là thần vật sau đợt đầu tiên. Nàng từ bỏ mặt mũi, thật vất vả mới từ chỗ đan hoàng lấy được hai viên, lại từ người khác mượn một viên, gom góp được hai viên. Ta đã phế đi, không cần, vẫn là để muội dùng đi. Hướng Vãn Đồng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau đớn. Mặc dù có rất nhiều cái mạng, nhưng linh hồn cùng ý thức chỉ có một cái, mỗi cái mạng chết đi, đều để lại cho ý thức vết tích khó mà ma diệt. Loại tuyệt vọng, đau đớn trước khi chết kia đều không vung đi được, để cho bản thể hồi tưởng vĩnh viễn. Lần này năm cái mạng liên tiếp chết thảm, đều mang đến trọng thương cho sinh mệnh cùng linh hồn của nàng, nàng như là không phân rõ được rằng mình còn sống hay đã chết, nhắm mắt lại đều liên tiếp lóe lên là các loại hình ảnh kinh hồn cùng đau đớn thảm liệt trước khi chết của năm cái mệnh kia. Muội vẫn còn, muội là hoàng phi, muội có rất nhiều. Hướng Vãn Tình cố gắng tươi cười, đưa thần dương huyết bên cửa sổ. Ta chỉ có cảnh giới thần linh, khôi phục cũng không đến được thánh vương. Trận chiến thứ hai, Khương Phàm sẽ không để cho thánh linh lại đến. Hướng Vãn Đồng mệt mỏi nắm chặt tay Hướng Vãn Tình, lắc lắc khẽ nói. Đồng ý với tỷ tỷ, sống sót. Du cảnh chiến mang theo hai viên thần cốt, tìm được muội muội U Mộng. Ca. Sao ca lại có thời gian tới đây? U Mộng ngạc nhiên đứng dậy, nhìn ca ca mặt mũi tràn đầy kiên nghị, thân hình thẳng tắp ở trước mặt. Từ khi gia nhập với Khương Phàm đến nay, ca ca ngoại trừ tu luyện thì chính là tu luyện, mấy năm qua đều không có gặp mặt nàng được bao lần. Nàng không dám quấy nhiễu ca ca, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Nhất là lần đại chiến này, nàng cơ hồ đã quỳ trong phòng hơn 50 ngày. Cho đến con đường tại xí thiên giới U mở ra. Khương Phàm mang theo đám người may mắn còn sống sót trở về, nàng từ trong đám người chật vật thấy được bóng dáng ca ca. Ta mang cho muội vài thứ. Du cảnh chiến lấy ra chút đan dược, đồ trang sức,
còn có chút tiền từ trong nhẫn không gian. Muội, muội không cần cái này. Trong lòng U Mộng hoảng hốt. Giữ lại, chẳng may ngày nào đó có cần. Du Cảnh Chiến nhìn trong căn phòng bày biện tinh xảo phong cách cổ xưa một chút. Ca ca. Giọng U Mộng hơi run. Ta. Du Cảnh Chiến chần chờ một lát, nói. Ta đi tìm Khương Uyển Nhi, sau này. Sẽ không ai sẽ khi dễ muội nữa. U Mộng kinh ngạc nhìn ca ca, nước mắt tràn mi mà ra. Hãy cố gắng sống cho tốt. Du Cảnh Chiến không có nói thêm nữa, hắn nắm lấy thần cốt rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc trận chiến thứ hai sẽ bắt đầu, cũng khẳng định càng khốc liệt hơn. Hắn không sợ chết, cho tới bây giờ vẫn không sợ, như điều không bỏ xuống được duy nhất trong lòng chính là muội muội. Chào hỏi, xem như cáo biệt. Có Khương Uyển Nhi cam đoan, chỉ ít tương lai, không tiếp tục ném muội muội vào hoa lâu. Phụ thân, Ngô Thiên Khải cùng Ngô Thanh Giao cuống quýt đứng dậy, nghênh đón phụ thân đang đi tới. Ngô Chính Uyên hùng tráng khôi ngô, nhưng nhìn ra suy yếu từ trong ra ngoài, hắn nhìn chôn y phục và di vật trước mặt, chậm rãi gật đầu. Kình Thương, tốt. Bọn người Ngô Thiên Khải mang theo vẻ mặt bi thương, Ngô Kình Thương chết rồi, thần hồn câu diệt, không có di cốt, không có linh hồn, bọn hắn chỉ có thể thu thập y phục của hắn, lập một tòa mộ chôn y phục và di vật. Ngô Chính Uyên nói, trận chiến thứ hai rất sắp bắt đầu, nhất định càng khốc liệt hơn so với trận chiến đầu tiên. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ không để rơi danh uy hỗn độn chiến tộc. Bọn người Ngô Thiên Khải nhao nhao động thân, cao giọng hô to. Trận chiến đầu tiên chúng ta đánh rất chật vật, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, không phải chúng ta không đủ mạnh, là kẻ địch của chúng ta quá mạnh. Hỗn độn chiến khu có thể ngạnh kháng huyền vũ, chân long đã đầy đủ kiêu ngạo. Hàng vạn lần hàng nghìn lần phải có lòng tin đối với mình. Ngô Chính Uyên nhất định phải cổ vũ bọn nhỏ, chiến trường huyết chiến, nhất là sinh tử chiến. Không chỉ cần phải có thực lực, càng cần đầy đủ lòng tin hơn. Ta tranh thủ cho các ngươi một viên thần dương huyết cùng hai viên thần cốt linh tủy. Vốn là muốn chọn ba thánh linh, trùng kích thánh vương, nhưng... Ngô Chính Uyên nhìn về Ngô Thiên Khải. Ta vừa mới suy nghĩ, vẫn hy vọng, hỗn độn chiến tộc lại ra một vị thánh hoàng. Có thể tại chiến trường cao cấp hiện ra thực lực của hỗn độn chiến khu. Ngô Thiên Khải lập tức bước lên phía trước, nhưng bị Ngô Chính Uyên lại đưa tay bảo ngừng lại. Đừng có gấp, tân tấn thánh hoàng, khẳng định không thể so với những thánh hoàng đỉnh phong kia, nhất là Cự Long, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ những đế mạch kia. Nếu như ngươi muốn vào thánh hoàng, phải làm tốt chuẩn bị chịu chết. Ngươi, dám không? Ngô Thiên Khải dùng sức đấm ngực. Hỗn độn chiến tộc, không sợ hãi. Thời gian qua đi trăm vạn năm, hỗn độn chiến tộc lần nữa đứng ở phía trước lịch sử, dấn thân vào chiến dịch khổng lồ như vậy, điều chúng ta muốn làm chính là hướng chết mà sinh. Mà không phải tham sống sợ chết. Tốt, tốt, ta kiêu ngạo vì các ngươi, lão tổ đã chết cũng kiêu ngạo vì các ngươi. Máu thịt hài cốt của 10 tôn thần linh cung cấp cho xí thiên giới trọn vẹn hơn 60 viên thần dương huyết, cùng 53 viên thần cốt linh tủy. Trừ một bộ phận để bọn người Kiều Vô Hối tái tạo chiến khu ra, còn thừa lại một ít, lần lượt phân cho Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân và các thánh vương cùng thánh hoàng. Số lượng thần vật khổng lồ có thể cho bọn hắn thỏa thích biến đổi. Tấn mãnh trưởng thành. Mà trình độ thảm liệt sau trận chiến tranh đầu cũng làm cho bọn hắn rõ ràng nhận thức được thực lực của đế tộc cùng thần tộc, bọn hắn cũng không dám có bất luận sự coi thường gì, cũng đều biết rõ trận chiến tranh thứ hai sẽ càng khủng bố hơn. Nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể phát huy càng nhiều tác dụng tại chiến trường. Đương nhiên càng quan trọng hơn là còn có những thần binh còn sót lại của các thần tôn. Thiên yêu thần đăng của thiên yêu thần tôn, thiên trụ linh côn của Tiết Phân Đình. Hỗn độn lôi mâu của cửu cực chiến thần, ngọc tỷ thần triều của thiên mệnh thần tôn, hỗn loạn chiến kích của lăng tiêu chiến thần, hồng hoang chiến đồ của hoa thiên chiến thần, bá thiên trọng trùy của bá thiên chiến thần, thiên vận hồ lô của thiên kiếp thần tôn. Thiên trụ linh côn, hồng hoang chiến đồ, đều giao cho Đông Hoàng Như Ảnh, hiệp trợ lĩnh hội, tự tại vũ trụ cùng, vạn cổ thiên thu. Hỗn độn lôi mâu, giao cho Du Cảnh Chiến, bao gồm một bộ phận thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy cô đọng từ cửu cực chiến thần. Hỗn loạn chiến kích giao cho Khương Qua, bao gồm một bộ phận thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy cô đọng từ lăng tiêu chiến thần. Bá thiên trọng trùy giao cho Ngô Chính Uyên. Thiên yêu thần đăng cho Lan Nặc. Khương Phàm độc chiếm ngọc tỷ thần triều cùng thiên vận hồ lô. Ngoài ra, thời điểm cổ thần chấn sát huyền liệt, và bôn tập huyền đàm cùng chấn áp cường tộc huyền vũ, toàn bộ đều giao cho đại vương đang hấp hối.
Thủy Tổ Ngư cấp bậc yêu thần cùng Tử Tinh Thiên Long Thánh Hoàng đã sớm bị Vạn Độc Huyết Long nuốt sống, đang kích ra tiềm lực huyết long vừa mới sinh ra linh trí. Thời gian cấp bách, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong bế quan. Nhất là bọn người Kiều Vô Hối khống chế Hoàng Nê Đài. Khương Phàm, Thiên Hậu, cũng mang theo một bộ phận thần vật, bế quan chiều sâu. Bởi vì số lượng thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy quá nhiều, toàn bộ xí thiên giới đều bao phủ ở bên trong mênh mông thần uy. Người bình thường lại sợ hãi run rẩy, không thể không lui đến vắng vẻ cạnh góc khu vực. Thời gian lặng yên trải qua một phần tháng 10, chuyển tiến vào tháng 12. Kiều Vô Hối, Thái Âm Ngọc Thố, Tần Vị Ương, Ngô Chính Nguyên, Đông Hoàng Càn, Lý Dần, Đông Hoàng Toại, Lan Nặc đều thuận lợi khôi phục. Cổ thần, cổ tác nhân đều trở lại đỉnh phong. Ngay cả giới chủ đều trở về thần linh đỉnh phong. Đáng để vui mừng là, Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Đông Hoàng Toại, Hỗn Độn Linh Hầu, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đã bằng vào số lượng lớn thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy tái tạo cơ thể mới, đều có thần tính, cảnh giới cơ hồ đã bạo tăng đạt tới Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Hàn Ngạo cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt cũng mượn cơ hội này, vọt vào cảnh giới Thánh Hoàng được như ý nguyện. Tặc điểu, Hướng Vãn Tình được thần vật tẩm bổ, Đồ Đằng tụ tập khí tức âm dương của đất trời, cảnh giới lại lần nữa đột phá, bước lên Thánh Hoàng đỉnh phong. Đại Vương Cuồng nuốt số lượng lớn huyền vũ, thậm chí kiêu ngạo bước lên Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Bạch Tai thông qua di cốt rộng lượng kích phát, cũng từ Thánh Hoàng trùng kích đến đỉnh phong. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Huyền Vũ, Đăng Xa, Côn Bằng, Kim Hống đều có đột phá thăng hoa. Ngay cả lão tổ sát đồ của thôn Thiên Ma tộc đều bước lên Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, tộc trưởng sát kỳ đều tiến vào Thánh Hoàng. Tân tấn Thánh Hoàng còn có Triệu Thế Hùng, Ngô Thiên Khải, Du Cảnh Chiến, Hoàng Bánh Nướng, Lan Quỳ, Tô Lăng. Chỉ là thời gian cấp bách, bọn người Lý Dần, Khương Diễm, Dương Biện đều không thể bước lên thần linh cảnh. Ta biết các ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện, còn muốn tiếp tục trùng kích cảnh giới, nhưng thời gian không đợi người, Liên Quân Đế tộc không thể nào để cho chúng ta tiếp tục mạnh lên. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích trước khi bọn hắn lùng bắt thâm không. Trước ngày mồng 1 tháng 9, chúng ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng thắng lợi nào, chỉ có thể liều mạng tử chiến. Nhưng bây giờ, chúng ta đã gánh vác được trận chiến khốc liệt nhất, chúng ta đã sáng tạo ra kỳ tích. Trận chiến thứ hai tiếp theo cực kỳ quan trọng, mục tiêu là Hoàng Nê Đài. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy Hoàng Nê Đài, lại săn giết được một bộ phận thần ma, chúng ta đã có thể trấn nhiếp Liên Quân Đế tộc, cũng có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian tiếp tục tu luyện. Ngay mặt ta tái tạo ngoài 10 vị thần linh, đại chiến thương huyền thắng lợi trong tầm mắt. Khương Phàm đứng ở trước mặt tất cả mọi người, phấn chấn hô to. Quần tình xúc động, cao giọng hô to. Mặc dù trận chiến đầu tiên thương vong thảm trọng, nhưng không thể không nói, bọn hắn đã thật sự sáng tạo ra kỳ tích mà trước đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất là cuộc chiến ở Tây Bắc của Khương Phàm, không chỉ có quyết định vận mệnh nhân tộc, càng lần nữa đặt vững hình tượng chiến thần bất bại của Khương Phàm. Đối với chiến tranh kế tiếp, bọn hắn đã có lòng tin. Bởi vì lần đối chiến thần ma này, thắng ở tập kích, dưới Thánh Hoàng tiếp tục lưu thủ tu dưỡng. Thánh Hoàng cùng thần linh, theo ta xuất kích. Khương Phàm vừa nói ra lời này, đám người lập tức bạo động. Tân tấn Thánh Vương cùng Thánh Vương đỉnh phong đều biểu đạt kháng nghị. Động lực lớn nhất để bọn hắn vùi đầu tu luyện trong 2-3 tháng này chính là báo thù, chính là tái chiến đế tộc, kết quả. Bị loại bỏ. Khương Phàm trấn an đám người. Không phải không để cho các ngươi tham gia, là lần này không tham gia. Thánh Linh tiếp tục bế quan, tranh thủ tiến tới Thánh Vương. Thánh Vương cố gắng một chút, tranh thủ tiến tới Thánh Hoàng. Trận đại chiến thứ ba sẽ là cuộc chiến quyết thắng cực kỳ quan trọng, đến lúc đó các ngươi tham gia cũng phải tham gia, không tham gia cũng phải tham gia. Dưới Thánh Hoàng phía không thể tham gia, nhưng chúng ta khẳng định là phải tham gia. Đông Hoàng Minh Vệ, Đông Hoàng Như Yên, ba vị không võ tân tấn Thánh Vương bước đến phía trước, bọn hắn tuy là Thánh Vương, nhưng tác dụng ở chiến trường có thể so với Thánh Hoàng. Khương Phàm mang lên tất cả thần tôn, Thánh Hoàng ở trong thôn Thiên Ma Hoàng ở bên trong, được Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt dẫn đầu, lặng yên rời khỏi xí thiên giới. Khương Phàm, Thiên Hậu, thôn Thiên Ma Hoàng, Giới Chủ, Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, Hồng Hoang Thiên Long, Ngô Chính Nguyên, Đông Hoàng Như Ảnh, Thái Âm Ngọc Thố, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, còn có Yêu Đồng, tổng cộng 13 vị thần linh. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Giả An Nhiên, Huyết Long Cổ Thụ, Khương Quỳ, Khương Diễm, Khương Qua, Lý Dần, Dương Biện, Chu Thanh Thọ, Đại Vương,
Lan Nặc, Sát Đồ, 13 vị thánh hoàng đại viên mãn. Triệu Thời Việt, Bạch Tai, Tặc Điểu, Hướng Vãn Tình, Tịch Nhan, Hỗn Độn Linh Hầu, Khương Bân, Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Huyền Vũ, Đằng Xà, Côn Bằng, Kim Hống, 13 vị thánh hoàng đỉnh phong. Triệu Thế Hùng, Ngô Thiên Khải, Du Cảnh Chiến, Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Lan Quỳ, Tô Lăng, 8 vị tân tấn thánh hoàng cùng cao giai thánh hoàng. Đan Hoàng, Luyện Dược cùng Địa Ma Thụ, ngủ say ở lại xí thiên giới. Tinh Hải Xâm Lâm, Huyền Vũ chỉ còn Thái Tổ cùng hai tôn yêu thần là Huyền Đàm và Huyền Mang. Tại Cự Long, ngoài Ngao Tranh là 6 long thần, 2 cự long là Ngao Lê cùng Ngao Tiêu, 3 cửu thủ thiên long là Ngao Tấn, Ngao Anh, Ngao Tất, còn có Luân Hồi Long Hoàng, Ngao Minh toàn bộ đều còn có Lôi Đình Cự Long, Bạo Phong Cự Long, Thương Hải Cự Long, Thập Nhị Dực Hắc Xà Hoàng, 3 tôn Bát Thủ Thiên Long, 3 tôn Thái Hư Cổ Long, 1 tôn Luân Hồi Cổ Long, tổng cộng 11 thánh hoàng. Tại Bạch Hổ, 2 tôn tân thần là Thiếu Hoàng và Lão Yêu Thần, 3 Bạch Hổ và 2 Cùng Kỳ, cùng Thao Thiết, Đào Ngột, Đại Địa Hùng Hoàng, Tàng Hải Cự Thú, 9 vị thánh hoàng. Tại Hắc Ma Tộc, Hắc Ma Hoàng, Hắc Hoàng Thiên, Tân Tấn Hắc Ma Hoàng, Hắc Liếm, Hình Thiên Ma Hoàng, Kình Thiên Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, cùng Hắc Ma Đại Lục tổng cộng 18 vị thánh hoàng. Thủy Tổ Chủ Nhân mang theo 2 vị thánh hoàng trở về, gia nhập với bọn chúng. Bởi vì ý thức được trình độ thảm liệt của chiến tranh, Hắc Ma Tộc cùng Long Tộc đã đưa toàn bộ thánh hoàng trở xuống của bộ tộc về đại lục của riêng mình. Trong dãy núi không đủ ngàn dặm tại Tinh Hải Xâm Lâm có Huyền Vũ Thái Tổ và Thiếu Hoàng 19 vị thần linh, cùng dòng dã 40 vị thánh hoàng tụ tập ở đó. Mặc dù Triệu Thanh Duẫn không có trực tiếp giáng lâm Tinh Hải Xâm Lâm, nhưng cũng ở cách đó không xa. 3 vị tân thần, cùng Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, Nam Cung Bình An Thánh Hoàng Thái Uyên Lão Tổ, 5 vị thánh hoàng. Trong lúc này, bọn hắn muốn liên lạc Huyết Ma Đế Tộc. Ngoài ý muốn chính là Huyết Ma Đế Tộc không chỉ có rút ra khỏi Đông Bắc Bộ, còn rút về Huyết Ma Đại Lục. Nhưng không quan trọng, bởi vì sau một tháng tu dưỡng, Đế Tử, Vĩnh Dạ, Thiên Uy Thần Tôn, cùng Kim Vô Song đã chạy ra khỏi Thâm Không Cửu U, đã tới Tinh Hải Xâm Lâm. Bọn hắn đến không chỉ là tăng thêm 4 vị thần tôn, càng mang đến tình huống của Khương Phàm cùng Thôn Thiên Ma Hoàng. Thôn Thiên Ma Tộc, Sát Khâm lập tức bị tươi sống dằn vặt đến chết. Nhưng tộc nhân khác của Thôn Thiên Ma Tộc đã ở đó trước khi rời khỏi Tinh Hải Xâm Lâm. Lúc này Tinh Hải Xâm Lâm tựa như là siêu cấp quân doanh, trong ngoài ngoài là đội hình 26 vị thần tôn cùng 45 vị thánh hoàng, để mênh mông đất trời đều lâm vào sụp đổ, lít nha lít nhít vết nứt không gian xuyên qua bầu trời cùng mặt đất, số lượng lớn thánh hoàng cùng thần linh giám sát thâm không, hơn 10 vạn dặm địa tầng đều bị Huyền Đàm kéo năng lượng ra, biến thành sa mạc khô kiệt, để dự phòng Sơn Hà Đại Táng của Khương Phàm. Ngày 16 tháng 12, khi Khương Phàm người rời khỏi xí thiên giới, liên quân chiếm cứ Tinh Nguyệt Xâm Lâm đã sớm bắt đầu, sao động. Bọn hắn biết Khương Phàm săn giết số lượng lớn thần tôn, khẳng định sẽ trốn đi bế quan trưởng thành, bồi dưỡng thần linh mới, cho nên tuyệt đối không thể nào tùy ý để hắn mạnh lên. Chỉ tu chỉnh 2 tháng mà thôi, vậy mà sau khi xác định Huyết Ma Tộc không thể lại đến trợ giúp, liên quân đã bắt đầu ầm vang hành động. Bọn hắn không có giống trước đó đi thương lượng lùng bắt khắp nơi nữa, mà là trực tiếp lao tới Đại Hạ Hoàng Triều. Đương nhiên không phải muốn trực tiếp hủy nơi đó, mà là phải dùng nơi đó làm uy hiếp, tránh cho Khương Phàm thi triển táng diệt truyền thừa trong quá trình chiến đấu, thậm chí là bức bách Khương Phàm không được dùng truyền thừa cường hãn nhất, nếu không Bạch Hổ Thiếu Hoàng sẽ dùng thương sinh đại táng diệt hàng tỷ sinh linh tại Đại Hạ Hoàng Triều. Theo liên quân nhân yêu ma ầm vang xuôi nam, bầu trời nổi lên gợn sóng như thủy triều, đại địa tách rời sụp đổ. Không gian phá thành mảnh nhỏ, năng lượng tự nhiên mãnh liệt nhấc lên, hình thành tràng diện thiên tai vô tận, như là tuyệt thế phong bạo tàn phá bừa bãi khắp nơi, nghiền ép hết thảy mọi thứ xung quanh, như mưa to mưa lớn, tùy ý lan tràn giữa vết nứt không gian cùng vết nứt đại địa. Tràng diện kinh khủng theo liên quân xuôi nam, xâm nhập mênh mông mấy vạn dặm. Ngay cả bọn người Chu Phục Sinh theo ở phía sau đều cảm nhận được sợ hãi, cũng tức giận khi Khương Phàm đưa tới tràng tai nạn này. Lấy uy lực thương huyền đối kháng với đế tộc thiên hạ, đây vốn là quyết định ngu xuẩn, cái này không nên phát sinh. Đại Hạ Hoàng Triều cách rất xa đã liền cảm thấy loại khí tức tuyệt vọng kia đập vào mặt, tụ tập tiếng kêu khóc tuyệt vọng, hốt hoảng chạy trốn của dân chúng tại Bắc Cương. Mấy trăm triệu người không nhận ước thúc lao nhanh, để cục diện Đại Hạ Hoàng Triều triệt để mất khống chế, ngay cả dân chúng cương vực khác đều điên cuồng chạy tới Hoàng Thành, cùng Tổ Sơn. Ở trước mặt thiên uy như vậy,
tính mạng bọn họ như sâu kiến, yếu ớt đến đáng thương. Vì mạng sống, bọn hắn tình nguyện cùng hơn mấy ngàn vạn người chen cùng một đỉnh núi, mấy chục hơn trăm vạn người núp ở một chỗ thành nhỏ, chỉ vì có thể cách Tổ Sơn và Hoàng Thành gần một chút. Phật môn tụ tập tăng lữ, ngồi xếp bằng Bắc Cương năm vạn dặm, tổ kiến thịt người tường thành. Phật âm to lớn, ù ù không dứt, rung động cổ kim, Phật quang vô cương, phiêu miểu mà thần thánh, ức vạn Phật ấn hoành hành thiên địa, ẩn vào hư không, gánh chịu lấy Phật môn cầu nguyện, triệu hoán ngủ say Phật môn thần tổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.